nhìn thần sắc cậu không bình thường, lẽ nào cậu quen biết với cô ta? Hạ Tưởng phất tay. Tôi chưa bao giờ đến đại học lừa mấy cô bé sinh viên chưa biết gì cả, không có tính chinh phục. Tôn Hiện Vĩ không phục nói. Vứt, đừng mạnh miệng vây, tôi phải dùng đến sức ba bò chín châu mới có thể cưa đổ mạnh rác hiểu đấy. Đến cả tôi cũng đã nảy sinh tình cảm rồi. Vốn là tôi để ý bạn học của cô ấy, nhưng cô ta thì nhẹ nặng cũng không làm lay động được. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành rút lui để tìm người khác nên đã chọn Mạnh Giác Hiểu. Đúng rồi, bạn học của Mạnh Giác Hiểu là Phượng Mỹ Mỹ, xinh hơn Mạnh Giác Hiểu nhiều, nhưng kiêu kỳ, lạnh lùng, không dễ cưa. Phượng Mỹ Mỹ, Hạ Tưởng nhìn cách qua về phía Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ không có chút phản ứng nào, đứng ở một bên cười gượng. Cũng đúng, hai người không quen biết nhau, cho dù có quen biết cũng không biết đời này có thể lại yêu cháy bỏng nữa không. Hạ Tưởng hơi hơi cảm than, bây giờ hắn mới biết thì ra Phượng Mỹ Mỹ cũng là sinh viên trường học viện âm nhạc. Không ngờ, hắn lại có duyên với học viện âm nhạc đến vậy. Từ lúc ở bên vệ tân, rồi đến thời gian âm thầm chăm sóc cho Phượng Mỹ Mỹ. Cả hai lại là người của học viện âm nhạc. Chương 328, trăng đến rằm là trăng lại sáng. Không bao lâu sau, Thẩm Lập Xuân và Lý Hồng Giang một trước một sau đến. Đợi thêm một lúc nữa, Vương Lâm Kiệt và Chu Hổ cũng xuất hiện. Có thể nói những người tụ họp ngày hôm nay đều là những người góp vốn đầu tư dựng lên công ty bất động sản Giang Sơn. Mọi người ồn ào một lúc, đến phòng họp ngồi bàn với nhau. Hạ Tưởng phát biểu đầu tiên. Hôm nay mời mọi người đến đây, chính là muốn nói một tiếng chân thành, công bằng nhất, cùng nhau bàn luận về việc phân bố tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu. Chúng ta không phải là người ngoài, ngồi đây với nhau có lời thì cứ nói, có chuyện thì đưa ra cùng bàn luận. Còn ý kiến của tôi là, tùy theo số ngạch mà mỗi người bỏ vốn đầu tư không giống nhau, cộng với sự cân nhắc dựa trên tình hình thực tế, cá nhân tôi góp vào 3 triệu tệ, dưới danh nghĩa của Tiêu Ngũ, nắm giữ 10% cổ phần. Hạ Tưởng đã biểu lộ thái độ, trong lòng mọi người tự có suy nghĩ riêng. Lý Hồng Giang vội nói, tôi góp 5 triệu tệ. Yêu cầu giữ 10% cổ phiếu. Thẩm Lập Xuân tỏ thái độ. Tôi góp 2 triệu tệ, giữ 5%. Đến lượt Tôn Hiện Vĩ phát biểu, y cười. Tôi đầu tư 10 triệu tệ, theo lý mà nói tôi là cổ đông lớn nhất công ty, nhưng với tinh thần hợp tác và cống hiến, chỉ cần 20% là được rồi. Tôn Hiện Vĩ góp tới 10 triệu tệ cổ phần mà chỉ xin giữ 20%, quả đúng là đã biểu lộ đủ thành ý. Hạ Tưởng gật đầu. Hướng ánh mắt khen ngợi về phía y, trong lòng nghĩ Tôn Hiện Vĩ ngoài hơi ham sắc ra, con người, cách cư xử vừa hào phóng vừa thoải mái, là một người rất đáng để kết bạn. Thái độ của Tôn Hiện Vĩ cao quý như vậy, vô hình chung lại gây áp lực cho những người khác. Vương Lâm Kiệt do dự một chút, nói. Tôi góp 1 triệu tệ, lúc đó đã bàn trước với Phó Chủ tịch huyện Hạ là sẽ giữ 10% cổ phần, nhưng khi thấy mọi người nhường nhìn lẫn nhau như vậy, tôi không dày mặt lợi dụng lòng tốt của mọi người. Tôi xin giữ 6% thôi. Hạ Tưởng khoát tay. Không sao cả, lúc đó tôi nhận lời với anh là 10% thì cứ giữ nguyên 10%. Lời mà tôi nói ra không cần biết là giám đốc Tôn, hay giám đốc Lý, giám đốc Thẩm cũng vậy, đều có nể mặt vài phần. Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Thẩm Lập Xuân đều biết lai lịch của Vương Lâm Kiệt, đều nhao nhao nói. Thành lập công ty không phải là muốn kiếm thêm bao nhiêu tiền. Mà là muốn có một cơ hội để mọi người cùng nhau hợp tác, cùng nhau làm việc. Anh Lâm Kiệt không cần phải khách sáo vậy. Vương Lâm Kiệt vẫn rất kiên quyết, cuối cùng Hạ Tưởng phải đứng ra làm chủ, cộng thêm mọi người đều đồng ý, nên vẫn tuân theo kế hoạch ban đầu để y giữ 10% cổ phần, mọi người đều hài lòng. Hạ Tưởng thấy cách cư xử khiêm nhường của Vương Lâm Kiệt trong lòng rất vui mừng, biết khiêm nhường thì hợp tác sau này sẽ có đường sống quay về, càng dễ dàng cho mọi người hợp tác lâu dài, thấu đáo. Những người chỉ biết đến lợi ích trước mắt thì sẽ chẳng có triển vọng dài lâu. Chu Hổ góp 2 triệu và đội ngũ hơn 100 người, giữ 6% cổ phần. Y rất vui với kết quả này, tự so sánh y thấy mọi người ngồi trên ghế đều có khí thế, có tiền, có lai lịch hơn, trong lòng bắt đầu bồn chồn, đồng thời càng kiên định phải học hỏi nhiều hơn, càng có ý muốn dựa vào Hạ Tưởng. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, để Hạ Tưởng nắm giữ 20% cổ phần, Thẩm Lập Xuân giữ 8%. Chủ yếu là để y để tâm đến công ty bất động sản Giang Sơn nhiều hơn. Trong lòng mọi người đều tự hiểu, Hạ Tưởng mới là nhân vật trung tâm của bất động sản Giang Sơn,
và Thẩm Lập Xuân ở tập đoàn Đạt Tài cũng có ưu thế là nguồn tài nguyên lớn. Sau khi tổng hợp lại, thêm 5% phân cho Phương Cách, 21% còn lại thì chưa được phân, cuối cùng mọi người đồng ý giơ tay biểu quyết, đẩy lên cho Hạ Tưởng nắm giữ dưới tên của Tiêu Ngũ, sau này sẽ tùy theo tình hình thực tế, sẽ phân lại quyền nắm giữ cổ phần. Cái gọi là tình hình thực tế, đương nhiên là thông qua thực lực thật sự của các cổ đông để phân chia công bằng, có thể lấy cổ phần làm khích lệ hoặc kết thành đồng minh. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người đều rất hài lòng với kết quả cuối, cùng nhau đến nhà hàng nâng cốc hân hoan, chúc mừng sự thành lập của công ty bất động sản Giang Sơn. Ăn cơm xong, Thẩm Lập Xuân và Vương Lâm Kiệt chỉ đạo cụ thể Tiêu Ngũ đi đăng ký chính thức thành lập công ty, Hạ Tưởng ở lại cùng bàn với Tôn Hiện Vĩ về việc tiếp cận với bất động sản Lĩnh Tiên như thế nào, ngụy trang dưới hình thức hợp tác, tìm cách hợp pháp, hợp lý biến bất động sản Lĩnh Tiên trở thành của mình. Đương nhiên, Hạ Tưởng còn suy nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn, chính là một khi Cao Thành Tùng bị đổ, việc Cao Kiến Viễn lợi dụng chức quyền cho việc cá nhân bị bại lộ, việc y lạm dụng công quỹ cũng bị bại lộ. Đến lúc đó bất động sản Lĩnh Tiên sẽ bị thanh tra tài chính, có khả năng sẽ bị thanh toán xóa sạch, cho nên chuyện thâu tóm Lĩnh Tiên trước hay sau khi việc Cao Kiến Viễn bị bại lộ cũng là một vấn đề khiến cho người ta đau đầu, nhức óc. Đương nhiên, với tình hình trước mắt, nên tiếp cận với bất động sản Lĩnh Tiên trước. Mục đích của việc tiếp cận là muốn cho Cao Kiến Viễn thấy được hy vọng, không để cho y thong dong chạy trốn ra nước ngoài. Có điều, có vài nội tình lại không thể nói rõ ràng cho Tôn Hiện Vĩ biết, Hạ Tưởng đành phải lập lờ nhắc nhở ông ta. Phải chú ý phương thức một chút, không được để người khác nắm được lỗ hổng. Nguồn vốn của bất động sản Lĩnh Tiên là vấn đề, không chừng có chuyện lạm dụng công quỹ ở đây, nếu như chẳng may nguồn vốn của Lĩnh Tiên bị điều tra. Làm thế nào để tránh được rủi ro một cách hợp lý vẫn là vấn đề cần phải suy nghĩ cẩn trọng. Tôn Hiện Vĩ cười ha ha. Nếu như nghĩ ra kế, vạch ra phương hướng của vấn đề thì tôi không bằng cậu. Nhưng tránh rủi ro thế nào, lại phải hợp lý, hợp pháp thâu tóm công ty khác thì ông em Hạ lại không thể bằng anh đây. Yên tâm, tuyệt đối không để xảy ra cục diện không thể khống chế được. Tôn Hiện Vĩ trước kinh doanh về thuốc, sau khi làm ăn phát đạt rồi thì chuyển qua làm bất động sản. Ở bất kỳ ngành nghề nào y cũng đều rất mát tay, là một người không đơn giản, vì vậy Hạ Tưởng rất yên tâm về y. Xử lý xong việc liên quan đến bất động sản Giang Sơn, Hạ Tưởng chuẩn bị trở lại huyện An. Việc Sở Tử Cao đầu tư tiền xây công viên không thể chậm trễ. Nếu công trình sớm được triển khai, trước mùa đông hoàn thành có thể làm nơi cho người dân rèn luyện thân thể, nghỉ ngơi khi mùa đông chưa đến thì thật là tốt. Trước khi đi, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Cô có chút sốt ruột, thúc giục Hạ Tưởng khi nào mới có thể xếp thời gian hẹn gặp Cao Kiến Viễn. Hạ Tưởng cười thầm, Cao Kiến Viễn cũng có lúc như ngồi trên lửa thế kia á. Hắn cũng không đắn đo thêm, nói thẳng. Anh đang ở huyện An, hôm nay là thứ tư, ba ngày sau là thứ bảy, anh sẽ gặp Cao Kiến Viễn. Thời gian, địa điểm cụ thể thế nào cứ theo em chọn. Nghiêm Tiểu Thì vô cùng mừng rỡ, nói. Tốt quá, em sẽ lập tức báo lại cho anh Viễn. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng, anh đúng là người tốt. Hạ Tưởng đang lái xe, bị lời nói của Nghiêm Tiểu Thì làm cho buồn cười, một tay xoay chuyển vô lăng, một tay mở điện thoại bật chức năng không cần cầm máy. Được rồi đó Tiểu Thì, em không phải khen anh nữa. Anh giúp Kiến Viễn một là vì nể mặt em, hai là trên thương trường, cũng là mua lại bất động sản Lĩnh Tiên, để công nhân kiếm được tiền. Hạ Tưởng cố tình không nói là nể mặt Cao Kiến Viễn chính là muốn Nghiêm Tiểu Thì khi nghe cảm thấy dễ chịu, quả nhiên Nghiêm Tiểu Thì lập tức vui vẻ. Phó Chủ tịch huyện Hạ ngày càng biết nịnh rồi nhé, chỉ tiếc là miệng nói lại không phải lời thật lòng, anh chỉ nói lời ngọt trên môi với em mà thôi. Hạ Tưởng giả vờ nghe không hiểu Nghiêm Tiểu Thì đang oán hận. Cứ hẹn như vậy nhé, anh cúp máy đây. Tiểu Thì, anh vẫn đang lái xe, thứ bảy gặp lại nhé. Nghiêm Tiểu Thì bất lực đành phải cúp máy, ấm ức vứt điện thoại qua một bên. Làm như ghê gớm lắm, ai mà thèm người như anh. Sau đó bỗng nhiên mỉm cười, vội vàng nhặt lại điện thoại. Điện thoại thì chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại chứa số điện thoại của Hạ Tưởng, không thể vứt hỏng được. Hạ Tưởng về đến huyện An, đầu tiên là báo cáo lại việc Sở Tử Cao muốn đầu tư xây công viên với Lý Đinh Sơn, Tề Á Nam muốn bao thầu nhà khách huyện ủy. Lý Đinh Sơn gật đầu liên tục. Tiểu Hạ, có cậu bên cạnh giúp đỡ, đã giúp tôi giảm bớt được bao nhiêu âu lo. Việc này cậu nên báo cáo với Chủ tịch huyện Khâu, chúng ta nên để ý đến suy nghĩ của anh ta một chút.
Hạ Tưởng gật đầu. Tôi sẽ để ý mà, sóng gió đã qua rồi, huyện An cũng cần có một môi trường hài hòa để phát triển kinh tế. Với Chủ tịch Khâu, tôi luôn giữ thái độ chung sống hòa bình, yên ổn. Hạ Tưởng quay người đi, tìm đến Khâu Tự Phong, hắn báo cáo cụ thể lần nữa với y. Khâu Tự Phong sớm đã nghe Phong Phanh Tề Á Nam muốn bao thầu nhà khách huyện ủy, nhưng một ngày hợp đồng mà chưa được ký kết chính thức, tiền chưa đến tay thì vẫn chưa gọi là thành công. Cho nên khi nghe Hạ Tưởng lại lần nữa nhắc đến việc Tề Á Nam muốn bao thầu, y liền hiểu rằng chuyện đã thành công đến 8, 9 phần rồi. Hạ Tưởng là người làm việc rất chắc chắn, việc nào mà hắn nhắc đến hai lần, nếu mà không có sự chắc chắn hắn sẽ không đề cập trước. Đối với việc Sở Tử Cao chịu đến huyện An đầu tư công viên, Khâu Tự Phong ngoài cảm giác bất ngờ ra, còn thấy hơi khó hiểu. Là một ông chủ nhà hàng, cho dù có muốn cầu danh tiếng cũng không đến nỗi phải chạy đến huyện An xa xôi làm việc tốt như vậy. Tuy rằng tiền đầu tư không lớn, khoảng 1 triệu tệ, nhưng chẳng ai lại coi 1 triệu tệ kia là vỏ hến cả. Lẽ nào chỉ có đơn giản là vì nể mặt Hạ Tưởng? Vậy thì thể diện của Hạ Tưởng quá lớn rồi còn gì? Người ta vì muốn lấy lòng hắn mà chịu bỏ ra 1 triệu tệ. Đã nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, Khâu Tự Phong không thèm nghĩ nữa. Dù sao thì trong nhiệm kỳ của y, có thể xây dựng một công viên, coi như là công trình vừa tầm thể hiện thể diện một chút. Huyện không cần phải bỏ tiền ra làm thì có gì lại không vừa lòng chứ. Từ trong lòng y cảm thấy vui mừng, không ngờ chỉ vì vài lý do linh tinh mà phải bắt buộc hợp tác với Hạ Tưởng, hợp tác rồi lại có thể đạt được nhiều lợi ích thực tế như vậy. Xem ra thật đúng là cùng hợp tác thì có lợi cho cả đôi bên, không hợp tác thì lại thiệt hại cả hai. Khâu Tự Phong khen ngợi Hạ Tưởng vài câu, rồi khuyến khích thêm để Hạ Tưởng dám đánh bạo bắt tay vào làm. Tạo được thành tích thì thành tích đó sẽ là của cậu, nếu có vấn đề gì thì có huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện thay cậu gánh cho. Hạ Tưởng thấy Khâu Tự Phong cuối cùng cũng nói ra được câu có trách nhiệm, cũng là sự an tâm trong lòng. Ngày thứ hai, Sở Tử Cao và Tề Á Nam một đến trước một đến sau cùng đến huyện An. Xem ra cả hai nhà đầu tư cũng rất nóng lòng rồi. Bởi lúc trước hai người đã từng gặp nhau, Hạ Tưởng liền hẹn gặp hai người cùng lúc, cũng không cần tránh điều tiếng. Khi ở thành phố Yến, khung sườn công việc đại khái đã được định đoạt, nên buổi gặp ngày hôm nay chỉ là bàn kỹ hơn về chi tiết. Hạ Tưởng gọi thêm Thịnh Đại đến, bốn người ngồi bàn luận trong văn phòng làm việc hơn nửa ngày. Cuối cùng cũng đã đạt được một kết quả mà mọi người đều hài lòng. Sau khi việc bàn luận kết thúc xong, Thịnh Đại mời Sở Tử Cao và Tề Á Nam ăn cơm, Hạ Tưởng không có ý kiến gì. Bốn người đến nhà hàng, vừa ngồi vào chỗ thì Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tào Vĩnh Quốc gọi tới. Ban tổ chức cán bộ thành ủy muốn tìm con nói chuyện, con nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Trong giọng nói của Tào Vĩnh Quốc biểu lộ ra một chút vui mừng phấn khích. Hạ Tưởng đã đoán ra là việc gì, không chút hoang mang nói. Sắp điều làm ủy viên thường vụ rồi ạ. Tào Vĩnh Quốc rất hài lòng trước thái độ điềm tĩnh của Hạ Tưởng, nói. Đúng, để cân bằng, bí thư đảng ủy mới thôn Đán Bảo Phòng Ngọc Huy cũng sẽ làm ủy viên thường vụ, hắn là người của Đàm Long. Hạ Tưởng buông điện thoại xuống, thấy Thịnh Đại cũng đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong lòng liền nghĩ tin tức được truyền đi đúng là nhanh như cắt. Quả nhiên khi Thịnh Đại quay trở lại bàn, nét mặt hoan hỉ giơ ngón tay cái lên đưa xuống trước mặt Hạ Tưởng. Trong lòng Hạ Tưởng thầm nhận lời khen, gật đầu biểu lộ đón nhận, miệng không nói câu nào. Mấy người tiếp tục ăn cơm. Tin Cường Giang Hải bị điều đi, đầu giờ chiều làm việc Khâu Tự Phong mới được biết, không biết trong lòng có cảm giác gì. Cường Giang Hải là trợ thủ đắc lực của y. Hai người đã hợp tác một thời gian cũng thấy ăn ý, với lại Cường Giang Hải như cờ tiên phong của y, cũng rất có ích cho việc thị uy, chèn ép. Tuy nói rằng hiện giờ hợp tác với Hạ Tưởng rất vui, nhưng y biết mình và Hạ Tưởng tận trong sâu thẳm vẫn không đi chung một con đường. Thời gian này như là kỳ trăng mật, nhưng không đại diện cho việc hợp tác sẽ mãi tốt được như vậy. Cường Giang Hải đi rồi, trên hội nghị thường vụ quyền phát biểu của y sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ không còn ở tình trạng đối kháng với Hạ Tưởng nữa, nhưng ai cũng muốn nắm chặt quyền lực trong tay mình, Khâu Tự Phong vẫn là có cảm giác lo được lo mất, có điều y biết ván đã đóng thuyền, sự việc đã không thể cứu vãn được nữa, chỉ còn cách bất lực than thở. Tuy nói rằng y không rõ sau lưng mình Hạ Tưởng có hành động gì không, nhưng điều Cường Giang Hải đi để dọn chỗ cho Hạ Tưởng, trước mắt là lựa chọn tốt nhất, cũng là sự sắp xếp thích hợp nhất. Buổi chiều, người của ban tổ chức cán bộ đến tìm Cường Giang Hải bàn chuyện.
Chương 329, cùng Tống Triều đậu câu cá. Cường Giang Hải cứ nghĩ là chuyện gì tốt, hớn hở đi vào. Sau khi nói chuyện, vẻ mặt bực tức đi vào phòng làm việc của Khâu Tự Phong, vừa gặp mặt liền nói. Chủ tịch huyện Khâu, anh thật xấu bụng, tôi đâu có nói những vụ bê bối của anh ra. Anh hay thật, nghĩ kế để loại tôi ra, qua cầu rút ván chưa đủ sao mà còn muốn tôi thế nào nữa. Nếu trước đây Cường Giang Hải dùng thái độ này nói chuyện với y thì Khâu Tự Phong nhất định sẽ nổi giận. Hôm nay thì lại khác, y kìm nén sự tức giận, kiên nhẫn giải thích. Việc này không liên quan đến tôi cũng vừa mới nghe tin thôi, có lẽ là xem xét việc cân bằng trong thành phố. Giang Hải tôi và anh hợp tác đã nhiều năm cũng xem là rất ăn ý, cho dù có mâu thuẫn cũng không phải cái gì to tát. Và lại anh cũng được xem là trợ thủ đắc lực của tôi ở hội nghị thường vụ, sao tôi lại điều anh đi? Anh cứ bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Thấy Cường Giang Hải bị nói đến có chút nguôi ngoai, y lại an ủi gã nói. Đổi góc độ khác mà nghĩ xem, đi huyện cảnh cũng tốt, ở huyện An có tên Hạ Tưởng, hắn quen biết nhiều người, ngay cả tôi cũng không bằng. Phó chủ tịch huyện các anh ai chẳng bị danh tiếng của hắn ép đến không thể ngẩng cao đầu. Ngược lại đến huyện cảnh thì có cơ hội tốt để thể hiện bản thân. Cường Giang Hải cũng không ngốc, hắn chất vấn Khâu Tự Phong cũng chỉ để dò xét chứ không cho rằng Khâu Tự Phong giở trò ở phía sau. Nghe lời nói của Khâu Tự Phong hợp tình hợp lý, hắn cũng tiện thể nói luôn. Tôi cũng là nóng vội nhất thời, chủ tịch huyện Khâu đừng trách tôi, đột nhiên nói điều tôi đến huyện cảnh nên cũng có chút khó chấp nhận được. Anh nói đúng, ở huyện An này, Hạ Tưởng có thế mạnh không ai sánh bằng, tôi đến huyện cảnh có lẽ là một cơ hội hiếm có. Cho dù có phải là tự an ủi hay không, dù gì cũng đã là sự thật không thể thay đổi. Cường Giang Hải có đồng ý hay không cũng phải chấp nhận sự thật mình bị điều khỏi huyện An. Người của ban tổ chức cán bộ sau khi nói chuyện với Cường Giang Hải lại cùng Hạ Tưởng nói chuyện. Tuy là đã đoán được trước. Nhưng Hạ Tưởng sau khi nghe chính miệng ban tổ chức cán bộ chứng thực thì cũng có hơi kích động. Dù sao làm ủy viên thường vụ thì cũng tương đương như bước vào trung tâm quyền lực của huyện An. Đều rất có ích cho việc sau này hắn mở rộng các hạng mục công việc. Hơn nữa quyền tự chủ sẽ càng lớn, rất nhiều việc tự mình có thể quyết định. Có lẽ là vì biết được mối quan hệ của Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng, cũng có thể là vì biết phương cách ở huyện An, người của ban tổ chức cán bộ rất khách sáo đối với Hạ Tưởng. Nói chuyện không chút phách lối mà có một thái độ gần gũi hiếm có. Hạ Tưởng cũng biết chắc chắn hắn đã đến gặp Lý Đinh Sơn trước và cũng đã gặp Phương Cách, nên đã nói những lời khách sáo thường gặp trong quan trường, tỏ thái độ quyết tâm, và cảm ơn lãnh đạo cấp trên, vân vân. Tiếp sau đó Lý Đinh Sơn mở hội nghị ủy viên thường vụ, người của ban tổ chức cán bộ chính thức tuyên bố. Thành ủy của thành phố Yến đã phê chuẩn, đồng chí Hạ Tưởng, phó chủ tịch huyện An. Sẽ nhậm chức ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An, còn đồng chí Cường Giang Hải sẽ không còn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An nữa. Sau đó ban tổ chức cán bộ thành ủy lại tuyên bố, bí thư đảng ủy xã Đán Bảo Phòng Ngọc Huy sẽ nhậm chức ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An. Cho đến bây giờ, một loạt bổ nhiệm tuyên bố xong, kết cấu quyền lực của huyện An một lần nữa được sắp xếp lại từ đầu và bước vào thời kỳ ổn định ngắn ngủi. Sau khi quyết định được công bố khiến cả huyện An đều kinh ngạc. Trong hội nghị thường vụ chính quyền, vài vị phó chủ tịch huyện tỏ ra kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, người chỉ vừa mới nhậm chức phó chủ tịch huyện chưa được nửa năm, với tốc độ nào mà từ một phó chủ tịch huyện được phân công quản lý văn hóa giáo dục, vệ sinh, xếp hạng cũng gần cuối mà nhanh chóng lên chức phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch, cho đến bây giờ làm ủy viên thường vụ. Nói cách khác, hiện Hạ Tưởng tuy là phó chủ tịch huyện, nhưng vì đã là ủy viên thường ủy nên cũng có cái danh là lãnh đạo huyện ủy. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau và cùng nghĩ rằng Hạ Tưởng thật tài giỏi, không nói đến việc lật đổ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố lúc trước, vì để lên chức ủy viên thường vụ, đã cứng rắn đẩy Cường Giang Hải đi, sau này làm việc mọi người phải phối hợp tốt một chút, để khỏi bị hắn xử ép. Nếu Hạ Tưởng biết nhưng lời bình luận của mấy vị phó chủ tịch nói về mình thì e là chỉ biết cười đau khổ thôi, thật ra hắn cũng vô tội, không có ý đẩy Cường Giang Hải đi. Y bị điều đi cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên. Sau khi tiến người của ban tổ chức cán bộ, Hạ Tưởng giao Tề Á Nam cho Thịnh Đại, để Thịnh Đại phụ trách cùng ý ký kết hợp đồng nhận thầu, hắn tự mình cùng Sở Tử Cao đi chọn địa điểm cho công viên. Thị trấn huyện An không lớn, nhưng để chọn một nơi thích hợp thì không dễ. Hạ Tưởng lái xe chở Sở Tử Cao đi hết nửa ngày, cảm thấy nơi nào cũng hợp, và cảm thấy chỗ nào cũng có một vài khuyết điểm. Không thể tồn tại một nơi hoàn hảo,
nhưng ai cũng có tâm lý hướng đến sự hoàn hảo, Sở Tử Cao nhưng nghĩ được gì đó, nói. Tôi nghĩ là chọn ở trung tâm thị trấn, ở bên cạnh chợ nông sản có một khu đất bỏ hoang, diện tích rất thích hợp. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Cố cảm tính rồi, tôi có một cách. Nào, đi hỏi liên tiếp ba người thì sẽ có địa điểm chính xác. Sở Tử Cao bán tín bán nghi, theo Hạ Tưởng xuống xe, thấy Hạ Tưởng đến bên một bà lão đang mua rau, hỏi. Bà lão, bình thường bà thích đến đâu tản bộ? Bà lão thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Tưởng liền ân cần đáp. Đa số là đến thành Nam đi dạo. Vậy bà cũng ở thành Nam sao? Đương nhiên là không, tôi ở thành Bắc. Cũng khá xa, vậy sao lại phải đến thành Nam để đi dạo? Hạ Tưởng thấy lạ hỏi. Chàng trai, vậy là cậu không biết rồi, thành Nam có một khu rừng nhỏ, mùa hè thổi gió Nam mát mẻ, mùa đông gió Bắc lại thổi không đến, và lại khu rừng có địa thế tốt, không khí tốt. Gần như tất cả ông lão, bà lão của thị trấn đều đến đó để rèn luyện thân thể. Bà lão khá khéo nói rõ ràng đâu ra đấy. Hạ Tưởng nghe xong gật đầu liên tục, sau khi cảm ơn bà lão lại đi thêm một đoạn, đến gần một ông lão và hỏi. Ông lão, xin cho hỏi, thường thì ông thích đến nơi nào để rèn luyện thân thể? Ông lão rất cảnh giác, nhìn Hạ Tưởng vài lần, hỏi. Chàng trai, trông cậu không giống người xấu, nói xem, hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác để làm gì? Hạ Tưởng suýt chút cười ra tiếng, nhưng vội nhịn cười. Xin ông đừng đa nghi, cháu không giống người xấu và cũng không phải người xấu, cháu chỉ muốn thăm dò một chút xem mọi người đều thích đến đâu tản bộ, rèn luyện thân thể, vì trong huyện sắp xây một khu công viên. Xây công viên? Ông lão lớn tiếng nói với vẻ vui mừng. Tốt, xây công viên là một việc tốt, tôi hoan nghênh bằng cả hai tay, mấy năm nay huyện An không phát triển gì cả, đúng là thiếu một khu công viên. Ôi, mọi người không có lựa chọn nên mới tới khu rừng nhỏ ở thành Nam để tản bộ, rèn luyện thân thể. Nếu thật sự là xây công viên thì tôi nghĩ nên xây ở khu rừng nhỏ ở thành Nam vì ở đó hoàn cảnh tốt, không khí tốt và địa thế cũng tốt. Sau khi chào tạm biệt ông lão, Hạ Tưởng lại chặn một người trung niên lại hỏi câu hỏi tương tự. Ông ta cũng trả lời giống ông lão và bà lão. Hạ Tưởng đã biết phải làm gì, cùng Sở Tử Cao trở vào xe và chạy thẳng đến thành Nam. Sở Tử Cao phục Hạ Tưởng sát đất. Chủ tịch huyện Hạ, ý nghĩ của anh thật khác thường. Đúng là trong cuộc sống ở đâu cũng có thứ để học, sao anh lại nghĩ đến việc này? Hạ Tưởng xúc động nói. Thật ra cũng đơn giản, khi làm một việc gì đó thì đặt dân chúng lên vị trí hàng đầu, nghĩ những gì dân chúng nghĩ, công viên được xây cho dân chúng nên phải nghe những suy nghĩ của họ. Để không phải vội vàng quyết định, chúng ta sẽ đỡ phải đi đường vòng. Hạ Tưởng cảm thấy sao nói vậy, cho dù sau này sông Dân Tâm của thành phố Yến hay rất nhiều những công trình hình tượng khác, đều là sản phẩm của những bộ óc thiếu suy nghĩ. Ví dụ như toàn thành phố Yến cùng lúc tu sửa đường xá, những con đường lớn cùng lúc khởi công, kết quả làm cho cả thành phố Yến đâu đâu cũng kẹt xe, việc đi lại của người dân rất khó khăn. Cũng như chính sách quy hoạch tổng thể cứ thay đổi xoành xoạch, trước tiên nói là phát triển theo hướng Đông Nam, sau đổi thành hướng Tây Bắc, sau đó lại muốn phát triển hệ thống nước trong toàn thành phố, muốn biến một thành phố khô hạn ít mưa ở phương Bắc thành một thành phố nước. Đúng là để thiên hạ chê cười. Hạ Tưởng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí thanh cao. Trong quan trường có hai loại người không thể dùng được, một là suốt ngày chỉ biết hô hào tỏ ra trung thành để chứng tỏ sự quyết tâm của mình. Một là ù lì, chỉ biết cắm đầu vào công việc, không biết xử lý tốt các mối quan hệ. Cả hai loại người, người thứ nhất là ngụy quân tử, người thứ hai là ương bướng. Dù là loại người nào cuối cùng cũng khó làm được việc lớn. Trước tiên làm người phải biết xử lý tốt các mối quan hệ, có quan hệ thì làm việc gì cũng dễ dàng. Vì việc gì cũng do con người làm, chỉ có quan hệ rộng rãi thì khi làm việc sẽ không gặp phải khó khăn, mới có thể thuận buồm xuôi gió. Đến thành Nam, Hạ Tưởng không khỏi lên tiếng khen. Đúng là một mảnh đất tốt, con mắt của quần chúng thật sáng suốt, trí tuệ từ dân gian mà ra. Làm quan lâu rồi, có thói quen nhìn sự việc từ trên xuống dưới. Thật ra cách giải quyết vấn đề có lúc đến từ dân gian. Hạ Tưởng có rất nhiều ý nghĩ thiết kế độc đáo, cho nên trong lúc hắn quyết định biện pháp thì cần phải nghĩ đến cảm nhận của người sử dụng. Khu rừng nhỏ ở thành Nam có diện tích không lớn, nhưng xung quanh có nhiều đất trống, có thể nói rất hợp với điều kiện xây tạo công viên, hoàn cảnh yên tĩnh, giá đất rẻ, duy chỉ mất điểm ở một chỗ là cách trung tâm thị trấn hơi xa một chút. Nhưng may là thị trấn của huyện An không lớn,
cho dù đi từ thành Nam đến thành Bắc cũng không phải mất nhiều thời gian. Hạ Tưởng lập tức quyết định theo ý của dân chúng, xây công viên Tử Cao ở khu rừng thành Nam. Sau khi Hạ Tưởng và Sở Tử Cao về huyện ủy thì lập tức đem quyết định báo cáo cho Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong không có ý kiến gì, tỏ ra ủng hộ và lập tức mở hội nghị chính phủ thường vụ thông báo việc chọn được địa điểm cho công viên Tử Cao, trưng cầu ý kiến của mọi người. Đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì và đều tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng đạt được tiếng nói chung và chính thức được duyệt qua. Quả nhiên là hợp tác sẽ có lợi cho cả hai, Hạ Tưởng cũng lần đầu thấy Khâu Tự Phong cũng có lúc làm việc nhanh gọn, dứt khoát. Sự việc đặc biệt xử lý đặc biệt, trong một ngày quyết định xong một dự án cũng xem như là kỳ tích. Sở Tử Cao rất vui mừng, đã thấy được sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng, cũng đã thấy dự án được phê chuẩn, liền hớn hở đi về sắp xếp tài chính, chuẩn bị mau chóng khởi công. Hạ Tưởng tiễn Sở Tử Cao về, lại đến gặp mặt Tề Á Nam. Tề Á Nam và Thịnh Đại đã bàn bạc ổn thỏa, Khâu Tự Phong cũng hết sức ủng hộ. Có thể nói sự phối hợp của Khâu Tự Phong bây giờ không chê vào đâu được, không đề cập tới điều kiện cũng không có yêu cầu, chỉ để ý làm tốt công việc của hắn, ít nhất nhìn từ mặt ngoài thì quả thật một lòng vì việc công. Thịnh Đại và Hạ Tưởng cũng không phải người không biết phép tắc, biết chọn lúc để khen hai vị lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sáng suốt. Phép tắc là phép tắc, cho dù đi đến đâu thì cũng phải làm nổi bật sự ủng hộ của bí thư và chủ tịch huyện, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, cũng không để cá nhân mình quá nổi bật, nếu không sẽ khiến người khác có ấn tượng mình là người thích chơi trội. Sau khi xử lý xong mọi việc, Hạ Tưởng cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút, trong thời gian lễ quốc khánh cứ bận suốt, sau lễ lại bận thành lập bất động sản Giang Sơn, và bận triển khai công tác các dự án ở huyện An, có thể nói là bận tối mắt tối mũi, không có chút thời gian rảnh rỗi. Không ngờ hắn chỉ nghỉ được một ngày, thứ sáu lại nhận được điện thoại của Tống Triều Độ. Tiểu Hạ, có thời gian không? Nếu tiện thì qua đây, chúng ta gặp mặt. Giọng của Tống Triều Độ nghe không có gì đặc biệt, nhưng Hạ Tưởng lại nghe như gió vi vu bên tai, hắn quá khát khao được trao đổi với Tống Triều Độ để hiểu rõ tình hình của thủ đô và tình thế của tỉnh Yến trong tương lai. Hắn tin rằng, cả tỉnh Yến không ai có thể hiểu rõ xu thế tương lai của tỉnh Yến hơn Tống Triều Độ. Hạ Tưởng liền đồng ý. Không thành vấn đề, tôi có thời gian, tôi sẽ đến ngay. Tống Triều Độ hẹn gặp Hạ Tưởng ở một nơi rất hẻo lánh, trên một con đường núi giữa thành phố Yến và huyện Cảnh. Ở phía bên đường núi có một ao nước, khi Hạ Tưởng đến nơi thì Tống Triều Độ đang nhàn nhã ngồi bên ao nước, tay cầm cần câu ung dung câu cá. Hạ Tưởng đành lắc đầu, mình đã lo lắng suốt nhiều ngày, và cũng đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ là Tống Triều Độ lộ diện thì mọi việc sẽ rõ ràng. Nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã của ông ta như không có việc gì xảy ra, khiến người ta cảm thán, đúng là tâm trạng không như nhau thì cảnh giới hơn kém nhau rất nhiều. Hạ Tưởng đến gần Tống Triều Độ, kính cẩn gọi một tiếng. Trưởng ban Tống. Tống Triều Độ quay đầu lại, gật đầu cười. Ngồi đi, cùng tôi câu cá. Hạ Tưởng làm theo, cầm cần câu lên, gắn mồi vào và quăng câu như một tay câu có nghề, bắt đầu câu cá. Sau đó thì im lặng cả 10 phút. Trong lúc đó Tống Triều Độ câu được con cá chép nặng 1 cân, Hạ Tưởng thì không câu được gì, cần câu cũng không nhúc nhích, nhấc cần câu lên, mồi đã rơi mất, chả trách cá không cắn câu, thì ra là không đủ sức cám dỗ. Tống Triều Độ cười nói, cá không thấy mồi cũng như con người không thấy cái lợi thì sao mà cắn câu. Nếu muốn để người khác cắn câu thì cậu phải thể hiện lòng thành của mình mới được. Hạ Tưởng cũng cười nói, trưởng ban Tống, đã lâu không gặp. Không ngờ ngài lại đi nghiên cứu câu cá. Gần đây thế cục của tỉnh Yến như một hồ nước lặng, chẳng chút gợn sóng, có phải là có dòng chảy ngầm nào ở dưới mặt nước hay không? Tống Triều Độ nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt phức tạp. Cậu nghe được gì và biết được những gì? Hạ Tưởng liền lắc đầu. Cũng không có, chỉ là cảm thấy vụ án của Lệ Triều Sinh bây giờ vẫn chưa có câu trả lời, rõ ràng là có người ở phía trên gây áp lực. Lệ Triều Sinh rõ ràng là có vấn đề rất lớn về kinh tế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, còn Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm, cấp trên cũng không có nêu ý kiến xử lý. Chương 330, lần thứ hai cùng Cao Kiến Viễn so chiêu. Tống Triều Độ ha hả cười. Cậu quan tâm quá rộng đấy nhỉ, có phải cậu muốn hỏi vì sao tôi gần đây không lộ diện đúng không? Vì sao tôi không thừa thắng xông lên bắt Phũ Phái Dũng lần nữa? Có lẽ việc cậu còn quan tâm chính là bước tiếp theo con đường làm quan của tôi có biến hóa lớn hay không nhỉ? Hạ Tưởng bị nói đúng tâm sự, liền mỉm cười.
tôi đương nhiên quan tâm trưởng ban Tống. Hôm tôi đính hôn, Nhất Phàm xuất hiện, khiến Thủ Lê cao hứng nửa ngày, khen Nhất Phàm xinh đẹp như tiểu tiên nữ, tôi đã nghĩ, trưởng ban Tống nhất định trốn ở sau lưng cười thầm. Tống Chiêu Độ không ngờ bị Hạ Tưởng tỏ vẻ đùa nên cười to. Tôi tuy rằng không tham dự lễ đính hôn của cậu, tuy nhiên tình huống cụ thể vẫn còn hiểu một chút. Không tồi, rất thành công, khiến người ta giật mình. Ông ta thả cần câu xuống, đứng dậy, vươn người, lấy tay chỉ ra khu vườn xa xa. Đi, đi ra đồng tản bộ. Hạ Tưởng liền đứng dậy đi theo Chiêu Độ ra đồng ruộng. Đi vài bước, Tống Chiêu Độ nói. Quốc khánh này, tôi ở thủ đô. Hạ Tưởng hơi sửng sốt, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Tống Chiêu Độ và Cao Thành Tùng đều ở thủ đô ngày quốc khánh, xem ra, hai người nói không chừng còn đánh giáp lá cả. Vấn đề Thẩm Phục Minh cấp trên đã có kết luận, khai trừ đảng viên, miễn chức vụ phó chủ tịch tỉnh. Nhưng đối với vấn đề chính Cao Thành Tùng, vẫn tranh luận không ít. Mức độ bảo vệ của người kia còn lớn hơn so với chúng ta tưởng tượng. Mà để có thể lên được, người phía sau tôi lại không thể không làm một ít nhượng bộ. Giọng điệu Tống Chiêu Độ có chút bất đắc dĩ. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Cao Thành Tùng vẫn không sao ư, vẫn như cũ hoành hành ngang ngược tại tỉnh Yên ư. Tống Chiêu Độ chậm rãi gật gật đầu. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, vụ án Lệ Triều Sinh không có cửa khẩu đột phá. Những tài liệu tôi có không đủ làm bằng chứng để mà lật đổ Cao Thành Tùng. Nhưng Lệ Triều Sinh rất là ngoan cố, một người chống lại toàn bộ vấn đề, hắn cũng là một nhân vật mấu chốt. Chủ nhiệm Hình nói cho tôi biết rằng khá là khó giải quyết. Trừ phi Lệ Triều Sinh mở miệng nói ra quan hệ lui tới giữa hắn và Từ Đức Tuyền, đưa ra bằng chứng. Một khi bắt Từ Đức Tuyền, với hiểu biết của tôi về hắn, hắn sẽ rất dễ dàng nói ra nội tình. Tình huống hiện tại là, cấp trên có người cũng thừa nhận Cao Thành Tùng có vấn đề, nhưng vấn đề không lớn để ảnh hưởng Cao Thành Tùng. Nếu lúc này vụ án Lệ Triều Sinh đạt được đột phá, bắt Từ Đức Tuyền, nói không chừng sẽ trở thành một cây rơm rạ cuối cùng áp đảo Cao Thành Tùng. Nói đến nói đi. Nhân vật mấu chốt là Lệ Triều Sinh. Nghe Tống Chiêu Độ phân tích, nếu Từ Lệ Triều Sinh liên lụy Từ Đức Tuyền, Từ Đức Tuyền cắn lại Cao Thành Tùng, thân phận của Từ Đức Tuyền là thường vụ thành ủy, đủ để lấy một kích chí mạng Cao Thành Tùng, khiến người ở sau lưng bảo vệ hắn không ai dám nói lời nào. Lệ Triều Sinh mạnh miệng như vậy, một người thay tất cả chịu tội, tha rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn Từ Đức Tuyền, là nguyên nhân gì? Đúng rồi, dù Lệ không bắt quy án được, Lệ Triều Sinh và vợ hắn chỉ có một đứa con, nhất định là Từ Đức Tuyền đáp ứng hắn cái gì rồi, phỏng chừng là thay hắn chiếu cố mẹ con Du Lệ, khiến con hắn có một tương lai không tồi. Sự tình Lệ Triều Sinh, tôi còn muốn nghĩ biện pháp. Hạ Tưởng mãi suy xét, cảm thấy hay là từ Du Lệ mà giải quyết, hắn lại nghĩ tới vấn đề khác, liền hỏi. Tôi nghe đồn, nói là Ngô Tài Giang có thể đến tỉnh Yên làm trưởng ban ban tổ chức cán bộ, trưởng ban Tống thấy thế nào? Tống Chiêu Độ bất đắc dĩ cười. Nếu trước kia, khẳng định Cao Thành Tùng sẽ cực lực phản đối việc bổ nhiệm, nhưng hiện tại đã khác, hắn ước gì thủ đô phái người tới tỉnh Yên thay đổi thế cục, huống chi lại là người của Ngô gia. Hắn trước tiên giải quyết được vấn đề, các ủy viên thường vụ khác có phản đối hay không thì khó mà nói. Cái nhìn của tôi là, Cao Thành Tùng không ngã, chỉ sợ khả năng Ngô Tài Giang nhậm chức là rất lớn. Hạ Tưởng không khỏi cười khổ, hiện tại thật chế giễu. Cao gia có phải rơi đài treo câu hay không, xem ra, còn phải so chiêu tiếp với Cao Kiến Viễn, vì thế hắn lại hỏi. Vậy tài liệu trong tay ngài có về Cao Kiến Viễn chẳng lẽ cũng không nộp ra cho cấp trên xem? Tống Chiêu Độ xua tay. Thời cơ không đến, cấp trên đã không quá bình tĩnh, tôi vốn không có nhắc lại việc này. Chỉ có đợi khi tìm được đích xác chứng cớ về Cao Thành Tùng rồi mới nhắc lại sự tình Cao Kiến Viễn, khả năng một kích chúng luôn. Ông đi đến một gốc cây cỏ dại trước mặt, giơ tay bẻ, cầm trong tay, lặp lại nói. Một cây rơm rạ cuối cùng, một cây rơm rạ cuối cùng, không cần coi thường một cây cỏ nho nhỏ, có đôi khi, thật đúng là không dễ tìm được. Hạ Tưởng không nói gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ được biện pháp tốt, không biết nói gì nữa. Đương nhiên, kế hoạch của hắn còn phải tiếp tục thực thi, tiếp tục lưu lại Cao Kiến Viễn. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày sự tình sẽ chuyển biến. Bởi vì là thứ sáu, cùng ngày Hạ Tưởng không có quay lại huyện An, mà là đi Tào gia. Tào Thù Lê cũng tan học về nhà, cùng ngồi nói chuyện phiếm với Hạ Tưởng, dùng cơm chiều, sau đó Hạ Tưởng đưa cô đi tản bộ. Hạ Tưởng đưa cô đi vài vòng, sau đó quay về ngủ một mình.
Sáng sớm hôm sau liền nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì và Cao Kiến Viễn muốn gặp mặt ở dự án biệt thự Tây Thủy. Hạ Tưởng lái xe đi tới dự án ngay, mới 9 giờ rưỡi, hắn cũng không điện thoại để thông báo Nghiêm Tiểu Thì, mà lựa chọn đi dạo chung quanh, quan sát một chút tình huống tiến triển của dự án. Hạ Tưởng có ý muốn tìm hiểu một chút tình hình hiện tại của bất động sản Lĩnh Tiên. Biệt thự Tây Thủy trên cơ bản bị vây bởi tình trạng bán đình công. Mọi người vẫn bận rộn, nhưng dưới cặp mắt của Hạ Tưởng, có thể biết được mọi người chỉ giả bộ làm việc, trên thực tế chính là làm bộ cho người ngoài xem, lại nhìn xa xa máy móc và cần cầu, đều trong trạng thái đình công. Hạ Tưởng lại tùy ý hỏi thăm vài tên công nhân, đơn giản hỏi vài câu, biết được bất động sản Lĩnh Tiên đã có 2 tháng không có phát tiền lương, còn nợ rất nhiều chi phí, tình huống hiện tại suy sụp, trên cơ bản tổng giám đốc Nghiêm cũng rất ít lộ diện, cố ý trốn tránh không ra. Tuy nhiên mọi người cũng đều biết rằng bất động sản Lĩnh Tiên có người đứng sau, cũng không dám làm loạn, đành phải nén giận, cầu bất động sản Lĩnh Tiên thanh toán các chi phí. Kết quả không ngờ vẫn vậy, không có tiền. 10 giờ, một chiếc xe chạy vào dự án, Nghiêm Tiểu Thì và Cao Kiến Viễn từ trên xe xuống. Hạ Tưởng có một thời gian không gặp Cao Kiến Viễn, thấy hắn gầy không ít, ánh mắt còn có một chút sầu lo, tuy nhiên hắn cố gắng thong dong bình tĩnh bắt tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền có vài phần khinh thường đối với Cao Kiến Viễn. Vừa thấy không có triển vọng, đã nghĩ rút vốn. Vừa nghe nói có thời cơ, còn muốn xuất đầu lộ diện, làm bộ như không có việc gì, vừa hạ độc thủ lại quay lại hợp tác, vẻ lịch lãm phong độ của Cao Kiến Viễn thật đúng là mỉa mai. Hạ Tưởng tươi cười cũng tỏ vẻ rất chân thành. Kiến Viễn, đã lâu không gặp, có khỏe không? Nhìn anh tinh thần không tồi, tôi còn cảm thấy cao hứng cho anh. Cao Kiến Viễn cũng cười. Mặc dù ở trong mắt Hạ Tưởng, hắn tươi cười có chút miễn cưỡng, tuy nhiên hắn vẫn như cũ nho nhã điềm đạm nói. Cảm tạ đã quan tâm, tôi vẫn tốt, tuy nhiên, kinh doanh đang gặp khó khăn cũng là bởi vì do tôi quyết sách sai lầm, hôm nay cố ý mời cậu đến, hy vọng cậu có thể giúp bất động sản Lĩnh Tiên con đường khởi sắc lại. Cao Kiến Viễn nói xong rất thản nhiên, rất lãnh đạm như thể là Hạ Tưởng nên vì hắn phục vụ, dường như Hạ Tưởng trời sinh thiếu nợ hắn rất nhiều. Trong lúc vô ý, Hạ Tưởng chú ý tới ánh mắt Cao Kiến Viễn nhìn hắn và Nghiêm Tiểu Thì qua lại không ngớt, mới hiểu ra. Hóa ra Cao Kiến Viễn hoài nghi giữa mình và Nghiêm Tiểu Thì có cái gì, cho nên hắn mới cho rằng mình đồng ý hạ sức giúp hắn, cũng là bởi vì chính mình mê gái nên mới đưa ra ý định này. Được rồi, tạm thời cứ để hắn coi là kẻ mê gái đi giúp đỡ hắn, chỉ cần có thể lưu lại Cao Kiến Viễn, có thể từ đó moi ra tin tức nội bộ có giá trị, như vậy đủ rồi. Hạ Tưởng liền xoay người cười nói với Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì hôm nay thật xinh, tôi phát hiện, cô giỏi nhất về trang điểm, có thể trang điểm như là không trang điểm, lại còn tăng thêm vài phần xinh đẹp. Nghiêm Tiểu Thì hôm nay ăn mặc một bộ trang phục công sở, quần dài eo thon, phô bày thân hình mỹ nhân. Cô quả thật trang nhã, hơi hơi chút phấn thêm má hồng, vẽ mắt, nhưng bởi vì cực nhạt, người bình thường thật đúng là không nhận ra. Cũng lạ. Hạ Tưởng mỗi lần nhìn đều có thể nhìn ra cô hóa trang. Hạ Tưởng cũng là học từ quảng cáo đời sau. Từng có một đoạn thời gian truyền hình phát tin một quảng cáo, có một cô gái từ màn hình TV đi tới, luôn không ngừng lặp lại một câu, ai cũng nhìn không ra tôi trang điểm. Hạ Tưởng lúc đầu không phục, liền mỗi ngày nghiên cứu phụ nữ trang điểm như thế nào. Trải qua một đoạn thời gian kiên trì không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, mắt lửa ngươi vàng chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phụ nữ có phải trang điểm hay không. Mặc kệ của cô ta phấn nhiều hay ít, mặc kệ của cô ta nước hoa đậm nhạt, mặc kệ mắt của cô ta nhiều nhũ hay ít, hắn đảo ánh mắt qua, liền nhìn không sót một cái gì. Nghiêm Thì lần đầu tiên nghe được Hạ Tưởng khen cô, không khỏi đỏ mặt lên, má hồng thêm hồng, thái độ càng ngượng ngùng càng xinh đẹp, cô hé môi, cười nói rất vui vẻ. Cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hạ khích lệ. Cử chỉ giữa hai người không thoát khỏi tầm mắt của Cao Kiến Viễn, hắn càng thêm kiên định phán đoán của chính mình. Hạ Tưởng quả nhiên là một tên háo sắc, đây là có chủ ý với Nghiêm Tiểu Thì, nói không chừng giữa hai người sớm đã có gian tình, nếu không Hạ Tưởng sao lại dễ dàng đồng ý giúp cô giải quyết cục diện rối rắm này. Cao Kiến Viễn không thích Nghiêm Tiểu Thì, hắn không thích sự dịu dàng quyến rũ, mà ngược lại càng thích những cô gái giống như Liên Nhược Hạm. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Liên Nhược Hạm vì Hạ Tưởng mà đi Mỹ xa xôi, trong lòng hắn lại hận Hạ Tưởng, muốn xử lý Hạ Tưởng. Tuy nhiên nếu Hạ Tưởng có bản lĩnh có thể khiến bất động sản Lĩnh Tiên ra khỏi cảnh khốn khó trước mắt,
tạm thời chuyện đàn bà con gái gạt qua một bên. Tới văn phòng, Nghiêm Tiểu thì đã đem toàn bộ tư liệu biệt thự Tây Thủy ra, giao cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lật xem chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Kiến Viễn, hỏi. Kiến Viễn, anh tin tôi không? Cao Kiến Viễn sửng sốt, khó hiểu Hạ Tưởng vì sao hỏi như thế. Sau một lát, hắn cười gật đầu. Đương nhiên, tôi luôn luôn tín nhiệm cậu, nếu không sao lại ngồi ở chỗ này với cậu để giải quyết những vấn đề của bất động sản Lĩnh Thiên. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt tươi cười lịch lãm của Cao Kiến Viễn, sớm đã có miễn dịch, hắn đáp nói. Tín nhiệm là tốt rồi, kỳ thật tôi muốn xem sổ sách tài chính thật sự của bất động sản Lĩnh Thiên. Cao Kiến Viễn không nghĩ tới Hạ Tưởng sẽ có yêu cầu này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Tiểu Thì. Chương 331, từng bước răng bẫy. Nghiêm Tiểu Thì cũng có chút ngại ngùng. Các thông tin sổ sách nếu cho Hạ Tưởng xem qua, chẳng khác nào cho hắn nắm giữ bí mật trung tâm của bất động sản Lĩnh Thiên. Cô đúng là tín nhiệm Hạ Tưởng tuy rằng không được 100%, nhưng nếu được quyết định, cô sẽ đồng ý cho Hạ Tưởng xem qua. Nhưng dù sao bất động sản Lĩnh Thiên cũng là của Cao Kiến Viễn, cô không dám tự đồng ý, liền lấy giọng điệu trưng cầu, nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy cơ sở hợp tác là tín nhiệm nhau, nếu Phó Chủ tịch huyện Hạ thật tâm thực lòng giúp chúng ta cũng có thể cho anh ấy xem để thấy thành ý của mình. Cao Kiến Viễn ngẫm nghĩ một chút, không lập tức đồng ý hay là không, nói. Vấn đề không khó, chờ một chút nói sau không muộn. Tôi nghĩ bây giờ nên nói chuyện như thế nào khiến bất động sản Lĩnh Thiên ra khỏi khốn khó. Trước hết tôi muốn nghe cao kiến của cậu. Hạ Tưởng cười, hắn biết Cao Kiến Viễn không tín nhiệm mình, đồng thời ngay cả mình cũng không chắc chắn có diệu kế, cho nên phải trước hết nghe mình nói. Chỉ có thuyết phục y mới có thể cho mình nhìn sổ sách của bất động sản Lĩnh Thiên. Kế hoạch của tôi kỳ thật cũng đơn giản, tôi đã thuyết phục một công ty bất động sản, bảo bọn họ lấy danh nghĩa liên hợp khai phá cùng hợp tác với bất động sản Lĩnh Thiên. Chúng ta có ưu thế là có công trình và đất, ít nhất đã thành hình thành dạng, đối phương có ưu thế là tài chính và lực lượng, cùng với con đường tiêu thụ hoàn toàn mới, chỉ cần hợp tác thành công, chẳng những có thể giúp bất động sản Lĩnh Thiên ra khỏi khốn cảnh này, thậm chí còn có khả năng hoán đổi cục diện. Hạ Tưởng ám chỉ rất rõ ràng, nói đúng là phải bán đi bất động sản Lĩnh Thiên, lừa đối phương mắc mưu. Cao Kiến Viễn ánh mắt sáng lên, cảm thấy rất hứng thú. Hạ Tưởng nhìn biểu hiện của hắn, trong lòng tin tưởng kế sách đã có tác dụng. Nếu hắn chỉ có đề xuất một phương pháp bảo thủ, như nói tìm được một công ty bất động sản lấy liên hợp danh nghĩa, theo hướng của bất động sản Lĩnh Thiên, sau đó tái triển khai tiêu thụ, đem hàng biệt thự ế bán ra. Loại ý tưởng truyền thống và không có sáng kiến này, Cao Kiến Viễn một là sẽ không tin tưởng, hai là cho dù tin tưởng cũng không có kiên nhẫn đi làm. Hạ Tưởng muốn chính là đưa ra ý tưởng mới lạ, liền đánh bất ngờ. Hắn đúng là hiểu Cao Kiến Viễn, chính là Cao Kiến Viễn rất muốn đem bán bất động sản Lĩnh Thiên, lấy tiền là thượng sách. Hiện tại Cao Kiến Viễn sợ bất động sản như chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, không có tinh thần mà tập trung đầu tư. Dù sao đều là vì kiếm tiền. Có thể trực tiếp lấy tiền ngay chẳng phải rất tốt. Hạ Tưởng liền thay hắn nghĩ ra một chủ ý thật là tốt, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy có thể thấy được, Cao Kiến Viễn từ bản chất nói trên, là một kẻ ngụy quân tử, thiển cận, ham ích lợi trước mắt. Nếu nhạy bén mà bắt được nhược điểm lớn nhất của Cao Kiến Viễn, Hạ Tưởng sao có thể buông tha hắn. Liền tiếp tục tung ra mồi thật to. Công ty đầu tư bất động sản kia là một công ty vừa mới thành lập. Nghe nói tài chính lực lượng hùng hậu, hơn nữa không có trở ngại gì, cho nên khi mới thành lập nóng lòng đầu tư, nhưng nhất thời chưa tìm được dự án tốt, vừa lúc nghe tôi nói đến dự án của bất động sản Lĩnh Thiên. Bọn họ hiện tại tràn đầy tự tin, nghĩ người khác đều không có ưu thế và khả năng, cho rằng hoàn toàn có thể một lần nữa mở ra thị trường, cho nên khi tôi nhắc tới việc hợp tác với bất động sản Lĩnh Thiên thì rất cảm thấy hứng thú, vừa nghe đến bất động sản Lĩnh Thiên lâm vào khó khăn. Không ngờ liền muốn thâu tóm bất động sản Lĩnh Thiên. Hạ Tưởng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Cao Kiến Viễn, phát hiện hắn tuy rằng cố gắng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt để lộ ra sự chờ mong và hưng phấn mơ hồ, kém một chút liền nóng lòng muốn thử, chứng minh hắn đã hoàn toàn động lòng. Không sợ mày không động lòng, chỉ sợ mày không tham. Lòng tham không đáy, muốn không sập bẫy cũng là khó, Hạ Tưởng lại liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu thì một cái, gặp Nghiêm Tiểu thì đang trợn đôi mắt đẹp lên. Nhìn vào hắn không chớp mắt, trong mắt có kính nể, có ngưỡng mộ, còn có một tia tình ý. Hạ Tưởng không để ý tới ánh mắt Nghiêm Tiểu Thì,
lại nhìn về phía Cao Kiến Viễn, gặp vẻ mặt Cao Kiến Viễn có chút suy nghĩ, biết hắn cần thời gian tiêu hóa lời mình nói, sẽ không tiếp tục quấy rầy hắn, mà là chuyển hướng Nghiêm Tiểu Thì, hỏi. Phạm Tranh ở thủ đô có khỏe không? Nhắc tới Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt hơi cô đơn, ảm đạm nói. Có khỏe không? Có lẽ, tôi gần đây cũng không thể nào liên hệ anh ấy. Anh ấy vừa đến thủ đô, liền ăn chơi đàng điếm, đừng nói nhớ tới em họ này, ngay cả bất động sản Lĩnh Tiên cũng không nhớ. Nghiêm Tiểu Thì đúng là bực dọc không ít. Rõ ràng là Phạm Tranh kéo cô gia nhập bất động sản Lĩnh Tiên, hiện tại thì ngược lại, gần như đến lúc đóng cửa, không có ai ra tay giúp đỡ. Cao Kiến Viễn muốn chạy, Phạm Tranh mặc kệ không hỏi, để mặc cô một mình chống đỡ nơi đất khách quê người, cô cũng quả thật khó xử không ít. Hạ Tưởng đối với Nghiêm Tiểu Thì thật đúng là không có tâm tư tạp niệm, chỉ có điều có chút thông cảm, thiện cảm, và cả một chút cảm động đối với cô mà thôi. Bất cứ ai đã có hảo cảm đối với mình, hắn cũng sẵn lòng tiếp cận, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một chút cảm tình đáp lại. Hạ Tưởng lại nhỏ giọng nói chuyện cùng Nghiêm Tiểu Thì, thấy Cao Kiến Viễn ánh mắt lóe ra, vẻ mặt nghiêm trọng, liền mặc kệ hắn, cùng Nghiêm Tiểu Thì đi vào bên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Kiến Viễn có hỏi cô, vì sao tôi muốn một lòng giúp bất động sản Lĩnh Tiên hay không? Nghiêm Tiểu Thì không hiểu sao mặt đỏ lên. Có hỏi, anh ta nói khả năng là anh thích tôi, còn nói tôi không được tin tưởng anh mà chỉ nên lững lờ với anh mà thôi. Quả nhiên là phong cách điển hình của Cao Kiến Viễn, chính là có lễ phép không lợi ích thực tế, có phong độ không có nhân tính, Hạ Tưởng cười cười. Ý tứ của anh ta là, chỉ cho tôi nhìn mà không cho ăn, có phải hay không? Nghiêm Tiểu Thì đỏ mặt, lườm Hạ Tưởng một cái, oán trách nói. Nói cái gì thế? Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi đương nhiên chú ý hình tượng của mình, một là không ăn trộm, hai không cướp giật, ba không đùa giỡn tiểu cô nương, là công dân tuân thủ luật pháp. Nghiêm Tiểu Thì che miệng cười. Anh cũng không thể chỉ lấy quy tắc công dân yêu cầu chính mình, anh là một cán bộ chính phủ, càng phải chú ý hình tượng hào quang cao lớn tốt bụng của mình. Hạ Tưởng thấy Nghiêm Tiểu Thì ánh mắt đung đưa, chứa đầy tình ý mà nhìn hắn, nghĩ thầm rằng không chỉ nói mà mỉm cười. Giữa nam và nữ chỉ cần một câu câu vui đùa có thể tạo cảm giác mờ ám, trước mờ ám sau mịt mờ, cuối cùng chậm rãi phát triển đến càng không thể vãn hồi, hắn vội vàng rời đi đề tài. Đi, chúng ta đi nói chuyện với Kiến Viễn, xem anh ta suy xét được thế nào. Trong mắt Nghiêm Tiểu Thì chợt lóe một chút thất vọng, cô liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, muốn nói gì đó nhưng không nói ra. Trở lại phòng làm việc, Cao Kiến Viễn đi qua đi lại, vừa thấy Hạ Tưởng tiến vào. Hắn vội vàng hỏi. Anh nói bất động sản Giang Sơn mua bất động sản Lĩnh Tiên, có thể ra giá cả như thế nào? Hạ Tưởng trầm tư một lát, mới nói. Tôi không có báo giá bọn họ, bởi vì tôi không biết điểm mấu chốt của anh, cũng không biết bất động sản Lĩnh Tiên hiện tại chi tiết thế nào. Nếu muốn đạt được giá cả hợp lý, chúng ta kiếm được tiền nhưng cũng phải khiến bất động sản Giang Sơn tin tưởng giá trị dự án, nguyện ý trả tiền. Tôi cần phải biết tình trạng tài chính của bất động sản Lĩnh Tiên trước đã. Hạ Tưởng tiếp tục tung ra mồi, không tin Cao Kiến Viễn không dính câu. Nghiêm Tiểu Thì cũng ở một bên nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ một lòng suy nghĩ thay chúng ta, không cho anh ấy biết sổ sách quả thật cũng không thể nào nói được. Nếu vì vậy anh ấy và đối tác đàm phán thất bại, trách nhiệm hoàn toàn ở chúng ta tất cả. Cao Kiến Viễn nhìn Hạ Tưởng, lại nhìn Hạ Tưởng đứng sánh vai cùng Nghiêm Tiểu Thì. Nghĩ thầm rằng nói không chừng Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đã sớm xảy ra quan hệ, nếu không thì làm sao kẻ sướng người họa. Quên đi, việc sau lưng này của Nghiêm Tiểu Thì cứ để mặc hắn, dù sao hắn cũng là vì tốt cho bất động sản Lĩnh Tiên. Chỉ sợ ở tính toán của Hạ Tưởng, còn có vì Nghiêm Tiểu Thì mà tính. Cao Kiến Viễn tự cho là nghĩ thông suốt, liền gật đầu đáp ứng rồi. Được, dù sao Hạ Tưởng cũng không phải người ngoài, cho cậu xem cũng không có gì. Nếu bất động sản Lĩnh Tiên có thể thuận lợi bán ra, tôi nguyện ý chi 5% tiền thuê cho cậu, đồng thời, Tiểu Thì cũng trong công ty nên cũng sẽ được chia không ít. Cao Kiến Viễn cũng cho Hạ Tưởng một cái bánh vẽ lớn. Hạ Tưởng liền hiểu ý tươi cười. Tôi giúp Kiến Viễn là nhân vì tình cảm giữa chúng ta, không cần khách khí, còn có quan hệ với Tiểu Thì, tôi cũng không thể gặp chết không cứu. Nghiêm Tiểu Thì không nghĩ nhiều, còn khuyên Hạ Tưởng. Nếu Kiến Viễn nói có của anh một phần, anh hãy thu thấy, nếu không chẳng phải là anh giúp không công sao. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng có lợi ích cũng cần chia sẻ. Cao Kiến Viễn cười nói.
Đúng thế, làm việc không thể hứa suông mà không làm, phải đem ưu đãi đến đúng chỗ. Trong lòng lại khinh miệt mà nghĩ, đúng là một đôi cẩu nam nữ, hiện tại liền phu sướng phụ tùy. Trở thành công bán ra bất động sản lĩnh tiền nói sau, đến lúc đó cho chúng mày tiền hay không, cho nhiều hay ít, toàn bộ còn không phải do mình định đoạt hay sao. Nghiêm tiểu thì đã đem bản sổ sách đến, đưa Hạ Tưởng xem qua. Hạ Tưởng làm bộ lật xem thật sự mau, trên thực tế cố gắng ghi tạc rất nhiều số liệu mấu chốt trong đầu, càng xem là càng kinh hãi. Có thể nói, bất động sản lĩnh tiền chẳng những thiếu hụt nghiêm trọng, sổ sách là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều khoản tiền phát sinh và chi tiêu đều không rõ ràng, hoàn toàn là tài khoản trống rỗng. Đương nhiên, phát hiện ra bản chất tình hình tài chính, ngoài mặt hắn cũng không biểu hiện gì, Cao Kiến Viễn không ngốc để cho Nghiêm Tiểu thì biết tình hình tài chính thật sự là như thế nào. Nhưng thật sự dù chỉ là sổ sách ghi chép một phần dòng tiền chảy về đâu, Hạ Tưởng cũng mơ hồ có thể nhìn ra một ít vấn đề. Có thể nói, bất động sản lĩnh tiền hoàn toàn có thể phá sản. Sau khi xem hoàn toàn, Hạ Tưởng cười khổ nói. Nhìn thấy ghê người, sổ sách hỗn loạn, hơn nữa trước mắt một phân tiền cũng không có. Hắn đập đập cái trán, đau đầu nói. Với sổ sách này đàm phán với đối phương e rằng không có lợi, chúng ta phải có quân bài chưa lật mới mong đàm phán bán giá cao được. Cao Kiến Viễn khó hiểu. Chúng ta ưu thế ở chỗ có đất có dự án, có quy hoạch, có chính sách. Hạ Tưởng không chút khách khí ngắt lời hắn. Không sai. Nhưng vấn đề là chúng ta không còn tiền, đối phương sẽ kiểm toán, chỉ biết chúng ta đã sơn cùng thủy tận, khẳng định sẽ tìm đè thấp giá cả. Chúng ta không có quân bài chưa lật, đàm phán sẽ bị động rất nhiều. Chỉ bằng ưu thế hiện có trong tay, theo tôi thấy, nhiều lắm có thể bán 100 triệu. Chương 332, kẻ háo sắc trung tình. Cao Kiến Viễn lại bị tác động. Ý của cậu là, nếu có tiền sẽ bán được giá cao hơn. Đương nhiên. Nếu có 10 triệu, chúng ta liền dám chào giá 100 triệu, 50 triệu. Hạ Tưởng vô cùng chắc chắn nói, chính là muốn cấp Cao Kiến Viễn cảm thấy hấp dẫn, cho hắn 10 phần tin tưởng, đồng thời cũng là vì khiến hắn phun ra một ít tiền, không cho tiền mồ hôi nước mắt nhân dân đều sói mòn ra nước ngoài. Nếu chúng ta có 50 triệu, tôi liền dám chào giá bọn họ 300 triệu. Số tiền mỗi lần được tăng cao, không khỏi khiến Cao Kiến Viễn tâm động. Vốn coi bất động sản lĩnh tiền như là đánh bạc, có thể kiếm nhiều ít là nhiều ít. Nhưng nghe Hạ Tưởng vừa nói, còn nhiều hơn theo cấp số nhân, hơn 5 lần lợi nhuận, đừng nói là dân cờ bạc, chính người bình thường cũng sẽ lâm vào điên cuồng, mất đi lý trí. Cao Kiến Viễn cúi đầu không nói, hiển nhiên đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Đại bộ phận tiền hắn chuyển ra nước ngoài, muốn theo như lời Hạ Tưởng, vay tiền sinh tiền, thật là biện pháp tốt. Nhưng vấn đề là, đem tiền đã rời đi quay trở về, phiêu lưu quá lớn. Nhưng nếu không chuyển tiền về sau trừ phi hắn đi Las Vegas, đồng thời lại có vận khí tuyệt hảo mới có cơ hội tốt như thế. Nếu để mất cơ hội này, về sau nghĩ có lại cơ hội tốt trước mắt, chỉ sợ không có khả năng. Làm, hay là mặc kệ, Cao Kiến Viễn đấu tranh nội tâm thật lâu sau, bỗng nhiên nhớ tới đủ loại sự tích trước kia của Hạ Tưởng, lại nghĩ tới hắn vì Liên Nhược Hạm bị bắt vài ngày, trong lòng đã có quyết định. Hạ Tưởng đúng là háo sắc, nhưng là người trung tình, vì người mình thích mà đồng ý trả giá hết thảy. Hắn sở dĩ cố gắng giúp bất động sản lĩnh tiền, không phải vì hắn, cũng không phải vì Phạm Tranh, càng không phải vì cái hữu tình gì, mà là vì Nghiêm Tiểu Thì. Nếu là vì Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý mà bố trí hết thảy, hắn mượn cơ hội kiếm một khoản cũng không có gì. Ngoài ra Hạ Tưởng vì phụ nữ mà cái gì cũng chịu làm, khẳng định cũng sẽ không hại hắn. Hại hắn chẳng khác nào hại Nghiêm Tiểu Thì, vì thế liền cắn răng một cái nói. Trong tay tôi còn có một số tiền, cho tôi thời gian vài ngày, tôi sẽ chuyển đến. Tuy nhiên tôi nói trước, nếu sự tình không được, tiền của ta phải toàn bộ về trả lại cho tôi, không thể có gì sơ suất. Hạ Tưởng vô cùng khinh bỉ Cao Kiến Viễn vĩnh viễn chỉ thích thơm lây chứ không chịu thiệt, nhưng vẫn cười đáp. Đương nhiên, kinh doanh không phải lời nói, tiền bạc là quan trọng làm sao để có tổn thất được. Tốt lắm, nếu không có gì, Kiến Viễn phải đi chuẩn bị tiền, tôi tiến hành tiếp xúc bất động sản Giang Sơn, Tiểu Thì liền bắt tay vào chuẩn bị làm tư liệu tương quan, càng tỉ mỉ càng tốt, oai phong càng lớn càng tốt, biểu hiện bối cảnh bất động sản lĩnh tiền càng thâm hậu càng tốt. Tóm lại một câu, hình tượng phải cao lớn, thực lực phải hùng hậu, triển vọng phải rộng lớn, về phần nguyên nhân chúng ta phải suy nghĩ bán bất động sản lĩnh tiền. Bất chợt dừng lại,
Hạ Tưởng nhìn Cao Kiến Viễn một cái, lại nhìn Nghiêm Tiểu Thì, trịnh trọng chuyện nói. Phải duy trì sự nhất trí, chính là Kiến Viễn phải xuất ngoại phát triển, Tiểu Thì phải về phía Nam, ai cũng không có tinh thần để quản lý bất động sản Lĩnh Tiên. Lý do này được chứ? Cao Kiến Viễn và Nghiêm Tiểu Thì liếc nhau, hai người đồng thời gật đầu. Cáo biệt Cao Kiến Viễn, khi đưa Hạ Tưởng đến bên ngoài, Nghiêm Tiểu Thì tự mình thay hắn mở cửa xe, dịu dàng nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, vất vả rồi, cảm ơn anh. Trong lòng Hạ Tưởng liền có một chút áy náy. Hắn cũng không phải là thật tâm thực lòng giúp Nghiêm Tiểu Thì, mà là phải hủy diệt Cao Kiến Viễn, tuy nhiên cũng không có cách nào. Nếu không bắt Cao Kiến Viễn, Nghiêm Tiểu Thì sa lầy sâu vào bên trong nợ nần của bất động sản Lĩnh Tiên, cũng là nợ nần quấn thân, cuối cùng sự việc của Cao gia bị phát hiện, cũng bị tai bay vạ gió, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại mượn tay cô, quấn lấy Cao Kiến Viễn, chờ sau khi Cao gia rơi đài, cố gắng nghĩ giúp cô một biện pháp giải vây là được. Không cần khách khí, chúng ta quen nhau lâu như vậy, coi như là bạn tốt, nên giúp đỡ nhau. Em có một vấn đề, anh nhất định phải trả lời chi tiết, được không? Nghiêm Tiểu Thì ánh mắt kiên định nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị ánh mắt nhìn chăm chú của cô làm cho hơi hoảng hốt, giả bộ gãi gãi lông mi, nói. Được, em nói đi. Nghiêm Tiểu Thì phì cười một tiếng. Sao lại gãi lông mi như thế? Yên tâm, em không ăn thịt anh đâu, đừng hoảng hốt. Sau đó cô lại thu hồi nụ cười, nghiêm trang hỏi. Anh giúp bất động sản Lĩnh Tiên như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đừng nói cho em là vì Cao Kiến Viễn, là vì tình bằng hữu. Em không tin. Lần này, Hạ Tưởng không khỏi nhức đầu, nguyên nhân chính đương nhiên không thể nói cho Nghiêm Tiểu Thì. Nếu giáp mặt cô, nói là vì cô, lại sợ làm cho cô càng hiểu lầm, hắn liền lại muốn gãi gãi lông mi, Nghiêm Tiểu Thì duỗi tay ra bắt lấy tay hắn, miễn cưỡng mỉm cười. Cho dù không muốn nói cho em cũng biết tâm ý của anh rồi. Cô cầm chặt tay Hạ Tưởng, sau đó buông ra, chào Hạ Tưởng, xoay người biến mất ở góc đường. Hạ Tưởng đứng yên tại chỗ, nửa ngày không có di động bước chân, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ khôn kể. Hạ Tưởng tới trước công ty bất động sản Giang Sơn, gặp Tiêu Ngũ, kể lại tỉ mỉ chuyện Cao Kiến Viễn và giải thích các chú ý về sổ sách, Tiêu Ngũ đều nhất nhất ghi nhớ, lại dựa theo Hạ Tưởng chỉ bảo, luyện tập mấy lần, trên cơ bản làm được không có sai sót. Việc gặp mặt Cao Kiến Viễn và Nghiêm Tiểu thì phải giao cho Tiêu Ngũ, những người khác đều không thể lộ diện, đương nhiên cũng có thể do Hạ Tưởng đi cùng. Vừa nghĩ tới Chu Hổ, Hạ Tưởng mừng rỡ, liền vội vàng gọi hắn tới, trịnh trọng giải thích lại mọi chuyện. Chu Hổ vừa nghe có nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ giao cho hắn hoàn thành, lập tức hưng phấn đứng lên, nóng lòng muốn thử nói. Không thành vấn đề, Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thắng lợi viên mãn chưa từng có từ trước đến nay. Đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Hạ Tưởng cũng không so đo tật dùng từ to tát của hắn, hình tượng Chu Hổ ở trong mắt Cao Kiến Viễn, đúng là một kẻ có tiền ngốc nghếch điển hình của nhà giàu mới nổi. Cao Kiến Viễn tự cho là thông minh, khẳng định rằng Chu Hổ ngoại trừ có tiền thì cái gì khác cũng đều không có, cho nên hắn khẳng định sẽ tin tưởng có thể bán bất động sản Lĩnh Tiên với số tiền lớn. Hạ Tưởng lặp lại giải thích Tiêu Ngũ và Chu Hổ, ngàn vạn lần không cần nhắc tới bất động sản Giang Sơn có hậu trường gì, chỉ nói là một công ty bất động sản bình thường, chính là bởi vì nhận thầu công trình buôn bán kiếm lời, muốn theo làm chủ thầu nên mua. Tiêu Ngũ nói không nhiều lắm, chỉ có điều gật đầu. Tôi nhớ kỹ, Phó Chủ tịch huyện Hạ, anh yên tâm, sẽ không làm lỗi đâu. Chu Hổ thì bị kích động nói. Anh cứ an tâm 100%, Phó Chủ tịch huyện Hạ. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ đóng giả như thật, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt, cam đoan mã đáo thành công, lừa đâu được đó. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Đây không gọi là lừa, gọi là sách lược làm ăn. Chu Hổ ha hả cười. Đều giống nhau, dù sao đều là lừa gạt đối phương, khiến đối phương mơ hồ liền tin tưởng liền bỏ tiền, mất tiền còn cảm ơn chúng ta, có phải hay không? Tiêu Ngũ cũng bị câu nói đùa của Chu Hổ làm cho mỉm cười. Buổi tối trở lại Tào gia, mọi người đều ở nhà. Ăn xong cơm chiều, Tào Thù Lê Kỳ kèo mãi mới kéo tay xuống lầu Hạ Tưởng, nói. Ba có chuyện muốn nói với anh, tuy nhiên em cũng có chuyện muốn nói với anh, cho nên em liền thừa lúc ba không chú ý, mượn anh một lát. Xem cô bộ dáng lén lút, Hạ Tưởng đùa cô. Làm gì mờ ám vậy, thành thật giải thích xem có chuyện gì xấu.
Tào Thù Lê đá Hạ Tưởng một cú, hờn dỗi nói. Em chưa từng có chuyện xấu. Sau đó cô đi chậm chậm, kéo Hạ Tưởng đi vào tiểu khu bên ngoài, đi đến chỗ tối mới nhẹ nhàng nói. Sang năm sau em tốt nghiệp đại học, anh nói em nên đi nơi nào công tác thì tốt. Ra vậy, Tào Thù Lê sắp phải đi làm, đi nơi nào tốt đây? Hạ Tưởng tạm thời còn không có ý kiến, tuy nhiên hắn thấy ánh mắt tinh nghịch của Tào Thù Lê, biết cô khẳng định có ý tưởng, liền hỏi. Em chắc chắn là có lựa chọn tốt rồi phải không? Tào Thù Lê mặt hơi hơi đỏ lên. Cũng không hẳn, không phải em nghĩ tốt rồi, là Cao Lão muốn cho em đến tập đoàn viễn cảnh công tác. Ông ấy nói tập đoàn viễn cảnh chuẩn bị bồi dưỡng lực lượng thiết kế của mình, muốn xây một viện thiết kế, liền mời em đến viện thiết kế. Cao Lão chẳng lẽ không rõ ràng quan hệ của mình và Liên Nhược Hạm? Ông ta muốn kéo Tào Thù Lê đến tập đoàn viễn cảnh đi làm, không phải là hại chính mình sao? Không được, tuyệt đối không được, Hạ Tưởng kiên quyết lắc đầu. Không tốt, đến tập đoàn viễn cảnh công tác không tốt lắm, anh cảm thấy em thích hợp đến cơ quan chính phủ công tác hơn. Đúng rồi, bác Tào khẳng định đã có bố trí đối với công tác của em rồi nhỉ? Tào Thù Lê gật gật đầu. Ý của ba là muốn em đến cục thuế vụ làm, nhưng em không muốn đến cơ quan chính phủ làm, em là thích làm thiết kế. Anh giúp em được không? Cô giữ chặt tay Hạ Tưởng, đưa tới đưa lui, vẻ mặt đáng thương cùng. Hạ Tưởng biết cô bé cũng không rất muốn làm ở tập đoàn viễn cảnh, khẳng định là trong lòng cũng không thoải mái, nhưng lại không muốn đến cục thuế vụ làm. Nếu như đi viện thiết kế của tỉnh Yến, cũng không tính là lựa chọn rất tốt, bởi vì viện thiết kế chính là nơi có nhiều nhân vật truyền thống. Ý nghĩ của bọn họ rất sơ cứng, không học được thứ gì, cũng không có tiền đồ gì. Cô kéo hắn ra nói nhỏ, cũng là nghĩ trưng cầu ý kiến hắn, khiến hắn đưa ra chủ ý thay cô. Trong lòng Hạ Tưởng khá cao hứng, quả nhiên đính hôn có khác, còn có suy nghĩ lấy chồng theo chồng. Ngẫm nghĩ một chút, Hạ Tưởng có chủ ý. Các lựa chọn đó đều không tốt, hay là chính mình mở một công ty thiết kế, chính mình làm ông chủ, thế nào? Tào Thù Lê khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt sáng nhìn thẳng vào Hạ Tưởng, đột nhiên nhảy dựng lên, dùng sức hôn một cái lên mặt Hạ Tưởng. Biện pháp của anh thật tốt, em rất thích. Hạ Tưởng cảm thấy hưng phấn, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cô bé kiểu diễm ướt át mê người, dùng tay chỉ lên miệng mình, nói. Về sau hôn nhớ rõ nhất định phải hôn ở đây, nếu không thật lãng phí. Không ngờ cô bé lá gan khá lớn, lại dám hôn ở môi Hạ Tưởng một cái. Tuy nhiên không dám dùng sức, nhẹ nhàng hôn một chút rồi bỏ chạy. Hạ Tưởng bị cô khiêu khích, liền đuổi theo một tay ôm ngang người cô, ha hả cười xấu xa. Chờ bác Tào vừa đi, anh nhất định tìm một cơ hội, đọc một chút quyển sách cô bé Lê này. Chương 333, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng đi liên cư. Tào Thù Lê đỏ mặt đỏ tai, dùng sức giãy khỏi vòng tay của Hạ Tưởng. Đừng manh động, nơi này toàn là người quen. Nếu có người thấy xấu hổ lắm. Sau đó lại cười hì hì nói. Mẹ dặn em sau này phải đề phòng anh, tuy là đã đính hôn, nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn, trước mặt anh phải ăn mặc chỉnh tề, còn nói nếu anh đòi hỏi phải biết từ chối. Ồ, mẹ vợ tương lai cũng không tin tưởng mình, lại truyền kinh nghiệm lại cho con gái như thế. Hạ Tưởng cảm thấy da mặt hơi nóng lên, quen Tào Thù Lê cũng đã 2 năm, cô vẫn hoàn hảo như lúc đầu, chân thật và tốt hiếm có. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, người nào làm mẹ lại không lo lắng cho con gái chứ. Không trách cô, chỉ tự trách mình quá nuông chiều Tào Thù Lê. Vẫn là bác Tào hiểu tâm tư của đàn ông, trước khi ông phải đi đến thành phố Bảo, liền tổ chức lễ đính hôn để có danh phận rồi nói gì thì nói. Nếu đã không đề phòng được hắn thì tốt nhất là trói hắn lại, bắt hắn chịu trách nhiệm là xong. Hạ Tưởng lại nhìn Tào Thù Lê một cách say đắm, tới mức Tào Thù Lê sợ hai tay ôm ở trước ngực. Thất thanh nói. Ánh mắt của anh làm em sợ, như muốn ăn thịt người vậy. Hạ Tưởng cười. Anh không ăn thịt em đâu, phải để em hầu hạ anh suốt đời chứ. Về đến nhà đã 9 giờ hơn, Vương Vũ Phân có thói quen ngủ sớm nên đã đi ngủ. Tào Thù Lê cũng mệt dã rời, liền ngáp đi ngủ. Trong thư phòng còn đèn sáng, Hạ Tưởng liền gõ cửa thư phòng. Tỉnh ủy hiện tại rất hiên ắng, bí thư Cao gần đây cũng rất khiêm tốn. Ở phương diện nhân sự cũng không có gì thay đổi, tất cả đều theo quy định mà làm, không thấy có chuyện gì lạ xảy ra. Việc được thuận lợi lên chức phó thị trưởng thường trực thành phố Yến đã làm bùng lại ngọn lửa nhiệt huyết đã tắt của Tào Vĩnh Quốc.
cho nên bây giờ ông rất kỳ vọng vào việc được chuyển tới thành phố Bảo làm bí thư thành ủy, nhưng sự việc liên tục bị trì hoãn, cũng khiến ông sinh ra tâm lý nôn nóng. Không chỉ việc đi tới thành phố Bảo làm bí thư thành ủy vẫn chưa được quyết định, ngoài ra, rất nhiều các việc điều động liên quan khác đều bị tạm dừng. Công việc gần đây không trôi chảy, mọi người cũng không nhiệt tình làm việc. Thật ra Hạ Tưởng cũng không có ý kiến nhiều, cho rằng mọi việc vẫn bình thường. Trước mỗi kỳ đại hội và có sự thay đổi nhân sự to lớn, đều có một thời kỳ quá độ êm ắng, bởi vì mọi người đều chờ đợi, chỉ có bác Tào là lo lắng, bởi vì liên quan tới chính bản thân mình cho nên không nghĩ được sâu xa bên trong. Bởi vì dựa theo quy định, hậu trường của Cao Thành Tùng tới tuổi rồi, nhiệm kỳ sau phải xuống đài. Sự việc của Cao Thành Tùng đang được tranh luận ở thủ đô. Tuy rằng hậu trường của hắn bảo vệ hắn tạm thời vô sự, nhưng hắn muốn thăng chức đã hoàn toàn không có khả năng, nói cách khác, tiền đồ hắn dừng ở đây. Hơn nữa hậu trường của hắn sắp sửa thối lui về hậu trường, cho nên cần sự yên ổn và thanh danh, bởi vậy mà bất lực đối với một số yêu cầu quá cao. Cho nên sau này Cao Thành Tùng sẽ giữ thế thủ thành tại tỉnh Yến. Nhưng khi Cao Thành Tùng còn cầm quyền, tỉnh Yến khó mà khôi phục được sự trong sạch. Dù sao với tính cách của hắn, lại sớm biết tiền đồ vô vọng, hắn sẽ tăng cường bồi dưỡng vây cánh, không ngừng vơ vét. Nếu để Cao Thành Tùng tại vị 2 năm nữa, tỉnh Yến nhất định sẽ có nhiều người tốt bị hại. Hạ Tưởng liền khuyên giải an ủi bác Tào. Mặc kệ thế nào, hậu trường Cao Thành Tùng nhiệm kỳ sau nhất định xuống đài, hắn cũng không thể không kiềm chế vài phần. Lại có hiện tại thế cục tỉnh Yến đang ngầm hình thành thế lực mới. Trước đây mọi người đều sợ Cao Thành Tùng như sợ hổ. Hiện tại hắn đã lo lắng, cho nên, con cảm thấy cho dù Cao Thành Tùng còn có thể tiếp tục lên làm bí thư tại tỉnh Yến 2 năm nữa thì hắn cũng sẽ không kiêu ngạo giống như trước đây, mà là dùng cách lấy lòng người khác, tranh thủ vơ vét, và tránh gây thù hằn. Trong lời nói Hạ Tưởng hơn phân nửa là để an ủi, hắn kỳ thật cũng không dám kết luận nếu Cao Thành Tùng tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, cục diện sẽ như thế nào. Tào Vĩnh Quốc gật đầu, không nói thêm, chuyển đề tài. Con và Thù Lê đính hôn, về sau nên tôn trọng và thông cảm lẫn nhau. Thù Lê là con gái, con nên chăm sóc nó. Đàn ông phải làm cho phụ nữ hạnh phúc. Mặt khác, khi bác đi thành phố Bảo, người nhà cũng phải đi theo. Đến lúc đó chỉ còn có con và Thù Lê ở nhà, phải chú ý một chút. Dù sao các con vẫn chưa kết hôn. Hạ Tưởng không khỏi có chút đỏ mặt, lời nói bác Tào ám chỉ quá mạnh mẽ, hắn ngượng ngùng xấu hổ một lát, mới nói. Hay là đến lúc đó con ra ngoài ở, đỡ phải bị đàm tiếu. Tào Vĩnh Quốc khoát tay. Không cần như thế, bác cũng không phải cổ hủ, cũng biết giới trẻ ngày nay cởi mở hơn trước rất nhiều. Có con ở nhà ta yên tâm hơn, nếu không Thù Lê ở một mình con bé cũng sợ. Ý của bác là các con đừng quá mức là được, con bé vẫn còn đi học, đừng làm chuyện khiến thiên hạ chú ý là được. Hạ Tưởng hiểu được bác Tào thương con gái nên sốt ruột, lại biết bọn họ khó tránh khỏi làm ra sự tình khác người, nên dặn dò hắn trước, không làm Tào Thù Lê mang thai. Hạ Tưởng tái mặt, không khỏi xấu hổ, vội đứng lên. Con nhớ rồi, bác Tào, con sẽ chăm sóc gia đình, bác yên tâm, nếu không có gì nữa thì con đi ngủ trước. Tào Vĩnh Quốc ở trong bóng tối, không thấy rõ được sắc mặt. Ông phất tay không nói gì. Hạ Tưởng như được đại xá, nhanh chóng đi khỏi phòng. Hạ Tưởng vừa đi, Tào Vĩnh Quốc mới chậm rãi đứng lên, bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, kỳ thật mình cũng không lầm, Hạ Tưởng vẫn tôn trọng Thù Lê. Thôi kệ, bọn trẻ có ý tưởng của chúng. Chủ nhật, lần đầu tiên Tào Thù Lê kêu Hạ Tưởng đưa cô đến du ngoạn công viên rừng rậm. Hạ Tưởng tìm không ra lý do cự tuyệt, nên đành đáp ứng. Tới công viên rừng rậm, bởi vì là chủ nhật nên dòng người như nước. Hạ Tưởng dẫn Tào Thù Lê theo cửa hông đi vào, đi qua hồ sen, rồi đi qua rừng, cuối cùng đi tới bảng, du khách dừng lại, tới tư dinh của Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng giả bộ bất đắc dĩ nói. Âu, nơi này không cho chúng ta xem, hay mình dạo chỗ khác được không? Không. Tào Thù Lê kiên quyết ngăn ý đồ trốn tránh của Hạ Tưởng lại. Du khách là chỉ người khác, không phải chỉ ông chủ như anh. Hạ Tưởng thiếu chút nữa chảy mồ hôi. Em có ý gì vậy? Em nói rõ ra đi. Nhưng Tào Thù Lê lại cười to. Anh chột dạ à, đừng giấu em biết bên trong có một liên cư, trong liên cư có phòng của anh, có quần áo của anh, còn có mùi của anh. Câu cuối cùng khiến Hạ Tưởng không thể trả lời, đứng tại chỗ, lay hoay hái một cái lá cây, làm cây quạt quạt vài cái, nói,
thời tiết kiểu gì vậy, thu rồi mà sao nóng quá. Được rồi, đừng giả bộ, em không có ý trách anh, sao lại sợ như vậy. Tào Thù Lê đoạt lá cây trong tay Hạ Tưởng ném qua một bên, còn cẩn thận lau mồ hôi cho hắn, dịu dàng nói. Anh có thể chảy mồ hôi, chứng tỏ anh trong lòng có em, quan tâm em, sợ em cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nếu anh là một người ý chí sắt đá, cho dù bị em bắt tại chỗ, anh cũng thà chết không thừa nhận, chỉ nói anh và cô ấy đàm luận nhân sinh, ngồi nói chuyện bình thường. Đàn ông như vậy mới đáng sợ, anh coi như cũng còn đáng yêu. Hạ Tưởng cũng không biết Tào Thù Lê là khen hắn hay là châm biếm hắn, đành phải miễn cưỡng cười. Cô bé à, em thật sự tuyệt không hận Liên Nhược Hạ ư? Hận, có lẽ có một chút, nhưng trên thế giới yêu và hận, làm sao có thể phân được rành mạch. Tào Thù Lê ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ngạc nhiên cũng có chút buồn, còn có chút phức tạp. Như em đối với anh, nói là thích, đôi khi nhớ tật xấu của anh, cũng muốn dùng cả hai chân đá anh. Nhưng khi thực sự muốn đá anh, lại đau lòng không chịu được. Chị Liên cũng là một người đáng thương, em cũng biết chị ấy rõ ràng có thể cướp anh trong tay em. Nếu chị ấy làm như vậy, em chắc chắn sẽ cạnh tranh đến cùng. Nhưng chị ấy tình nguyện đi Mỹ, nhưng không gian lại cho chúng ta, em còn có thể hận chị ấy cái gì chứ? Em cũng đã lớn rồi, không còn là cô bé vô tư nữa. Em cũng đã đính hôn với anh, có thể năm sau sẽ gả cho anh. Em đã nghĩ sau này chị Liên sẽ như thế nào, với tính cách mạnh mẽ của chị ấy, nếu thích anh rồi sau này sẽ không thích ai khác nữa. Hạ Tưởng nghe xong, không nói lời nào, cảm thấy yêu cô hơn. Bước thêm một bước tới gần bảng, du khách dừng lại. Hắn đột nhiên suy nghĩ, sở dĩ Tào Thù Lê biết Liên Cư, biết trong Liên Cư có phòng của hắn, khẳng định là Liên Nhược Hạm nói cho cô, các cô xem ra cũng có bí mật mà hắn không biết. Không bao lâu đã đi đến Liên Cư. Biệt thự Liên Cư nằm giữa hồ nước trông như một đóa hoa sen trắng nõn nở rộ tinh khiết. Tào Thù Lê rất thích thú. Biệt thự thật đẹp, giống như một người phụ nữ nhẫn nại chờ đợi người yêu, như lời của kinh thi. Chị Liên không chỉ xinh đẹp mà còn có mắt nghệ thuật. Dù sao thì đó cũng là lời ca ngợi tự đáy lòng cô. Hạ Tưởng cảm thấy thực sự vui mừng, tuy rằng hắn không quá tin tưởng cô có thể hoàn toàn chấp nhận Liên Nhược Hạm, đối với Liên Nhược Hạm không có một chút oán hận. Nhưng ít ra cô cố gắng điều tiết và thích ứng, cố gắng tìm kiếm một sự cân bằng, trong lòng hắn thật cảm động. Kỳ thật trên thế giới phụ nữ là khoan dung nhất, dù yếu đuối hơn đàn ông, nhưng có một trái tim mạnh mẽ. Không giống đàn ông, bề ngoài kiên cường, bên trong lại vô cùng mềm yếu. Giống như trái cây, hễ quả bên ngoài cứng nhất định bên trong sẽ mềm, như cây hạch đào. Mà quả bên ngoài mềm mại, đều có hạt cứng, như quả đào. Trong lòng Hạ Tưởng hạ quyết tâm. Kiếp này nhất định phải đối xử tử tế cô bé. Đương nhiên, sau đó hắn lại hạ quyết tâm, kiếp này, nhất định phải đối xử tử tế mỗi một người hắn yêu và mỗi người phụ nữ hắn yêu, như là Liên Nhược Hạm, như là Tiếu Giai. Chương 334, đột phá trọng đại. Hắn cũng không hỏi cô bé vì sao lại biết hắn có phòng riêng trong đây, chỉ dẫn cô đi lên cầu gỗ, đi vào Liên Cư, đang muốn gõ cửa cô bé lại do dự. Hay là không nên vào? Em đã tới, cũng xem qua, bỗng nhiên cảm thấy hay là không lên tốt hơn, giữ lại một chút bí mật. Hạ Tưởng cũng không ép, nói cho cùng trong lòng hắn cũng không thoải mái. Dù sao tại Liên Cư, hắn và Liên Nhược Hạm đã xảy ra ân ái. Tào Thù Lê đi lên khẳng định cũng sẽ không thoải mái, cho nên hắn như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm nói. Cảm ơn em, Thù Lê. Tào Thù Lê nhăn mặt, không nói chuyện, chạy tới phía trước. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê vừa đi, ở chỗ cửa sổ lầu 2, hiện ra một bóng người, là Vệ Tân. Cô ngơ ngác mà nhìn bóng dáng hai người đi xa, mỉm cười cười, tự nói, đàn ông ai cũng như vậy, có mấy người chống lại được sự cô đơn. Hạ Tưởng không nghe lời chỉ trích của Vệ Tân, hắn còn chưa kịp chọc Tào Thù Lê tiếp thì nhận được một điện thoại khẩn cấp từ Mai Hiểu Lâm. Giọng Mai Hiểu Lâm rất khẩn trương. Hạ Tưởng, anh nên lập tức quay về huyện An, có sự tình cực kỳ quan trọng. Hạ Tưởng nghe giọng của Mai Hiểu Lâm như thế vội hỏi. Bình tình, cho tôi biết chuyện gì xảy ra vậy. Vệ sĩ của tôi đã phát hiện ra tung tích của Du Lệ. Cái gì? Hạ Tưởng bất ngờ, sau đó mừng rỡ. Lệ Triều Sinh bị bắt, Du Lệ không rõ tung tích. Mặc dù Nghe Chính Phương và Lệ Triều Sinh quan hệ không tồi đã cho biết Du Lệ ở đâu, nhưng sau khi nhân viên phá án đến, không thấy ai,
từ đó Du Lệ biến mất không một chút tin tức. Đến hỏi chồng Du Lệ, ông ấy thở dài, không ngừng lắc đầu nói. Cô ấy đi đâu cũng chưa từng nói cho tôi biết. Du Lệ cũng là nhân vật mấu chốt trong vụ án Lệ Triều Sinh, có lẽ từ cô còn tìm được đột phá mới, nhưng sau khi cô mất tích, Lệ Triều Sinh có chết cũng không mở miệng, vụ án đi vào bế tắc. Hiện tại đột nhiên nghe được Du Lệ xuất hiện, Hạ Tưởng có thể nào không vừa mừng vừa sợ. Nói không chừng, Du Lệ sẽ tạo một loạt phản ứng dây chuyền, trở thành một cây rơm rạ cuối cùng đè đến Cao Thành Tùng. Cụ thể là tình huống gì? Mau nói tôi nghe. Hạ Tưởng cũng mất đi bình tĩnh hỏi. Tôi đề nghị anh lập tức quay về huyện An, đúng rồi, bí thư Lý cũng đang trở về, Du Lệ hiện ở huyện An, phải mời bí thư Lý trở về chủ trì đại cục, bố trí hành động bắt người. Mai Hiểu Lâm nói. Hạ Tưởng biết sự tình nặng nhẹ, lập tức trả lời. Không thành vấn đề, tôi lập tức liên hệ bí thư Lý, cô lập tức kêu Kỳ Khải Đông đến huyện ủy đợi mệnh, phái người chặt chẽ giám sát Du Lệ, không thể khiến cô ta trốn thoát lần nữa. Mệnh lệnh đã có, tuy nhiên bắt Du Lệ hơi khó khăn, cụ thể chờ anh và bí thư Lý tới rồi nói sau. Mai Hiểu Lâm tắt điện thoại. Hạ Tưởng vội vàng lên xe, giải thích đơn giản vài câu với Tào Thù Lê, vừa đưa cô về nhà, vừa gọi cho Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn sau khi phục hôn, cuối tuần không có việc gì, bình thường cũng quay về thành phố Yến. Nhận được điện thoại Hạ Tưởng, hắn lập tức kêu Hạ Tưởng lái xe cửa khẩu thành phố chờ hắn, hắn lập tức lái xe đuổi tới. Tào Thù Lê biết có đại sự xảy ra, nói. Anh đừng đưa em về, em sẽ đi taxi, công việc quan trọng hơn. Hạ Tưởng thấy cũng đúng, dừng ven đường cho Tào Thù Lê xuống dặn dò. Em về nói với bác Tào một tiếng, nếu việc bắt giữ thành công thì báo chủ nhiệm Tần. Tôi cho người đến Ủy ban Kỷ luật thành phố, nhờ chủ nhiệm Tần an bài mọi việc. Tào Thù Lê gật đầu, đón một chiếc taxi, vội vàng đi. Hạ Tưởng vốn có thể chính mình trực tiếp báo Tần Thác Phu, hắn cố ý nhờ Tào Vĩnh Quốc cũng là có ý khiến bác Tào và Tần Thác Phu tăng cường quan hệ, đều là thường vụ thành ủy, hỗ trợ nhau ít nhiều cũng tạo thêm quan hệ. Hạ Tưởng chạy vội theo hướng Tây, không bao lâu ra khỏi thành phố, phát hiện xe Lý Đình Sơn đã tới rồi. Lý Đình Sơn gặp Hạ Tưởng, từ trên xe xuống, hỏi thăm vài câu, đã nói. Chúng ta đi thôi, nếu có tình huống gì trên đường sẽ điện thoại liên hệ. Hai người lái xe, một trước một sau thẳng đến huyện An mà đi. Giữa trưa, trên đường xe không nhiều lắm, hai người lái xe tốc độ rất nhanh, phút chốc đã tới huyện An. Vào tòa nhà huyện ủy, liền phát hiện không khí dị thường, mọi người đều vội vàng, vẻ mặt bận rộn. Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng không quan tâm đến sự chào hỏi của mọi người, trực tiếp đi vào văn phòng trên lầu. Trong văn phòng, không ít người đã chờ, Khâu Tự Phong, Mai Hiểu Lâm, còn có trưởng phòng công an huyện Kỳ Khải Đông. Gặp bí thư đi vào, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là đại sự, cần có người chủ trì. Lý Đình Sơn không uống nước, không ngồi, vội vàng kêu kể lại sự tình. Kỳ thật từ lúc Du Lệ mất tích, lái xe kiêm vệ sĩ của Mai Hiểu Lâm thường xuyên đi xung quanh hỏi thăm tung tích Du Lệ. Bởi vì tuy rằng nhiệm vụ của hắn là phụ trách sự an toàn của Mai Hiểu Lâm, nhưng tới huyện An rồi mới phát hiện, công việc ở đây rất nhàn rỗi, còn bởi vì trước đây hắn theo dõi Lệ Triều Sinh, hiện đang bị giam, nên hắn quyết tâm tìm cho được Du Lệ để thể hiện khả năng của mình. Mai Hiểu Lâm cũng mặc kệ những hành động của vệ sĩ. Sau một thời gian truy tìm, vệ sĩ cũng không tìm được tin tức đáng giá nào về tung tích của Du Lệ khiến hắn suy nghĩ không thôi. Tuy nhiên hắn cũng là một người kiên nhẫn, trải qua một thời gian quan sát, hắn phát hiện Du Lệ và chủ một thẩm mỹ viện quan hệ không tồi. Du Lệ đi rồi, chủ thẩm mỹ viện ngoài mặt không có gì lạ, nhưng sau khi đóng cửa cô thường xuyên đi ra sân phía sau tiệm một lúc sau mới đi, thói quen đó trước đây không có. Chẳng lẽ cô âm thầm liên hệ với Du Lệ? Vệ sĩ rất cẩn thận. Mỗi ngày âm thầm quan sát nhất cử nhất động của chủ thẩm mỹ viện. Một lúc sau hắn phát hiện một bí mật, chính là sân sau tiệm có một số cây ăn quả khá lạ. Vốn thời điểm này là lúc kết quả, nhưng ở mặt trên cây lại không có một quả. Mặt khác, các cây ăn quả đều to cao, cho thấy đã trồng nhiều năm. Cây to mà không có quả, rõ ràng có vấn đề, chính là khả năng các cây này không phải được trồng ở đây mà là được nhổ đến trồng. Vốn nhổ trồng cây ăn quả cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng chủ thẩm mỹ viện mỗi ngày đều đến xem xét một lần, chứng minh có vấn đề. Vệ sĩ quan sát liên tiếp mấy ngày không phát hiện vấn đề, cho rằng mình đang nghi. Đang lúc hắn định bỏ cuộc,
lại đột nhiên phát hiện Du Lệ không ngờ xuất hiện. Nếu phát hiện Du Lệ vì sao không lập tức bắt? Lý Đình Sơn xen miệng hỏi. Du Lệ mang theo đứa con nhỏ trở về. Trên cơ bản đã có thể xác định cô trở về mục đích là lấy tiền. Du Lệ chôn tiền ở dưới cây ăn quả, nhưng đứa con của nàng giấu ở nơi nào, còn không biết. Hơn nữa Tiểu Trình cũng nghe Du Lệ nói, cô đem đứa bé giấu ở nơi an toàn, sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Nếu công an bắt lấy cô ba ngày không tới, đứa bé sẽ đói chết. Chúng ta lo nếu bắt Du Lệ bây giờ, cô sẽ lấy tính mạng đứa con uy hiếp, đến lúc đó chúng ta đã bị động. Mai Hiểu Lâm đáp, Tiểu Trình theo như lời cô nói hiển nhiên là chỉ vệ sĩ. Mọi người nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, là mẹ kiểu gì vậy, rốt cuộc lại yêu thương đứa con sao lại ác độc như vậy. Không ngờ muốn bắt đứa con của chính mình để uy hiếp, vậy mà cô có thể nghĩ ra. Nhưng không thể không thừa nhận, nếu chẳng may thật phát sinh tình huống này, đến lúc đó rốt cuộc là thả người không? Nếu không, đứa bé thật xảy ra vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm? Thả người, chẳng lẽ lại để Du Lệ tiếp tục chạy trốn? May mắn Du Lệ không biết có người theo dõi cô. Tuy nhiên cô cũng rất thông minh, đã ba ngày không đi gặp đứa bé. Cô ở thị trấn làm không ít chuyện, tuy nhiên nếu cô và bà chủ thẩm mỹ viện không có một chút tranh chấp, chỉ sợ cũng đã sớm đi mất. Có thể là chia của không đều, các cô ấy lúc đó cãi nhau một trận, cuối cùng dường như bà chủ nhượng bộ, Du Lệ lấy tiền, tìm đứa bé, hiện tại đang chuẩn bị rời khỏi huyện An. Mai Hiểu Lâm tiếp tục giải thích tình hình. Lý Ninh Sơn vội hỏi. Đã cho người theo dõi chưa? Kỳ Khải Đông nói, có người mặc thường phục theo dõi, đang chờ chỉ thị của bí thư Lý. Lý Đình Sơn cũng biết thật sự mọi chuyện đã được bố trí, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, cũng là vì hắn là lãnh đạo, đó là quy tắc bình thường của quan trường. Hắn liền ra chỉ thị, lập tức thực hiện bắt người. Kỳ Khải Đông kính cẩn dạ một tiếng. Sau khi ra mệnh lệnh, không quá nửa giờ, Du Lệ và Du Vĩnh đã bị đưa tới phòng công an huyện. Lý Ninh Sơn điện thoại báo chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghê Chính Phương và bí thư đảng ủy công an Bình Cát, hai người bọn họ đồng thời đi tới phòng công an huyện, giám sát vụ án tiến triển. Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại Tần Thác Phu. Tần Thác Phu nghe được Du Lệ bị bắt quy án, mừng rỡ, đã nghĩ tự mình đích thân tiến đến huyện An, nhưng Hạ Tưởng khuyên ngăn, mới quyết định phái người đến huyện An hỗ trợ thẩm án. Không lâu sau, theo tin tức từ công an cục phương, Du Lệ không nói ra. Du Lệ cứng rắn, mạnh mẽ vốn đã được dự kiến, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ, có thể cho Du Lệ và chồng gặp mặt, dù sao hắn cũng là chồng hợp pháp của cô, hai người bây giờ chưa ly hôn, cũng có nghĩa vụ gặp mặt. Đột nhiên hắn có ý nghĩ, Du Lệ không phải không mở miệng sao? Vậy uy hiếp sẽ đem con trai của cô giao cho chồng cô nuôi nấng, xem cô làm sao? Hạ Tưởng còn chưa kịp nói ý tưởng của hắn cho người của phòng công an, chợt nghe bên ngoài có tiếng ô tô, mở cửa sổ nhìn ra. Không khỏi kìm nổi cười, Tần Thác Phu tự mình đến đây. Tần Thác Phu đến, mọi người đều đứng ra chào hỏi. Tần Thác Phu không kiên nhẫn, nhưng cũng phải theo quy tắc. Đợi tất cả mọi người chào xong, hắn liền vội vàng kéo Hạ Tưởng một bên hỏi thăm. Hạ Tưởng báo cáo tình huống, đương nhiên, cũng không quên nói ra kế hoạch của hắn. Tần Thác Phu nghe xong vỗ đùi. Ý kiến hay, so với tôi nghĩ còn hay hơn ba phần, Tiểu Hạ. Hay là về sau cậu có thể theo tôi phá án đi? Hạ Tưởng vội vàng xua tay. Tôi chỉ là suy nghĩ lung tung, nếu muốn phá án, so với ngài còn kém xa lắm. Tần Thác Phu cười. Có lời khai của Du Lệ, tôi xem Lệ Triều Sinh còn có thể gắng gượng tới khi nào. Tôi xem có thể cần tìm biện pháp vu cáo quan hệ của Lệ Triều Sinh và Du Lệ, thậm chí có thể vu cáo hãm hại từ Đức Tuyền muốn thâu tóm toàn bộ tài sản Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng đổ mồ hôi. Đây là lời nói của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố sao? May mắn Tần Thác Phu còn biết kiêng dè người khác, đứng khá xa mọi người. Tần Thác Phu phát hiện sự khác thường của Hạ Tưởng, đoán được ý hắn, liền cười hắn. Ủy ban kỷ luật phá án cũng chú ý việc hư hư thật thực phải không? Có đôi khi làm sao có chứng cứ rõ ràng nhiều như vậy? Không phải dựa vào lời hù dọa sao? Hạ Tưởng đành phải liên tục gật đầu. Chủ nhiệm Tần nói đúng, tôi hiểu. Tần Thác Phu thấy Hạ Tưởng nghĩ một đằng nói một nẻo, liền cười mắng một câu. Đừng vì vậy mà nghĩ tôi làm bậy mà được thành tựu, cậu không làm công tác kiểm tra kỷ luật, không biết phải đem người xấu ra công lý nhưng không có chứng cớ xác thực vô cùng ức chế tâm lý. Có đôi khi, vì phá bỏ tâm lý tự vệ của bọn họ, không thể không vận dụng một ít thủ đoạn,
cũng là do không có biện pháp nào khác. Nói xong, Tần Thác Phu kêu người lập tức đi mời chồng Du Lệ hợp tác phá án. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Nghê Chính Phương Sung Phong muốn đích thân dẫn người đến, Trịnh Thiếu Phong dẫn người đi theo, Tần Thác Phu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không bao lâu, chồng Du Lệ được đưa tới. Hắn tên Tôn Hữu Tài, là một người trung niên nhỏ, đỉnh đầu hơi chọc, sắc mặt có chút kích động, không ngừng nói. Tôi không biết gì cả. Tôi bị Du Lệ cắm sừng, cũng sau khi cô ta chạy trốn tôi mới biết được cô phạm vào chuyện này. Mọi việc cô ta đều gạt tôi, ngay cả đứa con cũng không phải con ruột của tôi. Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả. Hạ Tưởng cảm thấy hắn đáng thương. Thân là đàn ông, vợ là người tình của người khác, con là con của người khác, lại bị vợ ép tới gắt gao, cũng thật là uất ức. Tần Thác Phu nhìn Tôn có mới vài lần, mỉm cười kín đáo, nói với Hạ Tưởng. Hắn nói không có lời nào thật. Hạ Tưởng kinh ngạc. Chủ nhiệm Tần làm sao nhìn ra được. Ánh mắt hắn không bình thường, né tránh, không dám nhìn đối diện, hơn nữa vẻ mặt hắn bối rối, có thể nói là giả vờ, chúng ta còn chưa hỏi hắn, hắn đã vội vàng nói không biết gì, có thể thấy được là có người dạy hắn nói như thế nào. Bởi vậy suy ra hắn khẳng định biết một ít cái gì, nhưng bởi vì có nguyên nhân nên không nói. Tần Thác Phu không hổ là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, chỉ nhìn vài lần liền biết Tôn Hữu Tài có vấn đề. Hạ Tưởng vô cùng khâm phục. Thật sự là cao nhân, tôi về sau ở xa ngài một chút, đỡ phải bị ngài phân tích thành người xấu. Tần Thác Phu cười ha hả. Hôm nay hiếm khi có hứng thú như vậy, tôi tự mình đến mới có giao lưu với Tôn Hữu Tài. Tần Thác Phu ra tay, quả nhiên không tầm thường, chỉ một lát, Tôn Hữu Tài liền giải thích toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn. Chương 335, những đợt sóng đầu tiên. Không lâu sau khi cưới, Tôn Hữu Tài mới phát hiện Du Lệ thường xuyên đi ra ngoài với người khác. Trong sinh hoạt vợ chồng, Du Lệ nghiêm túc chấp hành kế hoạch hóa gia đình, trong những ngày quy định, tuyệt đối không cho y động vào người mình chút nào. Tuy nhiên điều khiến hắn không thể nào chịu nổi chính là, hắn tính đi tính lại, sau khi Du Lệ được gả cho hắn có 7 tháng đã sinh ra Du Vĩnh, rõ ràng không phải là con hắn. Nhịn, dù sao Tôn Hữu Tài cũng phải nhịn, ai khiến Du Lệ xinh đẹp như vậy không lấy người khác làm chồng, lại chịu lấy hắn một người hơn cô 8 tuổi. Nhưng đàn ông đều có tâm lý độc chiếm mãnh liệt, hắn cũng không thể chịu đựng được Du Lệ đối với hắn lạnh nhạt, một lúc sau cũng bắt đầu tranh luận với Du Lệ. Du Lệ ban đầu còn cãi nhau với hắn, sau đó lại không nói gì, còn đưa ra cho hắn hai lựa chọn, một là ly hôn, xong hết mọi chuyện. Hai là mỗi tháng cô cho hắn một ít tiền, để hắn tùy ý ăn chơi đàng điếm, điều kiện tiên quyết là không được xen vào chuyện của cô nữa. Tôn Hữu Tài chấp nhận điều kiện thứ hai, kết quả mỗi tháng Du Lệ đều cho hắn 2.000 tệ để hắn tiêu tùy ý. Sau khi sự việc của Lệ Triều Sinh bị bắt, Du Lệ trốn đi trước, lại mới cho Tôn Hữu Tài 3 vạn nhân dân tệ, khiến hắn tiếp tục giả bộ làm ngơ, ai hỏi thì hắn bảo không biết, chỉ cần hắn trông coi hồ nước trong là được. Trong nhà Du Lệ có một hồ nước không lớn không nhỏ, bên trong toàn trồng hoa sen. Hồ nước thì có cái gì? Tần Thác Phu nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Tôi thật sự không biết. Tôn Hữu Tài vẻ mặt xám trắng, dễ dàng nhận thấy là đang rất sợ. Cái hồ nước kia là tự nhiên hình thành, nước khá đục, ai cũng không dám đi xuống. Tôi nghĩ đến Du Lệ nói tôi trông coi hồ nước, là bởi vì cô đặc biệt thích hồ nước, duyên cớ nhất định là vì trước kia cô thường đem ghế dựa ra đây, ngồi ở bên cạnh ngắm hoa sen. Tần Lạc Phu đã hiểu rõ vài phần, lập tức bảo người dưới. Hãy phái người mang đến một cái máy bơm nước, rút hết nước trong hồ ra. Thật là vừa đáng thương, vừa đáng giận, Hạ Tưởng gặp Tôn Hữu Tài với dáng vẻ như vậy, trong lòng không nói lên lời. Hắn cũng biết rõ là vợ hắn lấy tiền của nhân tình để cho mình, nhưng là muốn hắn yên tâm thoải mái, một người đàn ông sống trong tình trạng như thế này, cũng không dễ dàng gì. Đoàn người đi vào trong nhà Du Lệ, bắt đầu bơm nước trong hồ. Trải qua mấy giờ làm việc hăng hái, đến tối, rốt cục cũng đã tháo hết nước hồ, bên trong hồ lộ ra nước bùn. Lại là Trịnh Thiếu Phong xung phong nhận việc nhảy xuống bùn, bắt đầu đào bùn. Đào được một lúc, liền đào thấy một bọc rất nặng, mở ra vừa thấy, bên trong có rất nhiều nhân dân tệ, còn có mấy quyển sổ. Tần Thác Phu hưng phấn đứng lên, vội vàng mở quyển sổ thứ nhất ra, ở trong đó tất cả đều ghi lại việc Lệ Triều Sinh bán quặng. Hắn còn tỉ mỉ ghi chép lại giao dịch tiền tài qua lại giữa hắn và Từ Đức Tuyền, còn có một số khoản lợi nhuận thu được từ quảng chia phần cho mỗi người.
Càng làm cho mọi người quá vui mừng đó là, quặng đã được tiêu thụ qua con đường trung gian, không ngờ trong đó cũng có tên của Vũ Phái Dũng. Đây là một quyển sổ thật tốt, quả thật nó chính là một đao chí mạng, là gông xiềng siết chặt cổ của Lệ Triều Sinh và Từ Đức Tuyền. Tần Thác Phu biết sự việc này rất nghiêm trọng, Từ Đức Tuyền là thường vụ thành ủy, muốn động tới hắn, nhất định phải xin chỉ thị của tỉnh ủy. Hắn cất quyển sổ tìm được, cho người đem tiền đi kiểm kê rõ ràng, tổng cộng là mấy vạn tiền mặt, sau đó niêm phong vào kho, giải thích vài câu, liền trở lại huyện ủy. Lúc này, theo công an từ các phía truyền đến tin tức, ở vườn cây ăn quả phía sau thẩm mỹ viện, cũng đào được mấy triệu tiền mặt và một số quyển sổ. Tần Thác Phu thấy mừng rỡ, có trong tay đầy đủ các chứng cứ, Lệ Triều Sinh có cắn răng chịu đựng không khai, cũng không thể kháng cự được nữa. Trên cơ bản có thể xác định, Từ Đức Tuyền cũng khó có thể trốn mãi được. Nhưng cuối cùng khi định tội danh, vẫn phải xem ý kiến chỉ đạo của thường vụ thành ủy, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, tất cả có hay không có người đứng ra bảo vệ. Mặc kệ là như thế nào, trước tiên cứ bắt lại rồi nói sau. Tần Thác Phu sai người đưa Du Lệ, Du Vĩnh và Tôn Hữu Tài cùng với đội ngũ của Ủy ban Kỷ luật, suốt đêm quay trở về thành phố Yến, chuẩn bị lại thẩm vấn Lệ Triều Sinh. Kể cả Hạ Tưởng, tất cả mọi người đều không hiểu sao cũng rất hưng phấn. Vụ án Lệ Triều Sinh vốn chưa định án, giờ xem như đã đi tới một dấu chấm hết, đang đi đến thời khắc quyết định. Tuy nhiên những người khác cũng có suy nghĩ khác nhau, chính là không hề có ai từ Lệ Triều Sinh lại liên tưởng đến Cao Thành Tùng. Mà Hạ Tưởng cũng biết rõ, chỉ sợ Tần Thác Phu lần này trở về, không bao lâu, sẽ tạo lên một cơn sóng to gió lớn tại thành phố Yến hay là cả tỉnh Yến. Về phần có phải sẽ là cây rơm cuối cùng, ảnh hưởng đến vị trí của Cao Thành Tùng, khiến Cao gia sụp đổ hay không, còn phải xem phía sau có người động thủ đúng lúc hay không, tạo ra dư luận và sự kiện đúng lúc hay không. Tuy nhiên Hạ Tưởng tin tưởng vững chắc rằng, Cao gia chắc hẳn là khó có thể qua được mùa thu năm nay. Các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An có liên quan, gần như là cả đêm không ngủ được, đều cùng họp lại một chỗ thảo luận tình hình. Mỗi người một tâm tư khác nhau, cũng đều mơ hồ đoán được, khả năng vụ án Lệ Triều Sinh một khi định án, rồi được truyền tin, khẳng định sẽ tạo nên một cơn chấn động không nhỏ trên quan trường. Cho nên tất cả mọi người không có lòng dạ nào mà ngủ yên giấc, đều tính đến các mối quan hệ của mình ở khắp nơi, tính toán một chút gió lốc sắp tới sẽ lợi hay hại. Lý Đình Sơn không có suy nghĩ sâu xa, tiền đồ của hắn cũng đã ổn định tốt, bước tiếp theo là đến thành phố nhậm chức chủ tịch quận, phó giám đốc sở, chắc hẳn cũng không thay đổi gì, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Khâu Tự Phong cũng không suy nghĩ nhiều lắm, hắn và Lệ Triều Sinh tuy rằng có quan hệ với nhau, nhưng cũng không cùng tham gia kinh doanh bất hợp pháp quặng với hắn dù chỉ một chút. Thân là thái tử đảng trong một gia đình có gia thế, không thiếu tiền, chỉ thiếu kinh nghiệm từng trải và thành tích. Cùng với việc mở rộng các mối quan hệ, cho nên so với các tầng lớp bình thường ở trong quan trường, hắn không bao giờ phạm sai lầm về kinh tế, coi như đó là ưu thế lớn. Mai Hiểu Lâm chỉ là cảm thấy vui mừng, cuối cùng sau mấy tháng, vụ án Lệ Triều Sinh sẽ kết án, coi như là đã sáng tỏ được nỗi lòng, không uổng công cô hao tâm tổn sức một hồi, cũng coi như vì hàng nghìn nông dân xã Đán Bảo bị hại. Tại huyện An, mặt khác các ủy viên thường vụ và Lệ Triều Sinh không quá gần gũi. Cho dù Tần Thác Phu cũng bảo đảm với Nghê Chính Phương, không hề truy cứu trách nhiệm của hắn trước kia, trên cơ bản có thể khẳng định là, sự việc của Lệ Triều Sinh, sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến một số vấn đề của huyện An. Đương nhiên, có một điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ được là, sự việc của Lệ Triều Sinh chẳng qua là một sự kiện châm mồi lửa cho một loạt các sự kiện khác mà thôi. Hắn châm, không chỉ có một quả bom bình thường, mà không ngờ vẫn còn một quả bom kinh thiên nữa. Nửa đêm khuya, Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại cấp tốc cho Tống Triệu Đô, báo cáo với hắn một chút tiến triển của vụ án Lệ Triều Sinh. Tống Triệu Đô hiếm khi có được hưng phấn như vậy, liên tục nói. Tốt, tốt lắm, thật là một chuyện tốt. Vậy cậu tiếp tục làm việc với Cao Kiến Viễn, cần phải đem tiền của hắn ở lại đây, chỉ cần tiền ở lại, hắn không thể trốn đi được. Ngoài chuyện của hắn, mọi việc khác cứ để tôi làm. Lần trước Hạ Tưởng gặp Tống Triệu Đô. Hắn lộ ra một chút ý đồ muốn mình trên danh nghĩa cải tử hoàn sinh cho bất động sản Lĩnh Tiên, khiến Cao Kiến Viễn không thể đem tiền chuyển ra nước ngoài, một lần nữa đem bất động sản Lĩnh Tiên đến trước mặt hắn, Tống Triệu Đô cũng có thái độ ủng hộ. Hiện nay tình hình có biến, càng thấy rõ Hạ Tưởng là người nhìn xa hiểu rộng. Hạ Tưởng cắt đứt điện thoại, ý chí hưng phấn như lửa thiêu đốt, một chút buồn ngủ cũng không có. Ngày hôm sau,
Ở thành phố tất cả mọi thứ đều bình thường, không có tin tức gì truyền đến. Qua hai ngày, Hạ Tưởng đột nhiên nhận được điện thoại của bác Tào nói ngắn gọn nhưng rất đanh thép, chỉ nói một câu liền cắt điện thoại. Văn Dương không có yêu cầu gì nữa, đồng ý phối hợp tất các công tác điều tra xem xét, hắn vẫn ngấm ngầm giấu chi tiết tài khoản của Cao Kiến Viễn. Hạ Tưởng thở phào một cái, nghĩ thầm thời khắc này đã chờ lâu lắm rồi, giờ nó đã tới với trạng thái không gì có thể ngăn cản nổi. Ba ngày sau, nghe phong thanh ở thành phố Yến truyền đến, Lệ Triều Sinh đã nhận tội. Cùng lúc đó, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, nói là tiền của Cao Kiến Viễn đã đến, tổng cộng có 100 triệu. Hạ Tưởng cười thầm, lá gan Cao Kiến Viễn thật không nhỏ, còn muốn đánh cuộc một phen. Tuy rằng hắn cũng biết rõ ràng là toàn bộ tài khoản của Cao Kiến Viễn không chỉ có 100 triệu, nhưng cũng đủ khiến y xót ruột, liền nói với Nghiêm Tiểu Thì. Tôi lập tức sắp xếp người của bất động sản Giang Sơn cùng em gặp mặt. Đúng rồi, nhất định phải khiến Cao Kiến Viễn đứng ra, để anh ta ra sức phán đoán chuẩn xác một chút, có thể từ cuộc nói chuyện với nhau nhìn ra đối phương phía bên kia. Có khi đàm phán bằng thủ đoạn cao siêu một chút, khiến đối phương bỏ ra ít nhất 200 triệu cũng không phải việc khó. Nghiêm Tiểu Thì nghe được Hạ Tưởng suy nghĩ mọi cách vì bất động sản lĩnh tiên, trong lòng cảm động nói. Anh thật là người tốt, em thật lòng cảm ơn anh. Hạ Tưởng thở dốc, cũng không nói gì. Chờ Nghiêm Tiểu Thì biết được chân tướng sự việc, không biết là có hận chết hắn hay không. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, sự tình giờ rất cấp bách, đến bây giờ Cao Kiến Viễn còn không ý thức được sự nguy hiểm, nhất định phải giữ hắn ở trong nước, đưa hắn ra công lý. Bởi vì Hạ Tưởng biết được thực chất sổ sách của bất động sản lĩnh tiên trước mắt như thế nào, cho nên hắn biết chỉ cần Văn Dương cung cấp một ít tài liệu cũng đủ khiến Cao Kiến Viễn ngồi tù. Mặc dù hắn biết, số liệu mà mình biết về Cao Kiến Viễn cũng chỉ là một góc nhỏ của núi băng mà thôi. Nhưng chỉ cần Cao Thành Tùng bị ngã, tường đổ mọi người đẩy thêm, vấn đề của Cao Kiến Viễn nhiều phần sẽ bị trồi lên mặt nước. Tất cả mọi người cho rằng, sau khi Lệ Triều Sinh cung khai, nên bắt Từ Đức Tuyền. Nhưng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là sự việc của Từ Đức Tuyền một chút cũng không bị sao, ngược lại là một nhân vật bình thường, đột nhiên bị ngã xuống. Người này tên là Vương Đức Truyện, là Phó Cục trưởng Cục Kiến trúc của Sở Xây dựng. Cục Kiến trúc chức năng chủ yếu là chỉ đạo và quy hoạch xây dựng trong toàn tỉnh, quản lý thị trường xây dựng, tổ chức phối hợp với xí nghiệp xây dựng mở rộng nhận thầu các công trình quốc tế, hợp tác lao động xây dựng, vì vậy rất có quyền lực. Vương Đức Truyện tuy rằng là Phó Cục trưởng, nhưng vì sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc, mà người đứng đầu Cục Kiến trúc đã đến tuổi về hưu, biết không thể động vào Vương Đức Truyện, cũng mặc cho hắn lộng quyền. Kết quả Vương Đức Truyện dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời, ở Cục Kiến trúc một tay che trời, tất cả việc đấu thầu công trình và cần phê duyệt thủ tục, hắn đều đã từng rút rất nhiều tiền, bốn phía đều nhận hối lộ. Đột nhiên hắn bị người khác tố cáo, sau đó Ủy ban Kỷ luật tỉnh có người tới, trực tiếp đưa hắn đi. Vương Đức Truyện bị người khác mang đi, không coi mình ra gì, Vũ Phái Dũng giận tím mặt, lúc này đến tìm Cao Thành Tùng, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải cho lời giải thích, bởi vì Vương Đức Truyện là họ hàng của Vũ Phái Dũng. Ban đầu Vũ Phái Dũng định chuyển công tác của Vương Đức Truyện đến huyện Cảnh làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện, lại bị Thôi Hướng ở giữa làm khó dễ, rồi điều Cường Giang Hải đến huyện Cảnh, ngăn cản con đường lên chức của Vương Đức Truyện, khiến hắn rất căm tức, đối với Thôi Hướng luôn canh cánh trong lòng. Đương nhiên Thôi Hướng cũng không biết nội tình bên trong rằng mình bị Trần Phong trêu đùa một chút. Nhưng mặc kệ là như thế nào, bởi vì lần trước sự kiện bất động sản lĩnh tiên, Vũ Phái Dũng đối với Thôi Hướng cũng không có thiện cảm, hơn nữa sự kiện lần này càng làm cho Vũ Phái Dũng hận Thôi Hướng thấu xương. Hiện tại càng quá đáng, đột nhiên Vương Đức Truyện bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi, liên tưởng đến việc Thôi Hướng ở khắp nơi đều đối đầu với mình, Vũ Phái Dũng liền chắc chắn cho rằng, chuyện này nhất định là do Thôi Hướng đang âm thầm phá rối. Vũ Phái Dũng còn tưởng rằng, khi hắn nhắc tới vấn đề của Vương Đức Truyện, Cao Thành Tùng sẽ lập tức gọi điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh để xem tình hình thế nào. Không ngờ Cao Thành Tùng sau khi nghe xong, chỉ thản nhiên lắc đầu. Vương Đức Truyện chỉ là họ hàng của cậu, không phải cậu, không cần phải ngạc nhiên. Hắn có việc gì hay không, trong lòng cậu rõ nhất, nếu bị người ta bắt đi, chắc chắn là đã nắm được chỗ sơ hở. Hiện tại nếu hỏi đến, ngược lại sẽ làm mọi người để ý. Hơn nữa chỉ là một cán bộ cấp cục phó, tôi là bí thư tỉnh ủy mà lại đích thân can thiệp, có phải tôi rất nhàn hạ hay không? Vũ Phái Dũng lần đầu tiên nghe được Cao Thành Tùng lấy một giọng điệu như vậy nói chuyện,
thật hoảng sợ. Hắn biết rõ Cao Thành Tùng nhiều năm nay, hắn luôn luôn hầu hạ phục vụ, đương nhiên hiểu được tính cách của ông ta. Giọng điệu bí thư Cao nói chuyện như bây giờ và trước kia khác nhau rất lớn, có thể thấy được là đang chịu rất nhiều áp lực. Vũ Phái Dũng ở bên ngoài rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Cao Thành Tùng cẩn thận, dè dặt hỏi. Bí thư Cao, chẳng lẽ ở Bắc Kinh tình hình đã theo chiều hướng khác? Cao Thành Tùng nhìn thư ký thân tín một thời của mình, muốn nói ra những lo lắng trong lòng, rồi nghĩ thế nào lại không mở miệng, bởi hiện tại hắn cũng có chút mất đi phương hướng. Mặc dù hắn được người hậu thuẫn ở phía sau cam đoan, tạm thời sẽ không động vào hắn, nhưng cũng không để lộ ý để bạt hắn. Hắn chỉ biết, chỉ sợ đời này mình chỉ dừng lại ở chức vụ bí thư tỉnh ủy. Hắn năm nay đã 60 tuổi, 2 năm nữa đã 62 tuổi, sau đó đến Hội đồng Nhân dân vài năm, cuối cùng tốt xấu gì cũng có thể về hưu dưỡng lão. Mặc dù hắn không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong tỉnh những đợt sóng chiều phản đối hắn không nhỏ, có không ít người ở sau lưng đều có những tài liệu đen tối về hắn, nếu không phải có người hậu thuẫn phía sau cố gắng bảo vệ hắn, hắn có ngồi ở vị trí bí thư tỉnh ủy cũng không xong. Hơn nữa điều khiến hắn không yên tâm, bất an chính là trong những lãnh đạo cao cấp nhất mới nhậm chức, nghe nói có vài người đối với hắn rất bất mãn, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Bí thư tỉnh ủy quyền cao chức trọng như vậy, cũng không thể hơn được mấy vị trên kia. Nếu mấy vị trên đó luôn nghĩ đến hắn, thì hắn còn có ngày tốt lành sao? Đương nhiên dù sao hắn cũng là vị quan to nhất tỉnh, cũng không phải nói động vào là tùy tiện động vào được, nhưng vấn đề là, những người ở tỉnh Yến muốn đưa hắn vào chỗ chết cũng không phải ít. Thân là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên sẽ phải đắc tội với một số người, có bao nhiêu quyền lực thì cũng phải gánh từng ấy trách nhiệm, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Nhưng mấu chốt ở chỗ, các ủy viên thường vụ ban đầu làm theo ý mình, hiện tại bỗng nhiên có xu hướng đoàn kết lại, kiềm chế hắn ở hội nghị thường vụ. Đương nhiên đấu tranh trực diện thì hắn không sợ, hắn có thể ngồi trên chức vụ bí thư tỉnh ủy an toàn, cũng là dọc đường đi đã chạm nhiều tướng, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh mới có ngày hôm nay. Chỉ có điều khiến hắn lo lắng hốt hoảng nhất là, đến hiện tại hắn cũng biết có người nào đó rõ ràng vẫn còn trốn ở một nơi bí mật, luôn luôn đợi thời cơ cho hắn một đòn chí mạng, người đó ra tay vừa chuẩn, vừa độc, rốt cuộc đó là ai? Người đó đáng sợ nhất ở chỗ hắn trốn ở sau lưng mà không bị phát hiện, mà ra tay một cái thì vừa đúng, vừa chuẩn, vừa độc, khiến y đau không nói lên lời, chỉ có thể nuốt giận. Hơn nữa hắn còn cực kỳ giống như một thợ săn kiên nhẫn. Lặng yên không một tiếng động trốn ở một nơi bí mật gần đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi, cũng không thể biết hắn là ai, khi nào hắn sẽ ra tay, mục tiêu kế tiếp của hắn là ai. Nhân vật như vậy mới đáng sợ nhất, làm cho người ta trong lòng thấy run sợ. Cao Thành Tùng cũng có thể dám chắc người kia cũng ở một vị trí cao, ít nhất phải từ cấp sở trở lên, nếu không ở cấp cao như vậy thì không đủ trình độ đấu với mình. Nhưng tại thành phố Yến và tỉnh Yến, cán bộ ở cấp sở trở lên nhiều lắm, y không có khả năng điều tra hết từng người được. Hơn nữa cho dù nghi ngờ một người, cũng không có chứng cứ chứng minh chính là hắn. Thù trong giặc ngoài, Cao Thành Tùng hiện tại đã kiềm chế rất nhiều. Hiện tại y có suy nghĩ là, làm việc khiêm tốn, cố gắng vơ vét của cải, phối hợp với Cao Kiến Viễn. Cao Thành Tùng có mỗi một con trai duy nhất là Cao Kiến Viễn, coi như báu vật, nếu hiện tại tiền đồ của y đã hết hy vọng. Thì một lòng đổ hết tâm sức vào Cao Kiến Viễn, xác định y còn trong nhiệm kỳ, sẽ khiến đứa con kiếm được nhiều của cải, nửa đời về sau có thể bảo đảm để sống. Đối với việc Cao Kiến Viễn cố ý muốn ra nước ngoài, y có thái độ đồng ý. Hiện tại người nào là con cháu cán bộ, buôn bán nhiều tiền, không phải chạy đến sống ở nước ngoài để tiêu tiền rồi định cư ở đó luôn sao? Nếu không ở trong nước mà tiêu tiền như nước sẽ khiến người khác chướng mắt. Đúng là bởi vì tâm tính thay đổi nên bất luận thế nào, Cao Thành Tùng đều không có hứng thú đối với việc một người họ hàng xa của Vũ Phái Dũng là Vương Đức Truyện bị bắt. Ủy ban kỷ luật tỉnh hàng năm đều bắt vài người, chính là để chứng tỏ sự tồn tại của họ. Vương Đức Truyện bị bắt, là do hắn xui xẻo, trách không được người khác. Nếu không vì sao có nhiều người như vậy cũng không bắt mà lại bắt hắn? Hay là do chạy trọt không đủ? Cao Thành Tùng nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhận ra được điều gì? Liền nhìn chăm chú Vũ Phái Dũng trong chốc lát nói. Ở Bắc Kinh bây giờ vẫn yên ổn, cậu cũng đừng nói linh tinh, cũng không đoán được gì đâu, ngược lại càng thêm phiền não hơn thôi. Còn nữa, cậu về sau cũng chú ý một chút, tính tình kiềm chế một chút, không nên hơi tí lại có thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến.
đang ở vị trí cao, phải chú ý đến hình ảnh lãnh đạo, nếu không rất dễ bị người khác nhìn vào, nếu chẳng may có người nắm được tài liệu của cậu, đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Chương 336, giao chiến. Cao Thành Tùng nói hết sức thận trọng, Vũ Phái Dũng tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng ở trước mặt Cao Thành Tùng không thể làm ra dáng vẻ như vậy được, liền cung kính mà đáp. Tôi sẽ nhớ kỹ lời của ngài, nhưng người thân của tôi bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt đi, tôi không thể không tỏ vẻ một chút gì được, nếu truyền ra ngoài, hóa tôi lại là kẻ không có năng lực, cũng đâu còn thể diện của ngài nữa, có phải hay không? Cao Thành Tùng vốn rất sĩ diện, Vũ Phái Dũng cũng rất hiểu rõ hắn, lời vừa ra miệng, sắc mặt Cao Thành Tùng liền hơi thay đổi, hắn lo nghĩ còn nói. Như vậy đi, tôi đi tìm cổ nhân kiệt nghe ngóng tình hình một chút, tìm hiểu vụ án, hỏi một chút, xem Vương Đức chuyện rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, có nghiêm trọng hay không. Nói đến mức này, Vũ Phái Dũng cũng không dám nói. Vậy cảm ơn ngài. Vũ Phái Dũng đi rồi, Cao Thành Tùng ngồi ngây ra nửa ngày, như thể suy nghĩ và ghi lại cái gì đó, sau đó mới cầm điện thoại, gọi cho cổ nhân kiệt. Nhân kiệt, Vương Đức chuyện sao lại bị bắt? Nói cụ thể cho tôi nghe một chút đi. Dừng một chút, Cao Thành Tùng lại nói. Vương Đức Truyện là họ hàng của Phái Dũng. Cổ nhân kiệt ở tỉnh Yến là một trong bốn phó chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra, là phó chủ nhiệm đứng đầu, gần đây luôn không hòa thuận với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài, đồng thời là người một nhà và trợ thủ đắc lực nhất của Cao Thành Tùng ở Ủy ban Kỷ luật. Khi nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng, thì hắn đang ở văn phòng nghe cấp dưới báo cáo sự việc của Vương Đức Truyện. Vừa thấy bí thư Cao gọi điện, liền phất tay bảo cấp dưới ra ngoài, sau đó mới tiếp tục nghe điện thoại. Nghe được Cao Thành Tùng hỏi đến sự việc của Vương Đức Truyện, cổ nhân kiệt liền cảm thấy căng thẳng, trong lòng mơ hồ có một cảm giác không thoải mái. Bí thư Cao ơi bí thư Cao, Vương Đức Truyện chỉ là một cán bộ cấp cục phó của sở xây dựng, bởi vì có quan hệ họ hàng với Vũ Phái Dũng, mà ngài phải tự mình hỏi tới sao, như vậy chẳng những làm mất đi thân phận của một bí thư tỉnh ủy, còn khiến người ngoài cảm thấy cực kỳ không hay. Bởi vì Vương Đức Truyện làm việc quá mức lộ liễu, thủ đoạn rất xấu xa, khiến cổ nhân kiệt nhìn còn thấy tức giận. Vương Đức Truyện chẳng những có lòng tham không đáy, còn hoàn toàn không để ý đến hình ảnh của một cán bộ lãnh đạo. Chỉ cần có người có việc tìm hắn, hắn nhất định phải ăn những gì hắn muốn, căn cứ vào việc lớn nhỏ, và nặng nhẹ, còn có một danh sách thu phí rất nhiều, nói là lòng tham không đáy cũng tuyệt đối không quá đáng. Tài liệu tố cáo hắn được xếp thành từng đống ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Người như vậy nếu bí thư Cao đưa ra ý muốn phải bảo vệ hắn, quả thực là tự hạ thấp thân phận của mình. Cổ nhân kiệt đối với Cao Thành Tùng quá thất vọng, đối với Vũ Phái Dũng cũng có sự bất mãn. Vũ Phái Dũng đối nhân xử thế quá mức kiêu ngạo, danh tiếng cực kém, người như vậy nếu nói trước đây là thư ký của bí thư Cao, không phải là tổn hại đến hình ảnh lãnh đạo của bí thư Cao hay sao? Vương Đức Truyện là họ hàng của Vũ Phái Dũng, thật đúng là hành xử thấp kém, mới là cấp cục phó đã kiêu ngạo, ngông cuồng, so với Vũ Phái Dũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng bí thư Cao cũng là lãnh đạo cấp trên, cổ nhân kiệt có một số điều muốn nói cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Nghe bí thư Cao hỏi sự việc của Vương Đức Truyện, hắn vừa nghĩ cũng không có gì cần giấu giếm, liền nói ra vấn đề nghiêm trọng của Vương Đức Truyện, lại nhấn mạnh rằng. Chủ nhiệm Hình đã ra kết luận. Vương Đức Truyện hành vi hết sức tồi tệ, trường hợp này đặc biệt nghiêm trọng, phải nghiêm trị, nếu không nghiêm trị thì không thể khiến người dân bớt căm phẫn. Nếu như trước kia, Cao Thành Tùng sẽ lấy một giọng điệu hời hợt nói. Đồng chí Vương Đức Truyện có rất nhiều ưu điểm, cần cù và thật thà thành khẩn, mặc dù có chút lắm bệnh nhưng cũng là một đồng chí có ý thức cơ bản, ai mà chẳng có một chút vấn đề lớn vấn đề nhỏ. Tôi cho rằng nhìn một người, hẳn là nên nhìn vào ưu điểm, nhìn thêm về thành tích. Có phạm một chút sai lầm, có một chút khuyết điểm, có thể tha thứ thì nên tha thứ. Ngay cả trước kia có một tham quan ở Ủy ban xây dựng, bởi vì vi phạm vào một số chuyện bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh nắm được sở hở, Cao Thành Tùng liền tự mình gọi điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật, khiến Ủy ban Kỷ luật lập tức thả người. Y ra sức gây áp lực đè xuống, Ủy ban Kỷ luật đành phải thả người. Sau đó có người ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh không phục, đem tài liệu đưa tới Bắc Kinh liền đích thân can thiệp vào việc này. Cao Thành Tùng vẫn cứ giữ sự cứng rắn, mạnh mẽ, sau đó lại công khai tuyên bố trường hợp này là một cán bộ có tính thật thà là tốt, đáng khen ngợi, và tự mình viết và ra chỉ thị, nói hắn quả thật là một cán bộ tốt, đủ tư cách, vấn đề của hắn về sau không được nhắc lại. Năm đó Cao Thành Tùng dám nói, dám làm, cho tới bây giờ cũng không nói hai lời,
nhưng hôm nay lại chần chừ một lát, giọng trầm thấp nói. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, cứ giải quyết theo quy định của pháp luật là được. Điện thoại cắt đứt được nửa ngày, Cổ Nhân Kiệt còn không thể tin được lời nói vừa rồi được nói ra từ miệng Cao Thành Tùng. Quan lớn nhất tỉnh, bí thư Cao Thành Tùng, từ khi nào lại nói chuyện do dự như vậy? Chẳng qua là hỏi đến việc của một cán bộ cấp cục phó, cũng khiến suy nghĩ mới nảy sinh của hắn lùi lại, đây không giống một bí thư Cao có một phong cách trước sau như một. Cổ Nhân Kiệt lắc đầu, đoán không được rốt cục Cao Thành Tùng là có ý gì. Nếu bí thư Cao không nói gì, chủ nhiệm Hình lại muốn một lòng nghiêm trị Vương Đức Truyện, hắn càng mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn, dù sao hắn cũng không có thiện cảm với Vũ Phái Dũng. Vũ Phái Dũng đợi hai ngày, nghĩ rằng Vương Đức Truyện cho dù không được thả ra, cũng sẽ nghe được chút tin tức, không ngờ lại không cho chút động tĩnh nào, ngược lại mơ hồ nghe được tin đồn, nói là vấn đề của Vương Đức Truyện rất nghiêm trọng, sợ là sẽ phải ngồi tù. Hắn vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng hừng hực đi tìm Cao Thành Tùng, không ngờ Cao Thành Tùng chỉ trở về nói với hắn một câu. Gieo gió gặt bão, tôi không tiện nhúng tay. Vũ Phái Dũng hiểu rất rõ Cao Thành Tùng, theo như cách nói chuyện và vẻ mặt của y, có thể đoán sự việc đã không còn đường để có thể cứu vãn nữa rồi. Vũ Phái Dũng giận tím mặt, càng nghĩ càng khẳng định rằng Thôi Hướng ở sau lưng chơi mình, hắn ngồi lên xe trực tiếp tới trụ sở thành phố Yến, nổi giận đùng đùng trực tiếp đi tới văn phòng của Thôi Hướng hỏi tội. Thôi Hướng đang cùng Trần Phong thảo luận công việc, nghe thư ký báo cáo là có giám đốc sở xây dựng Vũ Phái Dũng tới, vẻ mặt gã khó hiểu, buồn bực không hiểu vì sao Vũ Phái Dũng không mời tự dưng đến. Tuy nhiên lại nghĩ bình thường Vũ Phái Dũng có tác phong khác người, cũng không so đo tính toán với hắn. Liền bảo thư ký mời hắn vào. Trần Phong muốn tránh đi một lát, Thôi Hướng cười nói. Thị trưởng Trần không ngại ở lại xem trò cười, giám đốc sở Vũ mà đến, xem chừng là không có chuyện gì tốt đâu. Quả nhiên, Vũ Phái Dũng bước vào với vẻ mặt âm u, giọng nói không tốt hỏi Thôi Hướng. Bí thư Thôi, tôi gần đây không làm chuyện gì có lỗi với ngài, sao ngài lại gây khó dễ cho tôi? Trần Phong nghĩ thầm rằng có người hậu thuẫn phía sau có khác. Tốt xấu gì Thôi Hướng cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, y chỉ là một cán bộ cấp sở lấy tư cách gì mà lại có giọng điệu chất vấn khi nói chuyện với một cán bộ cấp phó tỉnh, thật đúng là không biết cao biết thấp. Tuy nhiên nhớ tới trước kia, Vũ Phái Dũng thân là thư ký Vũ, đối với phó chủ tịch tỉnh mới đến mà đã quát và nói một cách kiêu ngạo, cũng liền cười cho qua. Thôi Hướng trong lòng không vui, Vũ Phái Dũng không những trách móc rất vô lý, hơn nữa giọng điệu làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn liền nhíu nhíu mày. Giám đốc sở Vũ nói vậy là có ý gì, tôi nghe không rõ. Tôi làm ra chuyện gì gây trở ngại đến con đường của anh. Thôi Hướng nói cũng khiêm nhường, dù sao hắn cũng là người có thân phận, không thể chấp nhặt Vũ Phái Dũng. Vũ Phái Dũng thấy Thôi Hướng nói tuy khách khí, nhưng dễ nhận thấy là có thái độ không cho điều đó là đúng, trong lòng phát hỏa, liền lạnh lùng nói. Bí thư Thôi quả nhiên là người hay quên. Sự việc người họ hàng của tôi là Vương Đức Truyện muốn chuyển công tác đi huyện cảnh làm phó chủ tịch huyện, kết quả là bị ngài tuyệt bút vung lên, ngăn cản xuống dưới. Ngài là bí thư thành ủy thành phố Yến, là nhân vật số một, cho dù tôi cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, không có biếu quà cho ngài, thôi, việc trước đây cho qua. Ngài chế giễu, cắt đứt tiền đồ của người khác không tính, giờ còn muốn hủy hại cả đời người khác, muốn đưa Vương Đức Truyện tới ủy ban kỷ luật tỉnh. Tôi nói việc này cho bí thư Thôi nhớ lại. Việc này có quá đáng quá không? Tất cả mọi người lăn lộn trên quan trường, làm gì cũng nên chừa chút đường lui chứ, có phải hay không? Đừng có một chút đường sống của người khác cũng không cho người ta lưu lại. Thôi Hướng nghe xong đầu mờ mịt, chỗ này thế nọ, chỗ này thế kia. Sự việc của Vương Đức Truyện là như thế nào mà khiến hắn đến đấu khẩu với cấp trên như vậy? Nghĩ lại mới nhớ, chuyện lần trước điều Cường Giang Hải đến huyện cảnh, theo bản năng hắn liếc mắt một cái nhìn Trần Phong. Chẳng lẽ lúc ấy Trần Phong dùng chiêu ám độ Trần Thương, ám độ Trần Thương đi con đường mà không ai nghĩ đến kế thứ 15 trong 36 kế sách của Tôn Tử. Kế ám độ Trần Thương là bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ đi qua. Kế này áp dụng giữa lúc hai bên đang đấu tranh, chiến đấu với nhau. Mỗi bên đều ra sức giấu mục tiêu thật của mình rồi đưa ra mục tiêu giả mà lừa đối phương. Đây là công việc rất phức tạp. Có một quá trình khúc chiết. Như Tôn Tử binh pháp viết, việc binh là trá ngụy, có thể mà làm ra vẻ không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng, gần giả làm như xa, xa giả làm như gần.
Lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định. Muốn dụng kế này phải là người có tầm nhìn xa hiểu rộng và một khối óc tuyệt vời. Tam thập lục kế Wikibook tiếng Việt. Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. Hàn Tín Wikipedia tiếng Việt. Chương 337, một đợt sóng mới. Cái mồm quả đen, thật đúng là miệng chạy đầy xe lửa, tuy nhiên sau khi hắn nghe được sự việc của Vương Đức Truyện, cũng không tin là do Thôi Hướng gây nên. Thôi Hướng không phải là người có tính nham hiểm chơi sau lưng người ta, tính cách của hắn cũng có những mưu toan, nhưng đối nhân xử thế luôn quang minh chính đại. Hơn nữa ngay cả Vương Đức Truyện là ai, không chừng Thôi Hướng cũng không biết, hắn làm sao có thể làm khó một phó cục trưởng của sở xây dựng chứ. Thôi Hướng nhìn thoáng qua Trần Phong, gặp dáng vẻ Trần Phong dường như cũng không biết gì, sự nghi ngờ chợt lóe lên rồi qua, cũng không có suy nghĩ sâu xa, bởi vì Vũ Phái Dũng chính là người tới gây sự rồi nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Thôi Hướng đến để ý cũng còn không muốn để ý Vũ Phái Dũng, làm sao muốn giải thích cho hắn được. Nếu không bởi vì Vũ Phái Dũng và Cao Thành Tùng có mối quan hệ với nhau, nếu đổi là bất cứ giám đốc sở nào khác dám đến văn phòng bí thư ngay trước mặt nói với giọng điệu chất vấn như vậy, hắn không trực tiếp tống cổ y ra ngoài cửa mới là lạ. Vũ Phái Dũng dù sao trước đây cũng có tiếng tăm lừng lẫy là thư ký bậc nhất tỉnh Yến, được Cao Thành Tùng yêu ái, ai biết hắn tới đây khởi binh hỏi tội, có phải là mưu kế của Cao Thành Tùng hay không? Thôi Hướng đành phải đè lửa giận ở trong lòng xuống, cười lạnh một tiếng nói. Không biết có phải là giám đốc sở Vũ coi thường tôi mà quá đề cao Vương Đức Truyện không? Đừng nói tôi trước giờ không biết Vương Đức Truyện là ai, cho dù biết hắn là họ hàng của anh, tôi cũng không tội gì hao tâm tổn trí, cố sức đem hắn giao cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi là bí thư thành ủy cả ngày không có chuyện gì làm hay sao? Hay Vương Đức Truyện có xảy ra chuyện gì, đối với tôi sẽ là một chuyện thật tốt à? Giám đốc sở Vũ, anh động não suy nghĩ một chút. Đừng để đầu óc nóng lên, liền tới đây làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận của chính mình. Lời nói của Thôi Hướng không nhẹ không nặng, còn nói rất hợp lý hợp tình. Nếu thay đổi là người khác, sau khi nghe xong cũng có thể bình tĩnh một chút, nhưng Vũ Phái Dũng ngoài trừ ở trước mặt Cao Thành Tùng bên ngoài tỏ ra cung kính, còn những người khác hắn không thèm để mắt, huống chi hắn thấy mặc dù Thôi Hướng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng mới chỉ là bí thư thành ủy thành phố Yến, còn chưa phải phó bí thư tỉnh ủy. Cho nên hắn tức giận, bất bình mà nói. Bí thư thôi, dám làm dám chịu, nếu làm mọi chuyện ra như vậy, thì sẽ thoải mái mà thừa nhận. Đừng tưởng ngài làm như vậy với Đức Truyện thì cả đời mình sẽ được yên, đó chính là thắng lợi sao, hừ, những ưu đãi của ngài tôi sẽ nhớ ở trong lòng, về sau tôi sẽ hoàn trả gấp nhiều lần. Trần Phong ở một bên cũng không thể nghe nổi nữa nói. Giám đốc sở Vũ, cơm không thể ăn nhiều, nói cũng không thể nói nhiều lời. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, những lời nói ra, đều nhất định phải chịu trách nhiệm. Tôi biết rất rõ trách nhiệm của mình, không cần thị trưởng Trần phải dạy tôi phải làm như thế nào. Vũ Phái Dũng sở dĩ hôm nay giận không thể kìm chế được, bởi vì Vương Đức Truyện là một người họ hàng không xa, hơn nữa ở trong nhà hắn cũng nói rất mạnh miệng, bảo Vương Đức Truyện làm gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, ở trong quan trường muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Kết quả hiện tại Vương Đức Truyện có thể bị phán tới 8 năm, 10 năm, hắn làm sao còn có mặt mũi về gặp người nhà. Vì thế càng nghĩ càng giận, đang trong cơn thịnh nộ, không thèm nhìn mặt ai cả. Trần Phong bị Vũ Phái Dũng trách móc mấy câu, lạnh lùng cười cười, không nói lời nào, lại nhìn về phía Thôi Hướng. Lại nói về vấn đề đối xử với Cao Thành Tùng, Thôi Hướng và Trần Phong ở ngoài mặt không ai nói ra, nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ, trên thực tế là thống nhất ý kiến. Đều không quen nhìn Cao Thành Tùng kiêu ngạo và cách dùng người của ông ta. Người như Vũ Phái Dũng có thể trở thành thư ký tín nhiệm nhất của ông ta, bởi vậy cũng có thể biết phẩm chất của ông ta cũng không tốt hơn là mấy. Thôi Hướng thấy Trần Phong giúp mình nói chuyện, liền nhìn bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó lại quay đầu nói với Vũ Phái Dũng. Giám đốc sở Vũ nếu đã nói như vậy, vậy xin cứ tự nhiên. Đường lớn rộng thênh thang, ai cũng có đường của mình. Tôi còn có việc phải làm. Nên không tiễn. Thôi Hướng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Vũ Phái Dũng tức giận đến xanh mặt, muốn nói lại, nhưng lại nghĩ tốt nhất là không nên phản kích lại, liền không cam lòng hỏi một câu. Bí thư thôi, tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu mong ngài nói thật, chuyện của Vương Đức Truyện, ngài có tham gia vào hay không? Thôi Hướng vốn định không nói gì,
nhưng thấy Vũ Phái Dũng giọng điệu cứ hoài nghi, khí thế đầy mình, kể cả Cao Thành Tùng thấy hắn, nói chuyện cũng không phải khí thế như vậy, không kiên nhẫn được nữa, liền khoát tay mà nói. Tự làm tự chịu, hắn nếu không làm việc gì, sao lại bị người khác điều tra? Ủy ban kỷ luật tỉnh nếu dám bắt hắn, nhất định trong tay đã nắm chứng cứ rõ ràng. Anh thân là giám đốc sở xây dựng, Vương Đức chuyện ở đơn vị có tiếng tăm như thế nào, trong lòng anh đều biết. Vũ Phái Dũng thở hồng hộc mà rời khỏi văn phòng của Thôi Hướng, ngồi trên xe, đi thẳng đến trụ sở công an tỉnh. Thôi Hướng nói hàm ý sâu xa không chắc chắn, vừa không phủ nhận, cũng lại không thừa nhận, nhưng Vũ Phái Dũng nghe thấy hắn nói thế giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa lại còn khiêu khích, ý là tôi có đứng sau lưng chuyện của Vương Đức chuyện hay không cũng không quan trọng, quan trọng là anh liệu sẽ làm gì tôi. Vũ Phái Dũng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa đến trụ sở công an tỉnh, liền đến thẳng phòng phó giám đốc sở Yến Ca nói chuyện. Yến Ca từng ở trong tỉnh ủy, cũng là đồng sự với Vũ Phái Dũng trong một thời gian ngắn, hai người có quan hệ chặt chẽ với nhau, đều là trợ thủ đắc lực của Cao Thành Tùng. Ban đầu Cao Thành Tùng muốn đỡ Yến Ca lên thẳng vị trí giám đốc sở, nhưng tại vì có nhiều lực cản quá lớn, không thực hiện được. Cao Thành Tùng giận dữ, công khai tuyên bố hắn muốn đề bạt một người, nhất định phải lên được vị trí đó, nếu không chắc chắn có người phải chịu xui xẻo. Cao Thành Tùng dùng hết can đảm mà đè xuống tất cả áp lực, cuối cùng sau khi thỏa hiệp, đợi Yến Ca lên làm phó giám đốc sở có vị trí quan trọng nhất trong số các phó giám đốc sở. Vũ Phái Dũng vừa thấy Yến Ca, liền nói thẳng vào vấn đề. Yến Ca, có chuyện này anh nhất định phải giúp tôi. Yến Ca chưa đến 40 tuổi, được sự chăm sóc không tồi, ngón tay vừa dài vừa nhỏ, ánh mắt cũng dài, làm cho người ta có cảm giác nhìn không ra, mặc kệ lúc nào, ánh mắt hắn đều híp, làm cho người ta không thấy rõ ánh mắt hắn. Yến Ca tươi cười lộ ra vẻ nhiệt tình. Phái Dũng sao thế, coi anh tức giận chưa kìa, ở tỉnh Yến mà anh còn có chuyện không làm được sao? Còn có người không nể mặt anh sao? Vũ Phái Dũng ngồi trên sofa. Đừng nói nữa, rất nghẹn uất. Họ hàng của tôi là Vương Đức chuyện bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt, tôi nghi ngờ là Thôi Hướng ở sau lưng phá rối. Hôm nay tôi đi tìm hắn, anh đoán xem thế nào? Hắn đem tôi ném ra khỏi văn phòng. Hắn cậy hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không xem tôi ra cái gì. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì sao chứ, ở trước mặt bí thư Cao còn không phải là ngoan như cún à. Yến Ca, anh giúp tôi tìm một số tài liệu đen của Thôi Hướng, tôi không tin hắn sạch sẽ không có một chút này nọ. Yến Ca đập bàn một cái, giận dữ. Thôi Hướng được lắm, gan cũng lớn lắn, dám trêu vào ông em, hắn không muốn lăn lộn ở tỉnh Yến nữa hay sao? Được, được lắm. Anh em mình có việc, tôi tuyệt đối không hai lời, sẽ giúp đỡ đến cùng. Y lại cười tủm tỉm mà ném cho Vũ Phái Dũng một điếu thuốc, tự mình châm một điếu, vừa hút vừa nói. Một chút việc nhỏ, không đáng tức giận, Vương Đức chuyện bị bắt, ở bên cạnh tôi cũng hiểu được một chút tình hình. Họ hàng của anh quả thật là làm việc rất quá đáng, bàn tay cũng quá dài. Tài liệu tố cáo về hắn, tôi nhìn thấy không ít. Theo tôi nghĩ, bắn chết hắn cũng không đủ. Tuy nhiên bất cứ việc gì cũng đều sẽ chú ý cả đến cả tình người. Bí thư Cao không tiện ra mặt nói giúp, tôi giúp anh nói với ủy ban kỷ luật tỉnh một tiếng, đến lúc đó bị khai trừ khỏi đảng, không được làm công chức nữa là xong. Sau đó anh đưa hắn ra khỏi tỉnh Yến, nếu làm như vậy được thì tốt. Vũ Phái Dũng cảm kích Yến Ca gật gật đầu, nghĩ thầm rằng rốt cuộc cũng là người một nhà, trong lòng hiểu rõ liền nói. Trong lòng tôi hiểu được, cảm ơn Yến Ca. Ân tình này tôi sẽ nhớ lý. Tuy nhiên việc của Thôi Hướng không thể chỉ như vậy được, không chỉ hắn, lòng tôi cảm thấy vẫn không thoải mái. Đương nhiên những kẻ ức hiếp trên đầu chúng ta không thể làm con rùa đen rụt cổ phải không? Yến Ca lập tức cầm lấy điện thoại, nói. Tiểu Kế, cậu tới đây một chút. Sau một lát, một người trẻ tuổi tướng mạo xấu xí tiến vào, hắn vào không nói một lời, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn Vũ Phái Dũng. Chỉ có điều đứng thẳng trước mặt Yến Ca, chờ y ra lệnh. Yến Ca cao giọng nói. Tiểu Kế, thời gian gần đây, cậu nên để ý quan tâm nhiều tới bí thư thành ủy Thôi Hướng, chú ý về vấn đề kinh tế và sinh hoạt cá nhân của hắn một chút, xem hắn thường xuyên gặp mặt với ai, nói cái gì, tóm lại càng kể tỉ mỉ lại càng tốt, có nhớ không? Tiểu Kế gật gật đầu, vẫn không nói gì, bước chân điềm đạm mà đi ra khỏi văn phòng. Từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt một cái nhìn Vũ Phái Dũng. Vũ Phái Dũng nhìn ra đầu mối liền hỏi. Nhân viên an ninh quốc gia.
Yến ca tự đắc mà gật gật đầu. Một trong những thuộc hạ tôi tín nhiệm nhất, trình độ theo dõi hạng nhất, chỉ cần bị hắn chăm chú nhìn lên người, chưa bao giờ có ai thoát được. Vũ Phái Dũng yên tâm, nói khách sáo vài câu, đứng dậy cáo từ. Việc đã nói xong, nếu có việc gì cần tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, khẳng định sẽ làm việc tốt như việc của mình. Yến ca cười nói. Thật là khách khí quá đấy. Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi cũng là chuyện của anh, ha ha, tuy hai mà một. Vũ Phái Dũng hưng phấn đi rồi, hắn vừa mới đi không đến 5 phút đồng hồ, Tiểu Kế lại lặng lẽ không một tiếng động quay lại văn phòng của Yến ca. Hủy bỏ hành động. Yến ca phất tay về phía Tiểu Kế. Việc này không được nói với ai, coi như chưa từng phát sinh. Tiểu Kế nặng nề mà gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tiểu Kế vừa đi, Yến ca không kìm được liền mỉm cười, tự nói. Vũ Phái Dũng, thư ký Vũ, đừng trách ta không để mặt mũi cho anh, chính anh là người không thức thời. Phái người theo dõi một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, anh nghĩ rằng tôi sẽ vì anh mà hủy hoại tiền đồ của mình sao? Anh cũng nên mở to hai mắt mà nhìn, hiện tại ở tỉnh Yến, bí thư Cao đã không phải một nhà độc tài nữa rồi. Vũ Phái Dũng từ công an tỉnh đi ra, lại lần lượt chạy một chuyến đến ủy ban kỷ luật tỉnh và tỉnh ủy. Ở ủy ban kỷ luật tỉnh không thu hoạch được gì, ở tỉnh ủy cũng không nhìn thấy Cao Thành Tùng, hắn không cam lòng, lại đợi nửa ngày mới gặp được. Cao Thành Tùng khuyên hắn không cần vì chuyện của Vương Đức Truyện mà chạy tới chạy lui, tuy không có nhiều lời, nhưng Vũ Phái Dũng nghe trong lời nói của Cao Thành Tùng không có ý kiên nhẫn, đành phải phẫn nộ rời đi. Tháng 10, Bắc Kinh đúng hạn mời dự họp Đại hội Đảng. Không ngoài dự đoán, sau khi bầu cử ra một bộ máy lãnh đạo trung ương mới, người đứng sau Cao Thành Tùng đã lui về. Cuối tháng 10, Phó Chủ tịch tỉnh Yến Thẩm Phúc Minh bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt đưa tới Bắc Kinh, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Viện Kiểm sát tối cao đề nghị tỉnh Yến chiếu theo luật pháp bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh của Thẩm Phúc Minh. Đầu tháng, Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Yến chiếu theo luật pháp bãi miễn chức vụ của Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm Phúc Minh. Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Viện Kiểm sát tối cao quyết định báo cáo lên Trung ương Đảng. Quốc vụ viện phê chuẩn khai trừ đảng viên, xử phạt khai trừ công chức, cũng liền ra thông báo của đảng về toàn bộ vụ án kinh tế mà Thẩm Phúc Minh đã phạm tội. Thẩm Phúc Minh khi đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yến, đã lợi dụng chức vụ để mưu lợi, kiếm trác vì lợi ích của mình, nhận hối lộ trái phép tổng cộng lên tới hơn 9 triệu nhân dân tệ. Tin tức vừa được thông báo ra, toàn bộ tỉnh Yến từ trên xuống dưới đều thấy kinh ngạc. Tuy rằng Thẩm Phúc Minh còn chưa bị chính thức tuyên án, nhưng thân là người trong quan trường, từ lúc chuẩn bị tuyên án đã có những thông tin khác nhau, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Viện Kiểm sát tối cao cùng nhau ra thông cáo, hơn nữa giọng điệu hết sức nghiêm khắc. Thẩm Phúc Minh chắc khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nói không chừng còn có thể bị tuyên án tử hình. Sau khi Cao Thành Tùng nghe được tin tức, đứng ngồi không yên nửa ngày, dường như trong nháy mắt đã già đi không ít. Hạ Tưởng nghe được tin tức khi cùng Lý Đinh Sơn, Cao Hải cùng với Tống Chiêu Độ đang đi dạo cùng một chỗ trong công viên rừng rậm. Từ lúc Hạ Tưởng biết Tống Chiêu Độ tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta và Cao Hải đi cùng với nhau. Đương nhiên hôm nay cũng là do Hạ Tưởng cố ý sắp xếp. Hạ Tưởng đề nghị đến công viên rừng rậm, xâm lâm cư ăn liên hoan, đầu tiên là mời Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn, sau đó lại làm bộ vô ý trong lúc đó nhắc tới Cao Hải. Lý Đinh Sơn không có ý kiến gì, Tống Chiêu Độ thì lại suy nghĩ. Cuối cùng không ngờ cũng gật đầu đồng ý. Công viên rừng rậm có hạng mục khu an dưỡng và trung tâm hội nghị đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua và cũng đã được công khai duyệt bản vẽ thiết kế, đúng là bút tích của Hạ Tưởng, hiện tại đúng là giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. Dựa theo ý tưởng của Hạ Tưởng, trước mùa hè cố gắng hoàn thành để khi tới mùa hè nóng nực nhất có thể đưa vào sử dụng. Hiếm thấy hôm nào như hôm nay, tâm tình mọi người đều không tệ lắm. Tuy rằng trong rừng lá rụng nhiều, tăng thêm không ít sự sơ sát tiêu điều, cũng may là buổi cuối tuần khí trời cuối thu cũng dễ chịu, mọi người thoải mái đi lại được một lát, Lý Đinh Sơn cười ha hả. Cổ nhiên sức khỏe tốt nên không thể liều mạng, trước đây tôi làm việc nhà nông, một ngày có thể gặt vài mẫu ruộng, thế mà thắt lưng cũng không đau. Bây giờ mới đi được vài bước chân, đã thấy chân mỏi rồi. Tống Chiêu Độ cũng cười. Mỗi ngày, dùng trí não nhiều, cơ thể không được hoạt động, như vậy cũng không tốt. Về sau phải thường xuyên rèn luyện mới được, nếu không rất dễ mắc bệnh. Không có sức khỏe tốt, thì vị trí có cao tới đâu ngồi vẫn không thoải mái. Cao Hải xúc động nói.
Năm đó chúng ta cùng học với nhau, sức khỏe của tôi là kém nhất, trưởng ban Tống và Đinh Sơn là tốt nhất vì thường xuyên chơi bóng, hiện tại tình hình lại trái ngược, sức khỏe của tôi lại là tốt nhất. Hạ Tưởng có thể hiểu điều mà Cao Hải nhắc tới đó là tâm tư của những người bạn cùng học thời niên thiếu, cũng là ám chỉ tình bạn năm đó của ba người, Tống Chiêu Độ cũng không phải không hiểu sự ám chỉ của Cao Hải liền cười nói. Đi ra xã hội, bước vào quan trường, suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều, không bao giờ trở về thời thiếu niên đơn thuần đó được nữa. Tuy nhiên lại nói tiếp, bạn bè học cùng nhau vẫn là đáng tin cậy nhất. Cao Hải im lặng gật đầu, không nói gì. Lý Đinh Sơn nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, chuyển đề tài. Tiểu Hạ, sau khi khu an dưỡng hoàn thành, có thể dành vài phòng cho chúng tôi không? Có thời gian chúng tôi sẽ tới đây nghỉ ngơi. Hạ Tưởng liền thoải mái mà nói. Việc này là việc nhỏ, nếu cháu làm được sẽ cố gắng làm. Tuy nhiên bí thư Lý ở lại đây có thể được miễn phí, trưởng ban Tống và chú Cao muốn tới, phải mất phí, cháu sẽ nói với mọi người một chút, cố gắng giảm 50%. Ha ha! Tống Chiêu Độ và Cao Hải cùng nhau cười ha hả. Sau khi cười xong, Tống Chiêu Độ hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Cao là người đỡ đầu cho tập đoàn Viễn Cảnh ở tỉnh, còn ở thành phố Yến là ai? Ở thành phố Yến thì Hạ Tưởng vẫn chưa nghĩ tới, tuy nhiên bước đầu cũng có tính toán, vừa đúng lúc Tống Chiêu Độ hỏi, hắn như vô tình liếc nhìn Cao Hải một cái. Cao Hải xắn tay áo lên, tiến về phía trước một bước. Việc mà Tiểu Hạ thích, khẳng định đó là một chuyện tốt. Ta cũng khá rảnh, liền tự mình đề cử, thay tập đoàn Viễn Cảnh làm tốt công tác tuyên truyền tới các cơ quan của thành phố Yến. Vẻ mặt Hạ Tưởng vui mừng bất ngờ nói. Chú Cao là người rất thích hợp, cháu trước kia đúng thật là không ngờ. Nếu chú Cao đã sẵn lòng chịu vất vả, cháu sẽ nói một tiếng với họ, về sau muốn hoạt động ở thành phố Yến phải dựa vào mặt mũi của chú Cao. Đương nhiên, có mối quan hệ này, nếu mà chú Cao vẫn đến khu an dưỡng, cũng sẽ được miễn phí khi vào ở. Ha ha, Tống Chiêu Độ mỉm cười. Hóa ra, chỉ có một mình tôi là người phải mất phí, Tiểu Hạ, như vậy có vẻ không công bằng, dường như mọi người đều giống nhau, loại tôi ra ngoài. Mấy người đều cùng nhau mỉm cười. Sau khi cười xong, liền đến bên cạnh công trường, nhìn công nhân hăng hái bận rộn làm việc, dường như một bản kế hoạch to được vẽ ra. Tống Chiêu Độ bỗng nhiên hăng hái đột nhiên nảy sinh ý, lấy tay chỉ vào công nhân trong sân nói với giọng điệu đầy hào khí. Có thể nói, khu an dưỡng và trung tâm hội nghị đúng là sinh ra rất đúng thời cơ, là một sự sáng tạo nhìn xa trông rộng đã phá vỡ các trật tự cũ, tiếp nhận một bản kế hoạch mới. Tống Chiêu Độ nói một câu hai nghĩa, hiển nhiên là nói sau khi khu an dưỡng khánh thành, ở tỉnh Yến có người không được hưởng thụ chỗ tốt trong đó. Hạ Tưởng liền cười. Vương Đức Truyện đã bị bắt, không chừng nói mấy câu liền khai hết ra, hiện Bắc Kinh rốt cục lại đang định tội danh của Thẩm Phục Minh, một số người ở tỉnh Yến giờ này chắc càng thêm lo lắng. Tống Chiêu Độ liếc mắt nhìn Lý Đinh Sơn và Cao Hải một cái. Thời buổi rối loạn vừa mới bắt đầu thôi, tuy rằng mùa thu không quá tốt, nhưng khi mùa thu qua đi, sẽ đón một mùa đông đầy thu hoạch. Hạ Tưởng cũng biết, có một số điều mà Tống Chiêu Độ không nói cho Lý Đinh, hiện tại có Cao Hải ở đây, ông ta lại chỉ nói một nửa. Đối với Lý Đinh Sơn, ông A hẳn là tránh động đến Sử Lão đang ở phía sau Lý Đinh Sơn. Đối với Cao Hải ông ta cũng không hoàn toàn tin tưởng. So sánh với người khác, thì chính mình và Tống Chiêu Độ hiện tại có rất nhiều bí mật. Ba người hôm nay gặp nhau, chính là muốn thư giãn thả lỏng, cho nên không nói quá nhiều đến tình hình của tỉnh Yến, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm ở Sâm Lâm Cư. Sau khi ăn xong, Cao Hải và Lý Đinh Sơn trở về nhà. Chương 338, nói chuyện với Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ hiện tại thắng lợi nắm chắc trong tầm tay, cũng không cần phải trốn tránh nữa mà bảo Hạ Tưởng theo ông ta lên nhà ngồi. Vừa mở cửa đã gặp Tống Nhất Phàm, đã lâu rồi chưa gặp. Tống Nhất Phàm vóc dáng thật không có thay đổi nhiều. Một cô gái bình thường đã qua 15, 16 tuổi, trên cơ bản sẽ không cao lên nhiều, tuy nhiên dáng người lại càng thêm nở nang, bộ ngực càng cao hơn, thắt lưng cũng thon gọn hơn. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng chuyển ánh mắt, trong lòng không kìm nổi suy nghĩ, thật là nguy hiểm. Không ngờ một cô bé chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành như một cô gái lớn thế này. Tống Nhất Phàm vừa thấy Hạ Tưởng liền hô một tiếng. Tiến lên liền ôm tay Hạ Tưởng nói. Anh Hạ mới đến à? Anh lâu lắm mới đến. Anh nói xem đã bao lâu chưa tới thăm em. Đính hôn xong,
trong mắt không có người khác nữa rồi có phải hay không? Hạ Tưởng bị bàn tay nhỏ bé của Tống Nhất Phàm bắt lấy, cảm thấy có chút thất thần. Tay cô mềm, đầy đặn, hơn nữa lại vô cùng trắng mịn, đã không thể gọi là tay nhỏ bé nữa rồi, chạm vào là có cảm xúc, cũng có thể cảm nhận được một mùi thơm của người khác phái. Có thể nói, cô hiện tại đã trưởng thành hơn so với trước khi hắn biết, bây giờ so sánh với Tào Thù Lê đã có phần tương xứng. Hiện tại các cô gái đã trưởng thành đều mạnh bạo lên rất nhiều. Đều sớm trưởng thành, no đủ nên quả thực rất nở nang. Tuy rằng nhìn qua vô cùng khả quan, nhưng như vậy sẽ có nguy cơ bị ngắt sớm. Hạ Tưởng xúc động, trưởng thành sớm không sai, trưởng thành sớm mà bị hái sớm, thế mới là sai lầm. Tống Chiêu Độ nhìn thấy Hạ Tưởng xấu hổ, cũng biết Tống Nhất Phàm đang ở bậc trung học, cô bé đang trưởng thành, lại hơi một tí là chủ động lôi kéo tay đàn ông. Quả thật mất đi vẻ thùy mị của một cô gái, liền nhân cơ hội nói. Đừng không biết lớn nhỏ nữa, mau rót trà cho khách đi. Tống Nhất Phàm mới buông tay Hạ Tưởng ra, nhìn Chiêu Độ bất mãn mà làm mặt quỷ, xoay người đi rót nước. Cô mặc một bộ áo ngủ bằng chất vải màu bạc, dán ở trên người cô, không ngờ tạo nên bộ dạng thướt tha hiếm thấy, khiến Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu. Tào Thù Lê nói không sai tí nào, nói như vậy, cô thật sự trở thành Tào Thù Lê thứ hai. Tống Chiêu Độ thấy Hạ Tưởng chú ý tránh như vậy thì nảy sinh thiện cảm, liền đi trước vào thư phòng. Sau khi ngồi xuống, Tống Nhất Phàm liền bưng nước tiến vào, trước tiên đưa một chén nước để ở trước mặt Hạ Tưởng ngọt ngào nói. Anh nếm thử chút đi, trà của ba em ngon lắm, mới được mang tới từ Bắc Kinh, còn cất khá kỹ, bị em phát hiện, liền đem pha cho anh uống. Tống Chiêu Độ không kìm nổi cười. Con bé này thật là quỷ quái. Ba có được trà ngon từ người khác dễ dàng lắm sao? Con dám trêu ta, không lên tiếng mà bán đứng ta, ta ở gần con hơn, hay anh Hạ gần hơn? Ba so sánh không thỏa đáng, con không trả lời. Nhất Phàm khí thế mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phản bác Tống Chiêu Độ. Ba hẹp hòi, có trà ngon mà còn giấu, cũng không xem, trong nhà có chỗ nào giấu được con chứ? Hừ, không đem hết trà của ba ra dùng là ba may mắn lắm rồi. Tống Chiêu Độ bị trách móc nói không nên lời, lấy tay chỉ vào Tống Nhất Phàm, chỉ lắc đầu cười cười, phất tay, bảo cô đi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến hai người nói chuyện. Tống Nhất Phàm không phục mà lại nói một câu. Anh Hạ, uống trà ngon, nếu anh cảm thấy trà uống ngon, nói với em, lát nữa em gói cho anh một ít trà mang về. Hạ Tưởng không nói gì, đành phải cười lắc lắc đầu. Tống Nhất Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tống Chiêu Độ mới nói. Con bé trưởng thành nhanh quá, nữ sinh hướng ngoại, không hề sai một chút nào. Tôi thật hối hận năm đó không thừa dịp chính sách còn cho phép, sinh thêm một đứa nữa. Ha ha, mỉm cười vài câu, ông lại chuyển đề tài hỏi. Cậu nói xem, tình hình Tỉnh Yến sẽ có phương hướng phát triển như thế nào? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm nói. Người bắt được Vương Đức Truyện đúng là một cao thủ, khiến cho Vũ Phái Dũng tức giận, Cao Thành Tùng bối rối. Cao Thành Tùng cũng không có dũng khí đến xem Vương Đức Truyện, chính hắn cũng cảm thấy bị áp lực, cũng biết ý phải giữ mình. Sau đó thời cơ đã chín muồi, tội danh của Thẩm Phục Minh đã được định rồi, hiện tại đúng là thời điểm Cao Thành Tùng đang kinh hoàng, lúng túng, cháu nghĩ, hắn đã không còn cánh tay trái nữa rồi. Hiện tại là lúc nên ra tay chạm tiếp cánh tay phải của hắn. Tống Chiêu Độ chăm chú nhìn Hạ Tưởng một lúc thật lâu sau bỗng nhiên cười đầy thâm ý. Tiểu Hạ. Ánh mắt của cậu quả nhiên rất chuẩn xác, vừa có con mắt trong kinh doanh, lại có các mối quan hệ và cũng quan hệ rộng, hơn nữa còn có thể từ tình hình rắc rối mà nhìn được một chút lạc quan, lại còn rất trẻ, khiến tôi không thể không khâm phục, quả thật là một nhân tài hiếm có. Hiện tại giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ càng ngày càng gần nhau hơn, hắn biết là về sau nhất định Tống Chiêu Độ sẽ nổi lên, có thể trở thành quan to nhất tỉnh cũng không biết chừng, có khi còn có thể vào trung tâm. Cho nên hiện tại tạo ấn tượng tốt là điều hết sức tất yếu, nhưng lại không được ra vẻ huênh hoang, liền khiêm tốn nói. Thật ra cháu có ưu điểm lớn nhất là có thể phát hiện ra cơ hội kinh doanh mà người khác bỏ qua, đúng là bởi vì có một số lần từng buôn bán mở rộng, xem như mang một ít lợi ích đến cho người khác, đồng thời tích lũy một số các mối quan hệ. Về phần có thể từ tình hình phức tạp có thể phát hiện ra được mấu chốt của vấn đề, nói thật với trưởng ban Tống, thực ra là bởi vì ngài bày mưu nghĩ kế. Cháu lại được ở gần ngài một chút, nên có điều kiện thuận lợi, cho nên người ở ngoài cuộc nhìn vào thì tỉnh táo, người ở trong cuộc thì lại u mê.
Tuy rằng biết rõ những điều Hạ Tưởng nói là nịnh hót nhưng Tống Chiêu Độ nghe xong vẫn như cũ, hết sức thoải mái, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng thật là tốt, cảm giác tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Hạ Tưởng chẳng những có lễ phép, còn vô cùng khiêm tốn, đối với Tống Nhất Phàm đều tránh những sự nghi ngờ, có thể thấy được thật đúng là một người trẻ tuổi có suy nghĩ thật chín chắn. Tống Chiêu Độ híp mắt nhìn Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng về sau chờ hắn phát triển lớn mạnh, có một trợ thủ đắc lực như Hạ Tưởng, cũng thật có thể bớt lo không ít. Tuy nhiên duy nhất có một điều khiến ông ta cảm thấy không thoải mái chính là các mối quan hệ của Hạ Tưởng rất rộng lớn. Bởi vì các mối quan hệ của Hạ Tưởng quá rộng lớn ở khắp nơi, nếu Hạ Tưởng thật sự là vì ông ta khó có khả năng kìm hãm hoàn toàn được. Tất cả mọi người thích nắm trong tay cảm giác an toàn, Tống Chiêu Độ về sau muốn trọng dụng Hạ Tưởng, ông ta muốn đem Hạ Tưởng khống chế chặt chẽ ở trong chính tay mình. Tống Chiêu Độ thậm chí mơ hồ hơi ghen tị với Tào Vĩnh Quốc thật là may mắn. Sinh dưỡng được một người con gái tốt, lại sớm kéo Hạ Tưởng về phía ông ấy. Lại nói tiếp con gái ông ta tướng mạo so với Tào Thù Lê không hề kém, cũng đều là những nhân tài, đáng tiếc chính là nếu tuổi lớn hơn một chút thì tốt quá. Nếu không con gái với Hạ Tưởng thật đúng là quá tốt. Nếu hai người tuổi tương đương một chút, ông tuyệt đối sẽ không ở giữa làm khó dễ không cho hai đứa đến với nhau, thậm chí còn tác thành. Chỉ có điều Hạ Tưởng so với con gái mình xem ra phải lớn hơn gần 10 tuổi, đúng là không có khả năng có quan hệ được. Tuy nhiên vừa nghĩ tới xuất thân và tướng mạo của Liên Nhược Hàm, cũng không thể khiến Hạ Tưởng lưu luyến tới mức có thể rời khỏi Tào Thù Lê mà cưới cô làm vợ, trong lòng Tống Chiêu Độ bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Những gì Hạ Tưởng đã làm, có khi làm người ta không ngừng tán thưởng, có khi lại khiến người ta nhìn không ra. Nếu hắn không phải kẻ muốn làm chính trị, lúc trước hắn đến với Tào Thù Lê chẳng lẽ chỉ vì sự yêu mến? Nếu hắn đã làm chính trị, trước khi cùng Tào Thù Lê đính hôn, hắn có thể rời đi, đến Ngô gia để được che chở, Tào Vĩnh Quốc có thể làm gì được hắn? Hơn nữa với thực lực trước mắt của Hạ Tưởng, cho dù không có Ngô gia trợ giúp, Tào Vĩnh Quốc cũng không đủ khả năng động vào hắn. Nhưng Hạ Tưởng lại không rời khỏi Tào Thù Lê, thà rằng khiến Liên Nhược Hạm đi nước Mỹ, cũng dứt khoát đính hôn với Tào Thù Lê. Tống Chiêu Độ liền hơi hơi có chút xúc động. Đứng trước sự phân chia về lợi ích, nhưng vẫn giữ một lòng một dạ, không vô tình vô nghĩa. Đúng là khó có được một người đàn ông luôn coi trọng tình nghĩa như Hạ Tưởng. Người làm quan cũng thật có tình người. Mặc dù Tống Chiêu Độ cũng không biết rõ mối quan hệ giữa Hạ Tưởng, Tào Thù Lê với Liên Nhược Hàm. Nhưng ông cũng có thể tự phán đoán và đánh giá. Nếu Hạ Tưởng rời khỏi Tào Thù Lê và kết hôn với Liên Nhược Hàm, Tống Chiêu Độ có lẽ sẽ không cảm thấy Hạ Tưởng có bao nhiêu tình cảm thật, có bao nhiêu tính toán thiệt hơn, chỉ có điều cảm thấy hắn thiếu một phần chân tình, về sau còn có thể trọng dụng hắn, nhưng như vậy thì sẽ không thể đưa hắn trở thành tâm phúc được. Nhưng Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đã đính hôn, hình ảnh Hạ Tưởng trong mắt Tống Chiêu Độ chân thật hơn rất nhiều, cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Ông đã nghĩ, thực ra hắn là một thanh niên trẻ sâu sắc, một lời nói đáng giá nghìn vàng, thủy chung như một. Ông đồng ý để hiện tại Hạ Tưởng đến gần mình, có quan hệ chặt chẽ hơn, trở về sau dù hắn đi được đến đâu, ông tin Hạ Tưởng cũng sẽ không phản bội mình. Chương 339, mối quan hệ giữa nam nữ và tình hình của huyện An. Cho dù vì nguyên nhân nào đó, hai người không thể không cắt đứt nhau, cả hai cũng sẽ quang minh chính đại tạm biệt nhau, sẽ không đâm một đao vào sau lưng nhau. Suy nghĩ của Tống Chiêu Độ trong khoảng thời gian ngắn mà vòng vo loạn hết cả lên. Thấy Hạ Tưởng còn đang thưởng thức trà ngon, liền vui mừng mà mỉm cười. Thế nào, hương vị trà như thế nào? Thật là ngon, cháu chưa từng uống qua loại trà nào ngon như vậy, mùi thơm đặc biệt nhập vào mũi, làm cho người ta thấy vui vẻ, thoải mái. Hạ Tưởng quả thật thật tâm khen, trà này quả thật uống rất ngon, vào miệng thấy mềm mại, dư vị để lại vô cùng, trước kia hắn chưa bao giờ được uống loại trà ngon như vậy. Đây là trà Long Tỉnh. Tống Chiêu Độ khẽ mỉm cười, vẻ mặt hài lòng nói. Cũng không phải loại ở chợ lớn thông thường gọi là Long Tỉnh, mà thật sự là đặc sản của Long Tỉnh, chỉ một nhà ấy mới có không hề có chi nhánh ở đâu, hơn nữa sản lượng rất ít, chỉ chuyên dùng để cung cấp đặc biệt. Lại vừa chỉ ngoài cửa, hiển nhiên là nói Tống Nhất Phàm. Tiểu Phàm không biết trà này rất quý báu, đây chính là tôi lấy từ tay thủ trưởng trên Bắc Kinh nên mới có thể không cất giấu kỹ được không? Nó thật tốt. Phụng trộm mang theo ra, thật sự là làm ta giận, ha ha. Nói là giận, nhưng vẻ mặt lại không có một chút gọi là giận, mà cười rất tươi. Cũng chính là Tống Nhất Phàm đem trà ngâm cho Hạ Tưởng,
nếu thật sự là thay đổi thành người khác, chắc chắn Tống Triệu Đô sẽ tức giận. Hạ Tưởng cũng từng nghe đồn, được biết trong nước có một vật báu gì đó, như là mật đào, vân vân, chỉ cung cấp cho tầng lớp cao. Dân thường, đừng nói là có phúc hưởng thụ, có muốn nhìn cũng không thấy được. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng được hưởng một lần. Hai người nói chuyện trong chốc lát, tuy nhiên đối với tình hình tỉnh Yến tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, Tống Chiêu Độ chưa nói, Hạ Tưởng cũng không có hỏi. Tống Chiêu Độ cân nhắc, Hạ Tưởng dù sao cấp bậc rất thấp, trình độ chưa đủ, không cần phải tiếp xúc quá nhiều với tầng lớp cao đấy làm gì. Hạ Tưởng chỉ cần biết rằng, hắn chỉ cần làm tốt việc hắn phải làm, phối hợp hành động với Tống Chiêu Độ. Nếu Tống Chiêu Độ không chủ động sắp xếp hắn làm việc gì, hắn sẽ theo ý nghĩ của hắn tự mình đi làm những việc trong tầm tay. Không để cho lãnh đạo thêm phiền phức, không hỏi nhiều khiến lãnh đạo đầu óc rối như tơ vò, làm quan thì bao giờ đó cũng là điểm quan trọng nhất. Tuy nhiên khi sắp kết thúc nói chuyện, Tống Chiêu Độ còn đưa ra vài yêu cầu với Hạ Tưởng. Thứ nhất là tìm và giữ Cao Kiến Viễn ở lại trong nước, không để hắn đem tài sản chuyển đến nước ngoài, cố gắng mọi khả năng làm đất nước tổn thất thấp nhất. Thứ hai là một khi đã có chứng cứ chứng minh Cao Kiến Viễn tham ô công quỹ, sẽ đưa tài liệu đó cùng với tài liệu Văn Dương nắm giữ trong tay nhất định sẽ giao cho ông. Cuối cùng Tống Chiêu Độ lại động viên khen ngợi Hạ Tưởng ở huyện An đạt được những thành tích không nhỏ, phải tiếp tục cố gắng, củng cố thành tích hiện tại, tranh thủ tạo ra những thành tích mới để được viết nhiều hơn nữa trên lý lịch. Tống Chiêu Độ so sánh hắn với mình trước kia, đúng là hơn về khí phách và ý chí, quả nhiên là thời thế tạo anh hùng. Hắn phát hiện đây là thời cơ đông sơn phất cờ, tâm tư lại rộng mở hẳn lên. 7 giờ hơn, Hạ Tưởng đứng dậy cáo từ. Tống Nhất Phàm không biết từ khi nào đã như học sinh vọt chạy xuống cười hì hì nói. Ba, con muốn đưa anh Hạ xuống lầu, ba đồng ý nhé. Tống Chiêu Độ có thể không đồng ý sao? Hơn nữa hắn cũng biết chỉ sợ hắn nói không đồng ý cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải gật đầu. Quay lại nhanh nhé, đừng chạy lung tung. Con có chạy lung tung đâu, con đưa anh Hạ đi, sau đó sẽ trở lại ngay. Tống Nhất Phàm lộ ra ánh mắt giảo hoạt, nháy mắt với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ biết, chắc là cô ấy có gì muốn nói với mình. Tống Chiêu Độ cũng biết có một số việc không nên khai thông, không nên phòng bị, đành phải cười ha hả nói. Tốt lắm, vậy con đúng chỉ nói một tiếng, không quá 9 giờ phải vào nhà. Hạ Tưởng nghe xong thấy nóng ở trên mặt. Thật sự trong lòng Tống Chiêu Độ biết rõ, nói cho cùng giống như hắn lừa gạt tiểu cô nương, nhưng lại không thể nói rõ ra, chỉ ngượng ngùng nói. Cháu xin phép đi trước, hẹn gặp lại trưởng ban Tống. Tống Chiêu Độ không nói gì, kéo tay áo rồi cười. Hạ xuống dưới lầu, Tống Nhất Phàm lại lén lút kéo tay Hạ Tưởng lại. Hạ Tưởng muốn tránh, cô ôm nhanh, bất mãn nói. Em không sợ ba em, anh sợ cái gì? Nói gì em mới là nữ sinh? Em không ngượng ngùng, sao anh là một người đàn ông, lại né tránh, xấu hổ. Được, so với Tào Thù Lê năm đó thì lợi hại hơn. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải tùy ý cô lôi kéo, tự an ủi chính mình, cô bé lôi tay đại ca, rất bình thường như anh em, chẳng qua là mình nghĩ nhiều. Khu nhà ở của Tống Triệu Đô có rất nhiều người ở tỉnh ủy ở đây. Có lẽ là đều ở trong quan trường, buổi tối cũng không có nhiều người đi dạo lắm. Cho dù ngẫu nhiên thoáng qua mà có gặp người nào đó, cũng không có chú ý tới Hạ Tưởng đang nắm tay với một cô bé. Hạ Tưởng ít nhiều thấy mất tự nhiên, không giống như Tống Nhất Phàm hoạt bát không sợ gì, Hạ Tưởng cảm thấy cứ kéo tay như vậy có cái gì không ổn. Trong chốc lát đã tới một tiểu đình yên lặng, mùa thu đêm lạnh, mọi người ở thành phố Yến không có thói quen sống về đêm. Xung quanh đã không còn một bóng người, một khoảng trống im lặng, chen lẫn trong sự yên tĩnh, vang lên cả tiếng côn trùng kêu. Tống Nhất Phàm liền lôi kéo Hạ Tưởng đến chiếc ghế ở đình, nói với hắn. Không khí thật là tốt, anh đến ngồi đối diện với em đi, em có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với anh. Hạ Tưởng thấy dáng vẻ nghiêm trang, có cảm giác không được tốt liền hỏi. Em có chuyện gì mà quan trọng thế? Hay là được lên làm cán bộ lớp, hay là được giáo sư khen ngợi? Rốt, không phải thế. Tống Nhất Phàm không chút khách khí lườm một cái trách Hạ Tưởng. Sau đó hai bàn tay đặt trên bàn, nâng cằm, mở to hai mắt ra, ở trong đêm đen như hào quang lóe sáng, nhìn thẳng vào hai mắt Hạ Tưởng nói. Có một nam sinh thích em, liên tục viết cho em hơn 10 lá thư tình. Phải nói hắn có tài văn chương rất khá, hơn nữa dáng vẻ cũng khá đẹp trai, trường em cũng có nhiều nữ sinh thích hắn. Mọi người đều khen hắn tốt,
nên em cũng thấy động lòng, anh nói xem, em có nên đồng ý làm bạn gái hắn không? Hạ Tường đột nhiên bị hỏi như vậy. Hắn cân nhắc xem phải nói gì, không biết phải trả lời Tống Nhất Phàm như thế nào. Học sinh trung học có tình cảm yêu đương cũng không ít, nhưng giai đoạn trung học mới có 16, 17 tuổi, suy nghĩ và thân thể chưa trưởng thành, nói là yêu sớm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể là tình cảm hiếu kỳ với nhau thôi. Nhưng cũng không thể coi thường tình cảm này, hormone kích thích cũng có sức mạnh rất lớn, nếu được kích động thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Đến lúc đó hối tiếc không kịp, thậm chí còn có khả năng lầm lỡ cả đời. Đương nhiên đó chỉ là những điều lý thuyết, không ai thích nghe. Tống Nhất Phàm từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, khả năng với tính cách của Tống Chiêu Độ hơi cứng nhắc một chút, lại khác với cô ấy, không thể nối liền được, mình thật là vất vả khi gặp chuyện này. Xem chừng cô ấy xem mình như anh trai, tất cả mọi ý nghĩ đều nói hết với mình, đó cũng là một chuyện tốt. Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói. Thời trung học anh cũng có thích một vài nữ sinh, lúc ấy chỉ là cảm giác đặc biệt thích cô ấy, vì cô ấy tình nguyện làm hết mọi chuyện, cho rằng cô ấy là nữ sinh xinh đẹp và giỏi giang nhất thế giới, em có biết lúc ấy anh thích nhất điểm gì của cô ấy không? Cái gì? Tống Nhất Phàm tò mò hỏi. Lúc ấy cô ấy cười lớn, liền lộ ra hai chiếc răng khểnh, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Anh liền cảm thấy nụ cười của cô ấy không ai sánh bằng. Chỉ có điều một ngày, cô ấy đột nhiên chuyển trường đi, anh có một thời gian đau lòng, nghĩ về sau sẽ không thể động lòng trước một nữ sinh nào nữa. Ai ngờ sau khi đỗ đại học anh mới phát hiện ra rằng, hóa ra trên thế giới này có muôn màu muôn vẻ, so với tưởng tượng của anh còn có nhiều người tốt hơn rất nhiều lần. Hạ Tưởng hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy lời nói cứ thế mà phát ra. Ở kiếp trước và kiếp này hắn cũng đã trải qua không ít phụ nữ, Vệ Tân thì dịu dàng, quan tâm chăm sóc, Thiếu Giai mạnh mẽ thủy mị. Tào Thù Lê thông minh lại hiền thục, còn Liên Nhược Hàm tính cách rất đặc biệt, đều khiến hắn cảm thấy thế giới này thật phong phú nên cũng đã tạo ra những người phụ nữ muôn màu muôn vẻ. Đàn ông không ngừng theo đuổi phụ nữ, thực ra cũng là muốn tự trải nghiệm những sự khác biệt đó, có khi cũng không phải hoàn toàn vì cái đẹp bên trong. Ý của anh là muốn em chờ thêm một thời gian nữa, không cần dễ dàng đồng ý với nam sinh đó. Không nên dễ dàng để nam sinh đó làm cho mê muội. Tống Nhất Phàm thấy hiểu một chút. Đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau, thế giới cũng ngày càng đi lên, xã hội ngày càng phát triển, đúng là vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt trong xã hội. Hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân sinh lý, con gái nếu không tự chủ, cuối cùng cũng là khiến chính mình bị tổn thương. Con trai có thể thoải mái mà phất tay, xoay người rời đi, con gái thì không thể, nhiều nỗi đau mà chính mình không thể chịu đựng được. Hạ Tưởng không thể nói rõ ràng, đành phải nói hơi khó hiểu một chút. Em biết, em đương nhiên biết, là con gái phải có tự trọng tự chủ, nếu không sẽ có kết cục rất thảm. Tống Nhất Phàm nghĩ tới cái gì đó thì mặt đỏ lên, thè lưỡi, dáng vẻ cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Hạ Tưởng lại nói lời chân thành, tình ý sâu xa. Làm đại ca của em, anh chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với em, trước khi vào đại học thì tuyệt đối không nên yêu, biết không? Chẳng những ảnh hưởng đến học tập, cũng ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần. Khi đang trong lứa tuổi dậy thì, hiện tại tuổi tác, suy nghĩ về căn bản cũng chưa trưởng thành, không phải cứ nói về chuyện yêu đương đối với người khác phải mới thật là tốt. Được rồi, em sẽ nghe lời anh một lần, không để ý tới hắn, tuy nhiên. Tống Nhất Phàm hai mắt mở to không ngừng nháy mắt, hết sức không cam tâm nói. Hắn quả thật rất đẹp trai, thiếu chút nữa thì có thể vượt qua anh. Hạ Tưởng sờ sờ mặt, không quá tự tin, mình thực sự đẹp trai sao? Chẳng những có thể khiến Tào Thù Lê thích, bây giờ sức hấp dẫn vẫn chưa giảm, còn có thể hấp dẫn cả nữ sinh trung học. Thật không biết có phải là hấp dẫn thật không? Tuy nhiên tiếp theo Tống Nhất Phàm lại nói một câu khiến Hạ Tưởng thiếu chút nữa xấu hổ vô cùng. Anh Hạ, em mỗi lần định yêu sớm, anh đều tận tình khuyên bảo em thế nào lại có cảm giác dường như trong lời nói của anh lại ẩn chứa một âm mưu gì đó, giống như anh luôn muốn em phải lớn lên một cách toàn vẹn. Anh sẽ như một nhà vườn ở một bên, chờ một ngày quả sẽ chín. Trăng đã lên cao, lại đang là buổi tối, gió lạnh thổi qua, tuy rằng không phải vô cùng rét, nhưng cũng khiến khắp người thấy lạnh. Hạ Tưởng lại cảm thấy toàn thân khô nóng, chủ yếu là trên mặt thấy phát sốt lên. Đương nhiên hắn không thừa nhận là mình chột dạ, là mà bị Tống Nhất Phàm lớn mật hù dọa. Con gái thời hiện đại đúng là có rất nhiều điểm lợi hại, chuyện gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói.
Hạ Tưởng đường đường là một người đàn ông, cũng bị một câu nói của cô cảm thấy nghẹn trong cổ không nói lên lời, đành phải liên tục ho khan vài tiếng. Khụ khụ, Nhất Phàm, đừng nghĩ những lời anh nói như thế, em bao nhiêu tuổi rồi mà lại nghĩ ngợi lung tung như thế. Hắn không ngừng dạy dỗ cô vài câu, sau đó lấy lý do thời tiết rất lạnh bảo cô về nhà. Nghe lời anh, mau trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận không bị cảm. Tống Nhất Phàm hi hi ha ha mà mỉm cười, vươn hai tay ra trước ngực như đánh đàn, nhìn Hạ Tưởng vẫy tay tạm biệt. Hẹn gặp lại nhé, anh Hạ, chúc anh ngủ ngon và có một giấc mộng đẹp. Còn cô xoay người nhanh mà chạy đến hành lang, gần từng tiếng mà nói. Đừng có vội, em sẽ nhanh lớn lên. Hạ Tưởng thấy như chết lặng tại chỗ, lần đầu tiên bị một cô bé đánh bại hoàn toàn. Tin tức Thẩm Phục Minh bị định tội danh cũng không gây ra động tĩnh gì ở huyện, dù sao Thẩm Phục Minh cũng là phó chủ tịch tỉnh có khoảng cách rất lớn so với huyện An. Các cán bộ lớn nhỏ ở huyện An vẫn thấy buồn bực đó là, Lệ Triều Sinh không phải đã công khai toàn bộ sao, như thế nào còn chưa định tội, cũng không chính thức phê duyệt, lại càng không động đến Từ Đức Tuyền, mà vẫn bình yên vô sự. Chẳng lẽ cuối cùng chỉ dừng lại ở Lệ Triều Sinh là thôi à? Mất bao nhiêu công sức mới bắt được Du Lệ, lại đào lên không ít tiền mặt, còn lục soát được nhiều bản ghi nợ. Phải nói ở huyện An, ngoại trừ Hạ Tưởng, những người khác ít nhiều đều khó hiểu vì thấy vụ án Lệ Triều Sinh đã lâu vẫn không đưa ra phán quyết. Hạ Tưởng biết rõ rằng, hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất định ra tội danh của Lệ Triều Sinh. Mặc kệ giữa Tống Chiêu Độ và Tần Thác Phu có liên hệ với nhau hay không, nhưng hiển nhiên Tần Thác Phu cũng không phải là người không có đầu óc, hắn tạm thời áp chế dư luận, hoặc là có thể thấy rõ tình hình trước mắt, hoặc là có thể bày đặt trước bày mưu tính kế trước. Tề Á Nam đã chính thức ký thỏa thuận với huyện ủy nhận thầu nhà khách huyện ủy, hiện tại đang cải tạo bên trong, nên trong ngoài đều sáng sủa hẳn lên, hơn nữa còn đổi mới các loại phương tiện, nhân viên làm việc cũng được đào tạo lại một lần nữa. Tuy rằng trước mắt còn chưa thể chỉnh sửa và cải cách toàn diện, nhưng Hạ Tưởng có thể cảm nhận rõ ràng những chuyển biến từng ngày, hắn cũng tin tưởng, về sau sẽ chỉnh sửa và cải cách nhà khách huyện ủy, khẳng định sẽ không làm cho người ta thất vọng. Cùng lúc đó, Sở Tử Cao cũng đang khẩn trương thi công bên trong công viên Tử Cao. Bởi vì mùa đông sắp đến, phải chờ các hạng mục xanh hóa sang mùa xuân năm sau mới có thể làm việc lại, nhưng sân đã san phẳng. Đất đã được đắp đống cùng với nhân công đang tiến hành đào hồ nước, trên cơ bản công viên khái quát đã được hình thành, ở trên đó có thể thấy được hình dạng sau khi hoàn thành. Mỗi ngày đến thi công đi thăm công trường, dân chúng đứng nối liền không dứt, tất cả mọi người đang chứng kiến công viên lịch sử đầu tiên của huyện An. Việc xây dựng công viên đều do ông chủ Sở Tử Cao, nên dân chúng vô cùng cảm kích, khen ngợi hắn là người tốt, vì dân chúng mà đã làm được chuyện tốt này. Đương nhiên công viên là do Phó Chủ tịch Hạ kéo nhà đầu tư tới, mọi bước đi mọi người đều biết. Trong dân chúng còn truyền rằng nghe đồn Phó Chủ tịch Hạ đã thỉnh giáo cụ ông cụ bà nên xây dựng công viên ở nơi nào. Nói là Phó Chủ tịch Hạ tuổi trẻ tài năng, nói chuyện hòa nhã, không kiêu ngạo, thái độ đặc biệt tốt, vân vân. Dù sao lời đồn đại cũng không ít, đều nói như thể đã được tận mắt thấy, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Hạ Tưởng và Sở Tử Cao đứng ở công trường đang thi công, nghe được mọi người chung quanh đều bàn tán, trong lòng cũng dâng lên một sự tự hào. Người làm quan, đều khát vọng dân chúng đồng thuận và tán dương. Thành tích cũng muốn, danh tiếng cũng muốn, lời hay mỗi người đều thích nghe. Cao Thành Tùng kiêu ngạo như thế mà vẫn còn không thích người khác nói xấu hắn. Hạ Tưởng liền cười với Sở Tử Cao nói. Công viên xa ở thành phố, cách thị trấn trung tâm hơi xa, anh xem xét tốt lắm, còn có khách sạn ở bên trong công viên. Hạ Tưởng suy xét đến tình hình thực tế, muốn phê chuẩn cấp một mặt bằng đất ở trong thị trấn cho Sở Tử Cao xây dựng lên khách sạn, Sở Tử Cao không đồng ý, muốn giữ khách sạn ở trong công viên. Giọng điệu hắn vô cùng kiên quyết mà đáp. Cho dù phải bồi thường tiền, tôi cũng muốn để ở giữa công viên. Còn muốn cung cấp cho dân chúng sớm một chút, giá tiêu thụ thấp, thà rằng không kiếm tiền, cũng muốn kiếm chút danh tiếng. Tiền bạc cũng không bằng danh tiếng đối với dân chúng. Giờ xem như tôi đã hiểu, tiền dù có nhiều cũng phải sử dụng ở nơi có ích mới có ý nghĩa. Xem ra, Sở Tử Cao đã bị sự khen ngợi của dân chúng kích thích, đã bị cảm động. Khách sạn lớn bình thường không bán sớm một chút, chính là vì nguyên nhân sức người cũng có hạn chế, sớm một chút chẳng những không kiếm được tiền. Còn phải chuẩn bị thêm tiền. Sở Tử Cao quyết định cung cấp sớm một chút, chính là đã xác định tâm lý tự bồi tiền. Một nhà kinh doanh, có một trái tim vì lợi ích chung,
cũng coi như là khó có được. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai của hắn. Lão Sở, biết anh nhiều năm như vậy, hôm nay xem như tôi đã biết rõ anh thêm một chút nữa, anh đúng là một bằng hữu chân chính. Sở Tử Cao được Hạ Tưởng lần đầu tiên nghiêm túc tán thành, trong lòng vô cùng xúc động, nặng nề mà gật gật đầu. Doanh nhân thì cũng là người kinh doanh, xét đến cùng vẫn là con người, đều là người, đều phải làm điều gì có ích một chút cho những người khác, nếu không thì đã sống uổng phí một đời. Sở Tử Cao có thể tỉnh ngộ như vậy, Hạ Tưởng liền cảm thấy rằng mấy năm nay vẫn giúp Sở Tử Cao phát triển, xem như là giúp đúng người. Trước mắt, về cơ bản có thể nói chuyện về mục tiêu phía trước để huyện An có bước tiến mạnh mẽ, bí thư Lý coi nông nghiệp là chiến lược, chủ tịch huyện Khâu coi ngành mỏ là cơ sở để phát triển huyện, Thịnh Đại là làng du lịch và Hạ Tưởng là khu du lịch Tam Thạch, công viên Tử Cao, vân vân, một cảnh tượng phồn thịnh, mang đến cho huyện An một sự thay đổi long trời lở đất. Mặt trời vừa lên, Hạ Tưởng liền nhận được thông báo của Phương Cách mời dự họp hội nghị thường vụ. Từ khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ tới nay, đã qua vài lần hội nghị, đối với các ủy viên thường vụ xem như cũng đã quen thuộc, ngoại trừ Phòng Ngọc Huy ra. Phòng Ngọc Huy là bí thư đảng ủy xã Đán Bảo, là ủy viên thường vụ. Hắn là người của Đàm Long, ở hội nghị thường vụ, bình thường cũng không tỏ thái độ gì, tuy nhiên tính tình cũng rất nóng nảy, một khi đã tỏ thái độ, thì quyết không nhượng bộ, động một tí là, bảo lưu ý kiến cá nhân. Cũng may hiện tại Lý Đinh Sơn và Khâu Tự Phong đều mỗi người một chuyện, cũng không cùng hắn so đo. Hôm nay hội nghị thường vụ chủ yếu thảo luận về việc Lý Đinh Sơn nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thành ủy, yêu cầu huyện An đề xuất một danh sách các cán bộ sẽ được cử đi công tác giao lưu ở nơi khác, tốt nhất là cán bộ tuổi tác trẻ trung, khỏe mạnh, cùng với huyện Thương Sơn ở phía đông tỉnh Yến tiến hành luân phiên điều động cán bộ. Ủy viên thường vụ trẻ trung nhất huyện An chính là Hạ Tưởng. Nhưng nếu nói đến trẻ trung khỏe mạnh, có thể nêu ra vài người nữa. Tuy nhiên trước tiên Khâu Tự Phong không có khả năng phải đi. Hắn là chủ tịch huyện, không thể đi công tác ở nơi khác. Tiếp theo là Mai Hiểu Lâm, nhưng cô cũng đang làm công việc chính là phó bí thư, cũng không phải không phù hợp yêu cầu. Phù hợp nhất với điều kiện này thực ra chính là Hạ Tưởng, tuy nhiên Lý Đinh Sơn chắc chắn sẽ không cho Hạ Tưởng đi. Hắn biết tầm quan trọng của Hạ Tưởng đối với hắn và huyện An vô cùng lớn, còn lại những người khác đều ở độ tuổi trung tuổi. Chánh văn phòng huyện ủy Thái Nghị và bí thư đảng ủy xã Đán Bảo Phòng Ngọc Huy đang ở độ tuổi khỏe mạnh, coi như là nhân vật trẻ trung khỏe mạnh. Trong phòng họp, theo thứ tự danh sách các ủy viên thường vụ lần lượt ngồi. Lý Đinh Sơn vừa nói hôm nay sẽ thảo luận vấn đề này, liếc mắt một cái nhìn các ủy viên thường vụ đang ngồi, nói. Cử cán bộ đi công tác ở nơi khác là chuyện tốt, mọi người có thể tự đề cử mình. Cũng có thể chính mình đề cử ra người thích hợp nhất, chủ tịch huyện Khâu, anh nói trước đi. Khâu Tự Phong trong lòng cũng biết, huyện ủy đề cử chọn người chỉ là cung cấp cho thành ủy xem xét, cụ thể quyền quyết định còn do thành ủy, nhưng huyện ủy đề cử cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của thành ủy. Nếu không phải bởi vì gần đây Hạ Tưởng đã hợp tác cùng hắn, hắn muốn người đầu tiên được chọn chính là Hạ Tưởng. Thời cơ giờ đã khác, cho nên suy xét trên nhiều góc độ cũng có sự bất đồng, hắn hơi trầm tư, liếc mắt một cái cười nhìn Mai Hiểu Lâm. Tôi cảm thấy phó bí thư Mai khá là thích hợp, cô ấy đi huyện Thương Sơn chẳng nhưng có thể mang tới sinh khí mới cho huyện Thương Sơn, mà đối với cô ấy cũng có lợi rất lớn. Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm lóe lên. Khâu Tự Phong muốn đưa Mai Hiểu Lâm đi xa, một cước đá đến huyện Thương Sơn xa xôi. Ngẫm lại cũng đúng, hàng ngày đều có vị hôn thê ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, tính tình y cho dù rất tốt, cũng khó lòng tránh khỏi phiền muộn. Đương nhiên trong lòng hắn biết rõ, nếu không phải vì hiện tại hắn đã đủ vốn, lại hợp tác cùng Khâu Tự Phong khiến y vui sướng, chỉ sợ người đầu tiên Khâu Tự Phong muốn đuổi đi chính là mình. Hạ Tưởng tưởng rằng Mai Hiểu Lâm sẽ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, không ngờ cô chỉ thản nhiên cười cười nhưng không lên tiếng. Chánh văn phòng huyện ủy Thái Nghị giơ tay lên tiếng. Thật ra tôi cảm thấy phó chủ tịch Hạ ở huyện An là ủy viên thường vụ trẻ tuổi nhất, lại đang là phó chủ tịch huyện, đến công tác ở huyện Thương Sơn, khẳng định là khiến huyện An chúng ta thêm vinh dự. Tôi cũng tán thành ý kiến của chánh văn phòng Thái, phó chủ tịch Hạ là lựa chọn thích hợp nhất. Bí thư đảng ủy xã Tam Thạch Đoạn Đại Khả cũng tán thành ý kiến của Thái Nghị. Hạ Tưởng hơi sừng sốt, xem ra nội bộ huyện An không phải như trong tưởng tượng đều là hòa thuận, thống nhất. Những tiếng nói bất đồng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa lại còn rất trật tự mạnh mẽ, ai là người đứng sau xúi dục.
Hắn trong lúc vô ý liếc mắt một cái nhìn phòng Ngọc Huy, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, trên mặt lộ vẻ cười nhạt, dường như tất cả đều không có liên quan đến nhau. Phòng Ngọc Huy năm nay 40 tuổi, bề ngoài bình thường, vóc dáng không cao không thấp, tướng mạo đã lên lão, làm cho người ta có cảm giác hắn rất lão luyện thành thục. Hạ Tưởng cảm thấy Phòng Ngọc Huy là người cơ mưu, khó đối phó. Không sai, hắn chính là người của Đàm Long, so với Đàm Long cũng khôn ngoan hơn. Hạ Tưởng thậm chí không phải không có ác ý mà đoán rằng, xã Đán Bảo đúng là một vùng đất chủ phù, cựu bí thư đảng ủy Lệ Triều Sinh chính là một nhân vật vô cùng lợi hại. Bí thư đảng ủy đương nhiệm Phòng Ngọc Huy cũng là một người làm cho người ta không rõ là người thế nào. Trưởng ban chỉ huy quân sự Khổng Kiếm rất ít khi lên tiếng, cũng không nhanh không chậm nói. Tuyển người đi nơi khác nhận công tác mới, tôi cảm thấy thấy Phó Chủ tịch Hạ là thích hợp nhất, vừa có năng lực lại tuổi trẻ, luôn tràn đầy lòng nhiệt tình, tôi ủng hộ Phó Chủ tịch Hạ đi công tác ở nơi khác. Mấy người này rất nhiệt tình ủng hộ, dường như là chuyện cử người đi nhận công tác ở nơi khác là một chuyện rất tốt. Không khí trầm lắng từ nãy đến bây giờ cũng không có ai lên tiếng. Ngược lại, lại là Bộ trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Vinh Chi lên tiếng. Phó Chủ tịch huyện Hạ chính là công thần ở huyện An, đã kêu gọi được không ít nhà đầu tư, đưa kinh tế đi lên. Tôi thấy không ít người muốn nhanh chóng đưa công thần đi nơi khác, muốn tặng cho người khác, cũng không hiểu tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Thật sự suy nghĩ cho huyện Thương Sơn hay là chê cười họ. Huyện Thương Sơn cách chúng ta mấy trăm cây em. Cũng không có quan hệ với chúng ta sâu sắc. Vì sao lại muốn giúp đỡ như vậy? Chỉ sợ đây là ý nghĩ phục vụ mục đích của cá nhân. Vinh Chi không khách khí nói xuống phía dưới, khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở. Trưởng ban tuyên giáo Lạc Văn Tài vốn đang định lên tiếng, nhưng cuối cùng mở miệng nửa ngày cũng không dám nói ra chữ nào, lại nuốt những điều để ở ngoài miệng định nói trở vào. Phòng Ngọc Huy cười ha hả, vung tay lên như một người chỉ huy nói. Trưởng ban Vinh nói vậy hơi quá lời rồi, mọi người tham gia bàn luận, sao lại nói là có suy nghĩ riêng? Như vậy là suy đoán quá chủ quan. Cổ thật Phó Chủ tịch huyện Hạ là Phó Chủ tịch sáng giá nhất huyện An chúng ta, cũng là Phó Chủ tịch trẻ tuổi nhất, có tương lai đầy hứa hẹn, làm huyện An chúng ta thấy tự hào. Nếu cấp trên muốn lấy cán bộ đi nơi khác công tác, lại muốn huyện An chúng ta tiến cử một người, đương nhiên là phải đề cử Phó Chủ tịch huyện Hạ, chẳng lẽ lại tiến cử tôi? Trong khi tôi cũng đã có tuổi, lại không có thành tích gì nổi bật. Trái lại, tôi lại cảm thấy, thật ra phó chủ nhiệm phòng mới đúng người là thích hợp. Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên liếc mắt một cái nhìn phòng Ngọc Huy, khẳng định một câu. Phó chủ nhiệm phòng là người lão luyện, nhiều kinh nghiệm, tuổi cũng không cao lắm, còn đang khỏe mạnh. Phó chủ tịch huyện Hạ thực ra lại hơi trẻ tuổi, đi nơi khác công tác dễ bị người ta coi thường, ngược lại nếu là phó chủ nhiệm phòng thì sẽ làm cho người ta thấy điềm đạm. Chín chắn, sau khi tới huyện Thương Sơn sẽ càng được coi trọng hơn. Phòng Ngọc Huy vốn chỉ có ý tự giễu một chút, không ngờ Mai Hiểu Lâm lại thừa cơ tấn công, nâng cao tầm quan trọng của hắn lên, khiến hắn hơi giật mình, mới sửng sốt nói. Tôi không thích hợp, rất không thích hợp, tuổi đã lớn rồi, lại ít kinh nghiệm, không được, quả thật không được. Nghe Chính Phương hôm nay vốn không định phát biểu ý kiến, hiện tại hắn cũng không giúp ai, không muốn đắc tội với ai. Không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Bởi vì sau vụ việc của Lệ Triều Sinh, cuối cùng hắn cũng không bị xử phạt, nhưng vẫn cảm thấy chút nguy hiểm, chỉ sợ lại có một vết đen dính vào, về sau muốn tiến thêm một bước cũng khó. Buổi thảo luận hôm nay là về vấn đề cử cán bộ đi công tác ở nơi khác, nếu bí thư Lý mà đưa ra lý do là cần phải trẻ trung, khỏe mạnh, hắn cũng không có ý kiến gì. Tuổi hắn năm nay cũng đã lớn, tuy rằng vẫn chưa đến hàng lão. Nhưng tuổi này mà giờ mới là phó cục trưởng, có thể thấy được tiền đồ ảm đạm, nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng khi Thái Nghị bắt đầu nói, nghe đi nghe lại cảm thấy có cái không đúng. Mãi cho đến khi Phòng Ngọc Huy lên tiếng, hóa ra là có một số người thông đồng với nhau, cố ý muốn thừa cơ đưa Hạ Tưởng đi. Sau đó có thể danh chính ngôn thuận mà hái quả đào. Thực ra là ai đứng ở phía sau xúi dục những chuyện này? Nghe Chính Phương vốn đang buồn ngủ tự dưng tỉnh giấc. Đấu tranh, đây đúng là đấu tranh chính trị, hắn bỗng nhiên phấn khích đứng lên. Cứ tưởng rằng bí thư Lý và chủ tịch huyện Khâu luôn liên kết với nhau tạo thành một mảng hài hòa, không nghĩ ra rằng, hội nghị thường vụ hôm nay rõ ràng là chia thành hai phái. Tận dụng thời cơ, hôm nay lại có cơ hội tốt, Nghe Chính Phương gặp đúng cơ hội rồi, liền ho khan một tiếng, hắn nhìn rồi phát biểu. Quan điểm chọn người trẻ trung khỏe mạnh thật là rất mơ hồ.
tôi cảm thấy không phải cứ càng trẻ tuổi thì càng tốt. Phó Chủ tịch huyện Hạ còn rất trẻ, cậu ấy ở huyện An còn có thể làm rất nhiều việc. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy có thể đến và làm cho huyện Thương Sơn cũng có thể phát triển như thế. Tại vì sao? Bởi vì ở huyện An chúng ta có Chủ tịch huyện là một người trẻ tuổi. Phó Bí Thư cũng là một người trẻ tuổi, nay lại có một Phó Chủ tịch cũng là một người trẻ. Vừa không lóa mắt, lại không quá cao, cho nên Phó Chủ tịch huyện Hạ mới có thể triển khai tốt tất cả các công việc. Nhưng nếu tới một nơi mà ở đó bộ máy lãnh đạo tuổi đều đã cao, Phó Chủ tịch huyện Hạ sẽ bị xem nhẹ và không có ưu thế, ngược lại sẽ gây ra những ảnh hưởng, khiến mọi người sẽ có thành kiến khi nhìn cậu ấy. Cho nên tôi đề nghị, huyện An chúng ta mà cử cán bộ đi nhận công tác ở nơi khác nhất định phải cử một người lão luyện, nhiều kinh nghiệm. Nên bí thư phòng là thích hợp nhất. Nghe Chính Phương thao thao bất tuyệt nói xong, cuối cùng chỉ vào phòng Ngọc Huy nói một câu, cũng khiến phòng Ngọc Huy giật mình không tự chủ được, hắn liền nhìn Nghe Chính Phương vài lần. Thấy y tươi cười, hòa đồng, dễ gần, không thấy khác ngày thường, trong lòng lại nghĩ chắc hôm nay Nghe Chính Phương uống nhầm thuốc, tự dưng nhàn rỗi không có việc gì làm nên nhằm vào hắn mà công kích. Chương 340, gió lớn bắt đầu nổi lên. Được rồi, qua những điều chủ nhiệm Nghe vừa nói, tôi cũng hiểu là bí thư phòng khá là thích hợp. Thịnh Đại, bỗng nhiên lên tiếng, cười ha hả nói. Thực ra tôi lại cho rằng Phó Bí Thư Mai là người thích hợp nhất, cô còn trẻ, hơn nữa lại đến từ Bắc Kinh, dám chắc là có mắt nhìn rất tinh tường, chắc chắn là sẽ giúp đỡ được tiểu thương ở huyện phát triển lâu dài. Hơn nữa huyện Thương Sơn lại ở gần Bắc Kinh, Phó Bí Thư Mai sau này có khả năng tận dụng các ưu thế tài nguyên của Bắc Kinh. Trưởng ban tuyên giáo Lạc Văn Tài vừa rồi không chịu nói gì, giờ mới có được cơ hội, vội vàng nói ra ý nghĩ trong lòng. Bí thư đảng ủy công an Bình Cát cứ cúi đầu viết cái gì đó, hắn buông bút, đẩy kính mắt, gật gật đầu. Tôi cũng tán thành việc cử Phó Bí Thư Mai đi huyện Thương Sơn, theo các mặt mà tôi đã tổng hợp và so sánh, thì cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn liếc nhau, không biết làm sao đành phải cười. Mọi người hôm nay đến ở hội nghị thường vụ thảo luận thật gay gắt. Thấy phòng Ngọc Huy dẫn đầu mấy người muốn đem chính mình đá văng ra, không ngoại trừ khả năng là có Đàm Long ở sau lưng bày mưu tính kế, cũng không loại trừ có một thế lực khác đang có ý đồ muốn nhúng tay vào huyện An. Xem ra tới đây kinh tế huyện An rất có triển vọng, nên đã có người nghĩ sẽ tới đây hưởng những thành quả thắng lợi. Nếu muốn hái quả, thì vấn đề mấu chốt là phải dùng một đòn đá nhân vật chính đi thật xa. Lúc này việc cử cán bộ đi công tác là cơ hội tốt nhất. Hạ Tưởng trong lòng cười lạnh, có ý nghĩ muốn hái quả cũng là việc bình thường. Mỗi người đều có lòng tham, nhưng dùng thủ đoạn này thì thật là ác quá. Mặc kệ là ai, thì cũng rất khó coi. Đương nhiên là Khâu Tự Phong cũng muốn đuổi Mai Hiểu Lâm đi cũng là dễ hiểu. Xem chừng hắn cũng thấy Mai Hiểu Lâm lúc ẩn lúc hiện, thấy không thoải mái, bây giờ có một cơ hội có thể đưa cô đi nơi khác. Có lẽ nào sẽ buông tha. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không muốn cho Mai Hiểu Lâm đi, cô làm phó bí thư vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tính cách của cô ấy thích hợp để làm bằng hữu và đồng minh, như vậy cũng không tệ chút nào. Mà việc Lạc Văn Tài và Bình Cát cùng đề nghị Mai Hiểu Lâm cũng không nhất định là do Khâu Tự Phong ở bên ngoài kẻ sướng người họa, cũng có thể bọn họ đều không thích Mai Hiểu Lâm. Tốt nhất là cử phòng Ngọc Huy đi, nhưng Hạ cũng biết khả năng này không lớn, bởi vì phòng Ngọc Huy là bí thư đảng ủy xã Đán Bảo. Tuy rằng cũng là ủy viên thường vụ, nhưng thực chất chưa phải là phó cục trưởng, cho nên không có khả năng giao lưu luân chuyển cán bộ. Lúc này việc cử người đi đã đề cử được 3 người, Mai Hiểu Lâm, Phòng Ngọc Huy và mình, so với những người khác, mình đúng là lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng là huyện cũng không thể chỉ gửi một người trong danh sách lên trên. Ít nhất phải báo 2 người để ban tổ chức cán bộ thành ủy còn xét duyệt một chút, cuối cùng mới chọn được một người. Nhưng đến phút cuối cùng sẽ chọn ai? Thì cũng còn dùng một số thủ đoạn. 13 ủy viên thường vụ, ngoại trừ Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn không tỏ rõ thái độ ra bên ngoài, còn những người khác đều đã phát biểu ý kiến của mình. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, xem hai người sẽ nói cái gì. Lý Đinh Sơn nhìn Hạ Tưởng cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, cậu hãy nói một số suy nghĩ của mình đi. Hạ Tưởng không muốn rời khỏi huyện An bây giờ, cũng không thể rời khỏi ngay được. Hắn còn có rất nhiều việc chưa làm xong. Giao cho người khác, hắn không yên tâm. Hắn thấy Lý Đinh Sơn gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn phòng Ngọc Huy một cái rồi mới nói. Đi đến nơi khác để nhận công tác mới thực ra là một chuyện tốt, nhưng nói thật, tuổi tôi còn khá trẻ,
không đủ chín chắn. Còn nữa, trước mắt huyện An vẫn còn có một số dự án đang trong giai đoạn bắt đầu kết nối với các nhà đầu tư. Phải thúc giục đẩy mạnh nguồn vốn cùng với một số vấn đề cũng cần tôi phải giải quyết. Tạm thời tôi không thể đi được, không thể rời khỏi huyện An. Ý Hạ tưởng là phần đông các nhà đầu tư đang đầu tư các dự án, mà không có hắn thì không được. Tuy rằng khi nói giọng điệu rất bình thản, nhưng ở bên trong có ý ngạo nghễ, làm cho người ta trong lòng cảm thấy căng thẳng. Đều không hẹn mà cũng nghĩ tới ý, muốn chủ tịch huyện Khâu còn phải chấp nhận thỏa hiệp với Hạ Tưởng. Lại tiếp tục liên tưởng tới sức ảnh hưởng không ai sánh bằng của Hạ Tưởng trong việc mời các tập đoàn đến huyện An đầu tư, như tập đoàn Đạt Tài, tập đoàn Tề Thị cùng với công ty Sơn Thủy. Nếu cam đoan cung cấp tài chính liên tục, muốn trước mắt duy trì được sự phát triển của huyện An, Hạ Tưởng phải tiếp tục ở huyện An. Nếu không Hạ Tưởng vừa đi, nói không chừng là nguồn tài chính cũng bị đem đi. Huyện An chắc chắn sẽ bị tổn thất, thì các ủy viên thường vụ cũng sẽ bị tổn hại. Phòng Ngọc Huy liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thần sắc hiện lên một sự bất đắc dĩ và lo lắng. Hắn và Thái Nghị liếc nhau với ánh mắt phức tạp, không có cách nào đành phải cúi đầu. Quả thật là Phòng Ngọc Huy có Đàm Long đứng ở đằng sau ra chỉ thị ngầm, muốn một bước đưa Hạ Tưởng ra khỏi huyện An. Hơn nữa Đàm Long đồng ý là nếu Hạ Tưởng đi sẽ cho hắn tiếp nhận vị trí của Hạ Tưởng. Những thứ Hạ Tưởng nắm trong tay quả thực ai cũng thèm. Nếu thật sự hái được đào của hắn, cũng tương đương với việc một cái bánh tươi ngon từ trên trời rơi xuống trước mặt mình, chính là một chiến tích khiến ai cũng phải thèm khát, Phòng Ngọc Huy không động lòng mới là lạ. Cho nên hắn liền liên kết với Thái Nghị, Khổng Kiếm và Đoạn Đại Khả, quyết định ở hội nghị thường vụ sẽ chủ động đề nghị Hạ Tưởng vào danh sách. Đàm thị trưởng nói, chỉ cần huyện ủy đem danh sách có tên Hạ Tưởng báo lên thành ủy, còn lại y sẽ lo hết mọi việc. Khổng Kiếm và Đoạn Đại Khả đều là người của Từ Đức Tuyền. Bởi vì Hạ Tưởng nên hiện tại Từ Đức Tuyền và Đàm Long đi lại với nhau khá gần gũi. Hơn nữa Từ Đức Tuyền cũng biết Đàm Long sắp được vào thường vụ, cũng muốn kết giao với hắn, có thể cùng nhau phối hợp chặt chẽ ở hội nghị thường vụ. Phòng Ngọc Huy tưởng rằng hắn và Hạ Tưởng đồng thời tiến vào hội nghị thường vụ, chưa chắc Hạ Tưởng đã có nhiều người ủng hộ bằng y trong giữa hội nghị thường vụ. Mặc dù y cũng biết Hạ Tưởng là người của Lý Đinh Sơn, nhưng một mình Lý Đinh Sơn cũng không thể điều khiển được hội nghị thường vụ. Chủ yếu là, y cảm thấy ánh sáng của Hạ Tưởng vẫn còn rất rực rỡ, dám chắc ở huyện An có rất nhiều người đã từng bất mãn với hắn, hiện tại có cơ hội đưa hắn đi, hơn nữa các ủy viên thường vụ cũng muốn như vậy. Sự tình ở trong nước từ trước tới nay luôn như to đón gió lớn, kẻ đứng mũi phải chịu sào. Chỉ có điều hắn không ngờ tới chính là hắn luôn cho rằng người có khả năng ủng hộ đưa Hạ Tưởng đi là chủ tịch huyện Khâu. Lại đề xuất người được chọn đi là Mai Hiểu Lâm. Hơn nữa, ngay cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghê Chính Phương ít nói mà cũng nói như vậy, thậm chí đến phó chủ tịch thường trực huyện Thịnh Đại cũng thay Hạ Tưởng nói, Phòng Ngọc Huy có phần thấy giận, bất bình mà nghĩ, đầu óc Thịnh Đại ngắn hay thế nào, nếu Hạ Tưởng đi rồi, tầm ảnh hưởng của phó chủ tịch thường trực huyện sẽ được thể hiện. Ông ta cũng không nhìn ở hiện tại, Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ tịch huyện bình thường mà còn được ngưỡng mộ. Còn được mọi người chú ý hơn cả phó chủ tịch thường trực huyện, ông ta không biết là khắp nơi đều bị áp chế, không biết tức giận sao. Hắn không nghĩ ra vấn đề, mãi đến khi Hạ Tưởng lên tiếng, sau khi nói sau một hồi, Phòng Ngọc Huy mới bừng tỉnh ngộ mà hiểu rõ ràng, đừng nói người trong bộ máy lãnh đạo không muốn Hạ Tưởng đi, mà ngay cả các ủy viên thường vụ cũng không muốn Hạ Tưởng đi. Họ cũng biết nguyên nhân vì sao, bởi vì huyện An từ một huyện nghèo đang dần dần trở thành một huyện phát triển về kinh tế. Tất cả đều là do công lao của Hạ Tưởng, đều là do Hạ Tưởng có mối quan hệ tốt. Thậm chí có thể nói rằng, chủ tịch huyện Khâu cũng vậy, phó chủ tịch huyện Thịnh cũng thế, nhưng vì sao lại không hề ghen tị với Hạ Tưởng, không tìm cách loại bỏ Hạ Tưởng. Chính là vì nếu không có Hạ Tưởng, bọn họ đều không có thành tích gì cả. Huyện An sẽ không thể có khí thế ngút trời như hiện tại. Phòng Ngọc Huy suy sụp ngồi ở trên ghế, y biết, trừ phi thành ủy cưỡng ép điều Hạ Tưởng đi. Nếu không vị trí Hạ Tưởng ở huyện An không thể dịch chuyển. Hắn thậm chí không cần Lý Đinh Sơn ra mặt bảo vệ hắn, chỉ cần hắn mang lại lợi ích, cầm lợi ích trong tay chia sẻ cùng mọi người, sẽ có rất nhiều người lên tiếng hộ hắn. Phòng Ngọc Huy quyết định tìm một cơ hội khác để nói chuyện với Phó Thị trưởng Đàm, muốn điều Hạ Tưởng đi đành phải dùng cách khác. Lý Đinh Sơn nghe Hạ Tưởng nói xong, liền gật đầu khen ngợi, nhìn quanh bốn phía nói. Vừa rồi chủ nhiệm Nghe nói rất có lý. Chúng ta có thể mở rộng tiêu chí ra, cho phép các đồng chí muốn tình nguyện đi đến nơi khác công tác, đồng chí nào chủ động muốn đến huyện Thương Sơn, cũng có thể tự đề cử mình.
Nghe Chính Phương do dự một chút. Nếu cấp trên không xem tuổi tác của tôi là quan trọng, tôi muốn thay đổi hoàn cảnh một chút để tăng tính năng động. Hạ Tưởng không tự chủ được nhìn Nghe Chính Phương vài lần, trong lòng dấy lên một sự khâm phục. Nghe Chính Phương ở huyện An về cơ bản tiền đồ không có gì đáng nói, đi đến nơi khác nhận công tác, cho dù là trước đó là sự điều động, cũng có thể làm vài năm rồi sẽ được cất nhắc, xem như tổ chức cũng có sự ưu ái. Nghe Chính Phương nếu đồng ý đến huyện Thương Sơn, xem chừng nếu không có vấn đề gì sẽ đảm nhiệm chức vụ phó bí thư huyện ủy, nói không chừng còn có cơ hội làm đến chức bí thư huyện ủy của một huyện nhỏ. Huyện nhỏ, huyện lớn, huyện nghèo, huyện giàu, đều không có vấn đề. Chỉ cần là lên được, thì đâu sẽ có đó. Lý Ninh Sơn mỉm cười. Tốt lắm, chủ nhiệm Nghe sẽ đứng đầu danh sách báo lên trên thành ủy. Hội nghị thường vụ đạt được kết quả cuối cùng, sẽ báo danh sách gồm hai người là Nghe Chính Phương và Mai Hiểu Lâm lên thành ủy. Mai Hiểu Lâm cũng không có ý kiến gì, tỏ vẻ toàn bộ phục tùng theo sự phân công của tổ chức. Tuy nhiên rõ ràng trong lòng Khâu Tự Phong cũng đã biết rõ là Nghe Chính Phương sẽ được chọn. Cũng giống như tình huống, lãnh đạo cấp trên sẽ xem xét đến những đồng chí tự nguyện muốn đi. Quả nhiên không lâu sau thành ủy lập tức có ý kiến trả lời huyện ủy huyện An, ban tổ chức cán bộ thành ủy báo xin phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn, điều chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện An Nghe Chính Phương đến huyện Thương Sơn nhận công tác, làm chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện Thương Sơn. Bởi vì sau khi Nghe Chính Phương đi thì ghế của hắn sẽ bị trống nên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ điều cán bộ ở huyện khác đến, không cần huyện An đề cử chọn người. Tuy rằng chuyện này đã xong, tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn cảnh giác với Đàm Long. Hiện tại Đàm Long đã vào được thành ủy, cũng đã duỗi tay ra, hắn không thể không có sự đề phòng. Không lâu sau, khi vụ án của Lệ Triều Sinh còn chưa có kết quả, Tào Vĩnh Quốc được bổ nhiệm nhận chức bí thư thành phố Bảo. Rốt cục hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng đã phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức có quyết định bổ nhiệm, trình tỉnh ủy phê chuẩn, đồng chí Tào Vĩnh Quốc giữ chức vụ bí thư thành ủy thành phố Bảo, ủy viên thường vụ, không còn đảm nhiệm chức vụ ủy viên chức vụ, phó thị trưởng thường trực thành phố Yên nữa. Đồng thời tỉnh ủy còn quyết định bổ nhiệm Đàm Long giữ chức vụ ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Yên, sau đó được mời tới thành phố Yên dự họp hội nghị thường vụ lần thứ nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều chỉnh phân công bộ máy từ trên xuống dưới, Đàm Long đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực. Bởi vậy thành phố Yên thực hiện điều chỉnh một loạt các cán bộ lãnh đạo. Sự điều chỉnh cán bộ ở thành phố Yên cũng làm cho người ta hoa cả mắt, xung quanh thành phố, không có động tĩnh gì truyền ra. Hạ Tưởng cũng rất kiên nhẫn chờ, hắn tin tưởng, Tống Chiêu Độ đang chờ một cơ hội tốt nhất để xuất hiện. Gió lốc đang dần nổi lên. Thôi Hướng được cử đảm nhiệm chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, còn Trần Phong tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy thành phố Yên, xung quanh thành phố cũng không nghe được phong thanh điều gì. Việc điều chỉnh chức vụ cán bộ của Thôi Hướng và Trần Phong là do ban tổ chức trung ương, tuy nhiên trong tỉnh cũng có thể đề xuất ý kiến lên trung ương. Chỉ có điều hiện tại tâm tư của Cao Thành Tùng không để ý tới việc điều chỉnh, một vài lần đều áp chế các kiến nghị liên quan. Hạ Tưởng tạm thời không có tâm tư mà quan tâm đến sự tiến triển của vụ án Lệ Triều Sinh, hắn trả lời qua điện thoại với Tần Thác Phu là phải phối hợp với Ủy ban Kỷ luật tỉnh thống nhất mà hành động. Hạ Tưởng nghe vậy liền hiểu sự ám chỉ, vụ án Lệ Triều Sinh khi nào sẽ xét xử, khi nào sẽ công khai đều là theo chỉ thị của cấp trên. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉ sợ rằng không thể tự ý quyết định. Nếu hắn đoán không nhầm thì Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang chờ Bắc Kinh ra lệnh một tiếng. Hiện tại tâm tư Hạ Tưởng đặt ở việc bác Tào chuẩn bị đi nhậm chức. Có một phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi cùng bác Tào, sẽ khởi hành đến thành phố Bảo nhậm chức. Tào Thù Lê và Tào Thù Quân cố ý xin nghỉ học để đến tiễn. Về cơ bản việc dặn dò đã được hoàn tất, tuy nhiên Tào Vĩnh Quốc vẫn có tình ý sâu xa mà nói với Hạ Tưởng. Thù Lê và Thù Quân ta giao cho cậu, cậu chú ý đến chúng nó một chút, chăm sóc chúng nó, tôi tin cậu sẽ trông nom tốt nhà này. Hạ Tưởng đứng giữa Tào Thù Lê và Tào Thù Quân, hắn gật gật đầu. Bác Tào cứ yên tâm, mấy năm nay cháu luôn được bác Tào và cô Vương chăm sóc. Hiện tại dù những năm tháng ấy đã qua, nhưng cháu vẫn sẽ luôn ghi nhớ và sẽ trông nom Tào gia. Vương Vũ Phân có chút lưu luyến không rời mà nhìn Tào Thù Lê và Tào Thù Quân. Các con cũng đã lớn rồi, bớt để Hạ Tưởng phải quan tâm đi. Bây giờ phải cố gắng học hỏi, chăm sóc bản thân mình, phải tự mình làm mọi việc. Tào Thù Lê ngoan ngoãn mà gật đầu. Con làm sao phải để người khác chăm sóc, nói không chừng lại phải chăm sóc lại người khác.
Được rồi mà, ba mẹ, hai người cứ yên tâm đi thành phố bảo cho tốt, có con ở đây, mọi việc đều sẽ tốt cả mà. Tào Thù Quân lại vô tâm không để ý mà nói. Cuối cùng đã được tự do, ba mẹ, hai người khi nào về, thì nói cho con một tiếng, để con chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đỡ phải để hai người phát hiện ra chuyện xấu của con. Vương Vu Phân vừa tức vừa cười, làm bộ muốn đánh, Tào Thù Quân liền vội vàng tránh ở sau lưng Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc liền cười. Thôi ba mẹ phải đi rồi, tạm tha cho con một lần. Tất cả mọi người đều mỉm cười, nhưng thật ra hòa lẫn trong đó là cảm giác ly biệt. Thành phố Bảo cách thành phố Yến không xa, không đến 200 km, đi theo đường cao tốc chỉ mất nửa ngày. Hạ Tưởng lái xe chạy đưa Tào Vĩnh Quốc đến trụ sở thành ủy, thấy mọi người đến tiễn đã đứng đầy ở cửa trụ sở. Tào Vĩnh Quốc xem như là điều chuyển ngang cấp, nhưng việc tới thành phố Bảo quản lý một địa phương có thể nói là thăng tiến so với việc ngồi lại vị trí ở thành phố Yến. Trong quan trường từ trước đến nay chính là nắm cao không nắm thấp, ai nấy đều hiểu rõ ràng, Tào Vĩnh Quốc sau khi hết nhiệm kỳ làm bí thư, ít nhất cũng có thể đến tỉnh khác làm phó chủ tịch tỉnh. Nếu thành tích nổi lên lại có người đứng sau hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Vì thế người đến tiễn so với dự đoán sẽ không ít. Đàm Long cũng đến đây. Hắn đứng ở bên cạnh Trần Phong, đi hơi chậm lại phía sau Trần Phong một bước. Nhìn mặt Tào Vĩnh Quốc rạng rỡ, trong lòng có chút không thích. Lại nhìn đến Hạ Tưởng đứng bên cạnh Tào Vĩnh Quốc, trong lòng càng thấy không được thoải mái. Tào Vĩnh Quốc thật đúng là may mắn, từ giám đốc sở xây dựng đô thị, một bước tiến vào trung tâm quyền lực của thành phố Yến. Lại từ phó thị trưởng thường trực thành phố Yến trở thành người đứng đầu, bí thư thành ủy một thành phố. Lên chức với tốc độ nhanh như vậy quả thật khiến người ta không thể nói nên lời. Càng khiến người ta thấy đố kỵ. Mà con rể ông ta lại là Hạ Tưởng, tới huyện An không đến nửa năm, liền từ một phó chủ tịch huyện, nhanh chóng bay lên vị trí ủy viên thường vụ, trở thành nhân vật đứng thứ ba trong bộ máy chính quyền, tốc độ lên chức thế này lại càng làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. Bọn họ dựa vào cái gì mà được vậy? Đàm Long vừa không phục lại vừa bất mãn. Hắn cũng hỏi thăm qua, ở sau lưng Tào Vĩnh Quốc chỉ là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, không có nhiều quyền phát ngôn cho lắm, mà Hạ Tưởng dựa vào Trần Phong là chính, nhưng Trần Phong năng lực lớn, cũng không có khả năng một tay nâng hai người là Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng, khiến hai người bọn họ đều nhanh chóng bay lên. Đàm Long cảm thấy trong lòng bất bình cực độ. Bất bình cũng không có cách nào, tình thế mạnh hơn người. Tuy nhiên hắn tin tưởng, giờ hắn đã bước vào hội nghị thường vụ, có thể kiềm chế một số vấn đề quan trọng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ cần một ngày ở thành phố Yến, muốn thăng tiến một bước, nhất định phải trải qua sự thảo luận tại hội nghị thường vụ. Nếu hắn và Từ Đức Tuyền ở đó, Hạ Tưởng đừng có nghĩ là sẽ thoải mái mà tiến về phía trước thăng tiến một bước. Đàm Long hướng về phía đám người nhìn thoáng qua thấy Từ Đức Tuyền. Từ Đức Tuyền cũng đến tiễn, mọi người đưa tiễn, nếu hắn không đến thì có vẻ rất không có tình người. Về sau hắn có chuyện gì, cũng sẽ không có người đến cổ động cho hắn. Cho nên mặc dù trong lòng hắn không thoải mái, cũng phải ra mặt đến tiễn Tào Vĩnh Quốc. Hơn nữa Tào Vĩnh Quốc về sau chính là bí thư thành phố Bảo, là người đứng đầu một thành phố, so với một trưởng ban thư ký thành ủy không thể lên tiếng như hắn, thì mạnh hơn nhiều lắm. Dù khó chịu thì khó chịu nhưng biểu hiện cách đối xử bề ngoài thì vẫn phải làm tốt. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy phía sau Tào Vĩnh Quốc là Hạ Tưởng, rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Mí mắt không kiểm soát được liền nhảy vài cái, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cứng ngắc hẳn lên. Từ Đức Tuyền vô cùng căm hận đối với Hạ Tưởng. Bởi vì sau khi bị bắt, Lệ Triều Sinh vẫn không chịu mở miệng. Từ Đức Tuyền cũng tin tưởng Lệ Triều Sinh ngoan cường, có thể chống lại việc thẩm vấn. Không ngờ, dưới sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, không ngờ Tần Thác Phu đã bắt được Du Lệ, còn lợi dụng Du Lệ và Du Vĩnh đồng ý hứa hẹn với Lệ Triều Sinh, đột phá phòng tuyến tâm lý của Lệ Triều Sinh. Cuối cùng Lệ Triều Sinh đã khai toàn bộ. Chương 341, thu lưới. Từ Đức Tuyền nghe được tin đó, lúc ấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng đi tìm Cao Thành Tùng, xin bí thư Cao cho quyết định. Cao Thành Tùng lại khuyên hắn không nên hoang mang, hắn đã bảo Cổ Nhân Kiệt nói hộ, Cổ Nhân Kiệt cũng đã nói với Tần Thác Phu, nói là sự tình tốt nhất nên khống chế ở phạm vi nhỏ, không cần liên lụy đến các lãnh đạo cấp thành phố. Tần Thác Phu liền một mực đồng ý. Đồng thời, Cao Thành Tùng còn hướng về phía thành phố Yến tạo áp lực, tự mình gọi điện cho Thôi Hướng, khiến Thôi Hướng đứng ở góc độ chính trị xem xét vấn đề, không cần đem vụ án Lệ Triều Sinh mở rộng thêm,
nếu không sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền, sẽ tạo bất lợi cho thành ủy thành phố Yến. Tỉnh ủy hy vọng không cần vì một lệ triều sinh mà ảnh hưởng đến sự yên ổn của toàn bộ cục diện. Thôi Hướng trả lời khiến Cao Thành Tùng yên tâm không ít. Xin bí thư Cao yên tâm, thành ủy sẽ có thái độ rất rõ ràng. Trách nhiệm của một người, không thể để liên lụy đến mọi người, sẽ mau chóng kết án, không mở rộng để ảnh hưởng, sẽ cố gắng đến khả năng cuối cùng để khống chế dư luận. Cao Thành Tùng liền nghĩ đến việc Thôi Hướng tiếp thu ý nghĩ của hắn, liền lại động viên Thôi Hướng vài câu, rồi gác máy, xem như an tâm. Rõ ràng bí thư Cao đã có chỉ thị, Từ Đức Tuyền cũng yên tâm, Lệ Triều Sinh cho dù đã khai, cũng sẽ không làm dậy sóng được. Dù sao tỉnh Yến vẫn là của tỉnh Yến của bí thư Cao. Ai còn dám lộ liễu mà qua mặt bí thư tỉnh ủy? Trừ phi là không muốn làm quan nữa. Nói là như thế, nhưng từ khi Từ Đức Tuyền biết Hạ Tưởng là người khơi mào chuyện của hắn liền trong lòng không khỏi phẫn nộ. Nếu không phải Hạ Tưởng nhiều chuyện, thì cục diện đâu có như ngày hôm nay. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, cho dù cuối cùng vụ án Lệ Triều Sinh cũng kết thúc, chỉ là không nói tới quan hệ của hắn và Lệ Triều Sinh nhưng trong lòng các cán bộ thành ủy đều biết rõ vấn đề của hắn. Tiếng nói của hắn tại thành phố Yến sẽ bị suy giảm rất lớn. Hơn nữa khả năng ở thành phố Yến được thăng chức gần như không có, và bất cứ lúc nào hắn cũng đeo một gánh nặng trên lưng, một khi lợi ích xung đột, không ai dám chắc sẽ không có người lấy chuyện này để chỉ trích và uy hiếp hắn. Làm sao hắn không oán hận Hạ Tưởng được? Nhưng trong lòng nếu không căm hận, Từ Đức Tuyền lại không có đủ khả năng làm mất mặt Hạ Tưởng được. Hơn nữa hắn và Đàm Long muốn đưa Hạ Tưởng đi. Nhưng kế hoạch đưa Hạ Tưởng đi huyện Thương Sơn đã bị thất bại. Hắn cũng hiểu được lý do, chỉ sợ muốn loại bỏ Hạ Tưởng thì cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nghĩ như thế, Tào Vĩnh Quốc vừa được điều đến thành phố Bảo làm bí thư thành ủy, cũng là chuyện tốt. Tào Vĩnh Quốc vừa đi, Hạ Tưởng ít nhiều mất đi một chỗ dựa vững chắc ở thành phố Yến. Nghĩ đến đây, Từ Đức Tuyền lại miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười, sau đi bắt tay với Tào Vĩnh Quốc, lại bắt tay Hạ Tưởng nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, trước tiên phải chúc mừng cậu đã bước vào được thường vụ. Còn chuyện hôm đính hôn, tôi cao hứng uống nhiều mấy chén, lúc đấy uống rượu nên bây giờ cũng không nhớ là đã xảy ra chuyện gì, nếu có chỗ nào thất lễ, mong cậu đừng để trong lòng. Hạ Tưởng khẳng định Từ Đức Tuyền hận mình thấu xương, tuy nhiên ở trước mặt mọi người còn làm ra vẻ mặt tươi cười đón chào, cũng coi như vẫn khôn ngoan, cũng liền cười trả lời. Không sao, không sao. Trưởng ban thư ký Từ có thể tham dự lễ đính hôn của tôi, cũng là vinh hạnh của tôi. Tôi vui mừng còn không kịp, bây giờ còn nhớ hôm đó ngài vừa xuất hiện liền mang đến cho tôi một cảm giác kinh hãi, thật sự là làm cho người ta không tưởng tượng được. Từ Đức Tuyền nghĩ thầm rằng, cũng lạ, Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, sao lại khôn ngoan sâu sắc như vậy, so với những người đã lão luyện trên quan trường thì tuyệt đối không kém nửa phần, nói cười cười. Như thể không có việc gì, thật sự là làm cho người ta nhìn không ra. Hạ Tưởng và Đàm Long lại bắt tay. Đàm Long trong lòng vừa mới thăng lên chức ủy viên thường vụ, phó thị trường thường trực nên rất vui sướng, ngược lại vừa thấy Hạ Tưởng, sự vui sướng đó liền tan thành mây khói, khó có thể tiêu hết cơn giận dữ. Cũng không biết vì sao, hắn nhìn như thế nào cũng không thấy Hạ Tưởng vừa mắt. Có lẽ là do cha vợ tương lai của Hạ Tưởng là Tào Vĩnh Quốc lúc trước đã chiếm vị trí ủy viên thường vụ, phó thị trưởng thường trực mà hắn nghĩ vốn là của hắn, có lẽ là do Hạ Tưởng và Trần Phong đi lại rất gần, mà hắn đối với Trần Phong hết sức ác cảm. Tóm lại dù là nguyên nhân nào thì hắn càng ngày càng không thích Hạ Tưởng, thậm chí hận không thể đưa Hạ Tưởng mau mau vào chỗ chết. Bây giờ hắn bắt tay với Hạ Tưởng, Đàm Long bên ngoài cười nhưng bên trong không cười nói. Phó thị trưởng Tào vừa đi. Sau này Phó Chủ tịch huyện Hạ phải gánh trọng trách quan trọng trên người, nhưng phải chú ý phối hợp làm việc và nghỉ ngơi, không nên lo lắng. Ở thành phố có gì khó khăn cứ tới tìm tôi. Hạ Tưởng có thể nhìn ra được nụ cười đắc ý của Đàm Long, cũng chẳng muốn so đo với hắn liền cười qua loa. Ưu điểm lớn nhất của tuổi trẻ chính là có thể chịu được khó nhọc, cảm ơn Phó Thị trưởng Đàm đã động viên, tôi sẽ cố gắng, và cũng tin tưởng rằng mình có thể chịu được. Ý của Hạ Tưởng là nói. Tuổi tác chính là ưu thế, cuối cùng cũng có thể đánh bại hắn. Đàm Long trên mặt không thể cười, xoay người và nói với người khác, không hề để ý tới Hạ Tưởng nữa. Hạ Tưởng lắc đầu, sớm đã ném thái độ của Đàm Long sang một bên, trong lòng nghĩ, sau khi Hồ Tăng Chu tới thành phố Yến làm thị trưởng, mình có nên đến nhà hỏi thăm thị trưởng Hồ một chút, ôn lại chuyện cũ không? Hạ Tưởng đưa Tào Vĩnh Quốc đến đường cao tốc rồi quay về,
Tào Vĩnh Quốc đi rồi, hắn lại quay trở về trụ sở thành ủy, muốn tìm Trần Phong tâm sự, không ngờ vừa mới bước vào trụ sở, vừa lúc lại gặp Giang Thiên. Giang Thiên theo đúng trình tự, đã chính thức được trúng cử làm chủ tịch huyện cảnh, hắn đến trụ sở thành ủy là để báo cáo công tác sau khi đến đây. Gặp Hạ Tưởng, hắn thật vui mừng và tiếp đón Hạ Tưởng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cùng đi tới văn phòng của Trần Phong. Trần Phong mừng rỡ khi gặp đồng thời cả Hạ Tưởng và Giang Thiên, cười nói. Vào đây ngồi, hai người các cậu cùng nhau tới, chắc là có việc gì vui. Giang Thiên trước tiên nói. Tôi quay lại chào lãnh đạo, thứ nhất là muốn hỏi thăm sức khỏe ngài, sau đó là muốn báo cáo với ngài một số công việc của huyện cảnh. Hạ Tưởng vốn không khách sáo như vậy liền nói thẳng. Tôi tìm thị trưởng Trần đầu tiên là muốn uống nước, sau đó là muốn tâm sự cho thoải mái một chút. Trần Phong cười mắng. Tôi trở thành đối tượng khiến cậu được thoải mái từ bao giờ vậy? Cậu có còn coi tôi là thị trưởng thành phố Yến nữa hay không? Nói đùa vài câu, Giang Thiên liền báo cáo qua loa tình hình của huyện cảnh. Huyện cảnh và huyện An là láng giềng, có cùng hoàn cảnh với huyện An. Du lịch cũng là trụ cột, khu du lịch Tam Thủy có quy mô và cấp bậc cao, so với khu du lịch Tam Thạch còn cao hơn một chút, hiệu quả và lợi ích về thiên nhiên cũng tốt hơn một chút. Trước khi Giang Thiên đến nhậm chức, khu du lịch Tam Thủy kéo được nhiều nhà đầu tư, lúc ấy có hy vọng sẽ vượt qua khu du lịch Tam Thạch trở thành nơi tham quan du lịch bậc nhất ở thành phố Yến. Nhưng sau khi Hạ Tưởng tới huyện An, áp dụng một loạt các kế hoạch, kết quả khu du lịch Tam Thạch được đầu tư xây dựng một số hạng mục nhỏ, du khách tới tham quan tăng lên, trong lúc đó khu du lịch Tam Thủy có sự chênh lệch rất lớn so với khu du lịch Tam Thạch, phải co vào và chạy đua song song với khu du lịch Tam Thạch, điều đó đã uy hiếp và gây áp lực không nhỏ tới huyện cảnh. Giang Thiên nhìn Hạ Tưởng cười nói, cậu thật sự rất nổi tiếng ở huyện cảnh chúng tôi, thậm chí có không ít người nói phải tới huyện An để gặp cậu. Nhìn xem rốt cuộc dáng vẻ cậu ra sao, còn muốn ở trước mặt chất vấn cậu, vì sao lúc nào cũng muốn đối đầu với huyện cảnh. Hạ Tưởng liền cười, tôi là vì muốn huyện An phát triển, cũng không phải cố ý đối đầu với huyện cảnh, chủ tịch huyện Giang nói như vậy, có phải hơi có sắc thái chủ nghĩa bảo hộ địa phương hay không? Giang Thiên cười ha hả không ngừng, nói một chút tình hình huyện cảnh với Trần Phong. Bí thư huyện ủy Vương Việt lại là người của Thôi Hướng, tuy nhiên đối nhân xử thế coi như cũng có phép tắc, có điều khá đưa đẩy, không làm loạn, nhưng việc mà hắn đã quyết định thì muốn thuyết phục hắn lại rất khó khăn. Cường Giang Hải từ huyện An chuyển tới, chẳng những không nói chuyện với Giang Thiên, mà ngay cả Vương Việt cũng không qua lại, trên cơ bản ở trong tình trạng bị cô lập. Giang Thiên nói, Trần Phong nghe, cũng không ra chỉ thị cho hắn nhiều lắm, chẳng qua là muốn Giang Thiên yên tâm công tác, tạo quan hệ thật tốt, chuyên tâm làm tốt kinh tế. Hạ Tưởng cũng biết rõ, đi đến đâu có người thì cũng sẽ có mâu thuẫn. Huyện chính là cửa ải quan trọng nhất, phải dựa vào bản lĩnh chính mình vượt qua, không làm được tốt ở cấp cơ sở, sau này cho dù lên vị trí cao hơn, cũng sẽ dễ dàng bị thất bại. Giang Thiên nói xong sự việc, Trần Phong lại hỏi Hạ Tưởng. Vĩnh Quốc vừa đi, cậu không những phải trông nom Tào gia, mà còn phải để ý làm tốt việc xây dựng kinh tế huyện An. Như vậy cũng không dễ dàng gì, nói không chừng là có người có thể gây cho cậu không ít phiền phức, cậu đã nghĩ ra được cách đối phó nào chưa? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Làm gì có biện pháp nào chứ, chỉ có thể là gặp chiêu đối chiêu thôi. Luôn có người không có việc gì chỉ thích gây chuyện, còn muốn đưa tôi đến huyện Thương Sơn, sau đó thừa cơ hái quả đào của tôi. May mắn là âm mưu của bọn họ không thực hiện được. Sắc mặt Trần Phong ngưng lại nói. Đừng khinh suất, thế lực của đối phương cũng không nhỏ đâu. Bây giờ còn chưa kết được thành một sợi dây, chờ sau khi tình hình tỉnh Yến sáng sủa trở lại, sẽ hình thành những tập đoàn lợi ích mới, không dễ dàng đâu. Hạ Tường hiểu rõ ý của Trần Phong, mặc kệ Cao Thành Tùng có bị miễn nhiệm hay không, qua một thời gian ngắn, toàn bộ tình hình sẽ trở nên sáng sủa. Không nói bên trong thành phố Yến là Đàm Long và Từ Đức Tuyền, ngay cả bên trong tỉnh Yến, thế lực khắp nơi một lần nữa sẽ cháo bài, một lần nữa đứng dậy làm lại từ đầu. Hiện tại thái độ của tất cả mọi người đều mờ ám, cũng không muốn thể hiện thái độ quá sớm, tránh nói sai rồi lại nói, tất cả đều đang phỏng đoán tình hình phương hướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.